Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 14. Có người chấn động, có người vui mừng, có người buồn rầu. Giờ phút này, đám người bảy thị cổ võ tình cảnh hiu hắt. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng thiên kiêu thuộc lứa trẻ tuổi lại thua thê thảm. Chỉ mới hai chiêu đã bị đối phương đánh gục. Khánh Hồng, tộc nhân nhà thượng quan vội vàng đoạt thi thể thượng quan Khánh Hồng lại. Bọn họ đau buồn khi phát hiện rằng vết thương trên ngực anh ta như là bị trúng đạn pháo, bị bắn trống rỗng. Có thể thấy được uy lực một kiếm lúc nấy khủng bố cỡ nào. Chết ngay tại chỗ, Diêm Vương không muốn thu cũng phải thu. Đúng là một thằng nhãi tàn nhẫn. Tộc trưởng thượng quan cực kỳ đau lòng, tức điên cả lên. Một trận chiến vừa rồi, không chỉ có khiến nhà thượng quan tổn thất một thiên kiều, mà ngay cả danh kiếm trong tộc bọn họ cũng bị đối phương đoạt mất. Giết người, đoạt kiếm. Lưu loát dứt khoát. Đây thật sự là một sự khiêu khích trần trụi và sỉ nhục lớn lao đối với nhà thượng quan bọn họ. Khốn kiếp. Buồn cười. Tộc trưởng thượng quan cực kỳ giận dữ. Nếu không phải vì có quy tắc thì ông ta đã tự mình lên võ đài báo thù rửa hận cho cháu trai rồi. Theo quy tắc, nhà thượng quan đã phái ra một người rồi, vậy nên dù có thù hận thế nào thì cũng không thể phái thêm người nữa. Đành phải gửi hy vọng lên 6 nhà còn lại. Ông yên tâm đi, trận chiến thứ hai, nhà họ Tẽ chúng tôi lên. Nhà họ Tẽ trong bảy thị cổ võ cũng không hề thua kém nhà thượng quan. Lớp Tia tuổi trong tộc cũng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu thực lực tương đương thượng quan Khánh Hồng. Đức Long, tộc trưởng nhà họ Tê gọi, cậu lên đánh trận thứ hai, cần phải giết chết thẳng nhãi trên võ đài kia. Vâng, một người trẻ tuổi lập tức đứng dậy nhận lệnh rồi nói với đám người xung quanh, lúc nấy chắc là vì anh Khánh Hồng khinh địch nên mới chết trong tay kẻ địch. Có điều, các vị cứ yên tâm, tôi sẽ báo thủ thay anh Khánh Hồng. Cứ giao thẳng nhãi kia cho tôi đi. Tê Đức Long vừa nói chuyện vừa nhảy lên trên võ. Đài. Đối mặt với Diệp Lâm, anh ta có vẻ thành thạo và tràn đầy tự tin. Rốt cuộc thì anh ta là người ra sân thứ hai, biết người biết ta, lại còn chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt thể lực. Hơn nữa, anh ta đã hiểu rõ và nghĩ ra cách đối phó với một kiếm vừa rồi của Diệp Lâm. Diệp Lâm. Đối thủ thứ hai của anh là tôi. Tê Đức Long chắp tay mà đứng, anh tự mình nhận thua hay là chờ tôi đánh chết. Diệp Lâm cơ bản là không coi trọng Tê Đức Long đang làm ra vẻ trước mắt mình. Anh nhìn xuống đám người bảy thị ở dưới võ đài. Lần lượt tặng đầu người hả? Tôi khuyên các người cùng lên một lần đi. Tôi đã vô địch dưới nhất phẩm rồi. Cái gì? Nghe vậy, đám người bảy thị dưới võ đài cực kỳ tức giận đến mức không còn biết gì nữa. Ở trong mắt đối phương, cách đánh luân phiên của bọn họ chính là lần lượt tặng đầu người. Thật là buồn cười, cậu ta dám coi thường bảy thị bọn họ hả? Vô địch dưới nhất phẩm, mạnh miệng thật đấy. Tê Đức Long cũng cảm thấy mình bị xúc phạm, trên mặt lộ vẻ hung ác. Tao một kẻ đỉnh nhị phẩm là có thể chém chết mày rồi. Dứt lời, Tê Đức Long vẫy tay với bên dưới, đưa kiếm của tôi đây. Anh hai, tiếp kiếm. Lập tức có tộc đệ ném lên một thanh bảo kiếm. Đức Long, cậu cần phải giết cậu ta để rửa sạch mối nhục của bảy thị chúng ta. Tộc trưởng nhà họ Tẽ lên tiếng nhấn mạnh lần nữa. Rốt cuộc thì trước mặt bao người, bảy thị bọn họ thật sự là ngại quần ẩu. Cổ võ giả khiêu chiến người thường vốn dĩ đã là mạnh ức hiếp yếu rồi, bây giờ lại dùng nhiều đánh ít nữa thì dù có thẳng cũng thẳng không đẹp. Giờ phút này, bảy thị gửi hết hy vọng lên người Tê Đức Long. Thấy nhà họ Tê chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Diệp Lâm không nhịn được lắc đầu. Lúc nãy thượng quan Khánh Hồng có thực lực đỉnh nhị phẩm, gan đạt tới nhất phẩm, mà còn không phải là đối thủ của mình. Vậy thì cái tên nhà họ Tê kia lấy đâu ra tự tin đánh một trận với mình khi cùng một thực lực với thượng quan Khánh Hồng? Lại còn tràn đầy tin tưởng nữa chứ? Tê Đức Long cực kỳ tự tin khiến Diệp Lâm cảm thấy khó hiểu. Người ta nói có gì đó không đúng thì chắc chắn là có vấn đề. Tê Đức Long tự tin là vì lúc nãy lên võ đài, anh ta lén dùng thuốc cấm trùng linh đan. Trùng linh đan có thể đột phá cảnh giới, tăng lên một cấp trong một khoảng thời gian ngắn. Nó bị cấm dùng trong các cuộc so tài bình thường. Hơn nữa, trùng linh đan có tác dụng phụ nặng, vậy nên nó dần trở thành thuốc cấm trong giới cổ V có cả quy định cấm dùng rõ ràng cho người trẻ tuổi. Có điều, hôm nay tình thế bắt buộc, nhà họ Tề muốn rổi bật một lần. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn đi đường tắt. Sau khi uống đan dược xong, Tế Đức Long đã đột phá nhị phẩm. Trở thành tông sư nhất phẩm hàng thật giá thật. Với thực lực này, đừng nói là đối mặt với người bình thường, ngay cả khi ở giới cổ võ,
nó cũng là một sự tồn tại nổi bật và vô địch trong đám bạn cùng lứa tuổi. Diệp Lâm hoàn toàn không biết những điều này. Tề Đức Long đắc ý, dám chắc rằng mình có thể đánh cho đối phương không kịp trở tay, thậm chí có thể giết chết trong một chiêu. Keng! Một tiếng thanh thúy vang lên. Tề Đức Long rút kiếm, lưỡi kiếm sắc bén ánh vàng lóe lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Kiếm này tên là Thiên Kim. Kiếm Tiên Truyện có câu, đường tấn công có Thiên Kim kiếm, bắt giữ Lý Quy Thọ. Ngay cả Lý Quy Thọ là thích khách nổi danh trong lịch sử thì cũng bỏ mạng dưới Thiên Kim kiếm. Hôm nay tôi sẽ dùng kiếm này để lấy mạng của anh. Đây chính là vinh hạnh của anh. Thiên Kim kiếm, ánh vàng rực rỡ, được chế tạo từ vàng và sắt đen, trải qua nhiều lần rèn mới thành Thiên Kim kiếm. Nó không chỉ là một thanh kiếm nổi tiếng trong lịch sử, mà nó còn có giá trị xa xỉ. Thiên Kim kiếm có thêm vài phần xa xỉ khi được nắm trong tay Tế Đức Long. Vậy tôi sẽ lấy Kim Cương kiếm đi đánh với Thiên Kim kiếm của anh. Diệp Lâm cũng rút kiếm ra. Đó không phải là kiếm của anh, chắc là dùng không thuận tay, đừng có để lúc thua lại trách kiếm tệ. Dứt lời, Tề Đức Long nhìn thoáng qua hộp kiếm, không biết bên trong còn giấu bao nhiêu bảo kiếm nữa. Anh ta nhìn nhìn rồi nảy sinh lòng tham, thầm nghĩ chờ lát nữa giải quyết xong thằng nhãi kia liền đoạt hộp kiếm làm của riêng. Lỡ như bên trong còn có vài danh kiếm khác nữa thì mình và nhà họ Tề lời to rồi. Không đợi Diệp Lâm đổi kiếm, Tề Đức Long đã ra tay trước. Đi chết đi. Tề Đức Long sốt ruột giết người đoạt hộp kiếm để lấy kiếm bên trong hộp kiếm. Nào ngờ ngay lúc Tề Đức Long có ý định với hộp kiếm của Diệp Lâm, thì cũng là lúc Diệp Lâm theo dõi Thiên Kim kiếm trong tay đối phương. Anh thầm nghĩ, không ngờ bảy thị cổ võ chỉ có thực lực bình thường, thế mà nhà nào cũng có bảo kiếm, kiếm nào cũng cực kỳ quý giá. Những danh kiếm kia ở trong tay bọn họ chỉ là lãng phí của trời. Bọn họ không xứng dùng danh kiếm một chút nào. Anh thật sự không hiểu bọn họ lấy đâu ra nhiều danh kiếm tới như vậy. Điều khiến Diệp Lâm ngạc nhiên hơn nữa là khi thấy Thiên Kim kiếm, hộp kiếm lại phát ra một tia cảm ứng. Diệp Lâm có một suy đoán lớn mật, chẳng lẽ những thanh bảo kiếm trong tay bảy thị đều đến từ hộp kiếm? Vậy, chủ nhân thật sự của những danh kiếm kia là thần thánh phương nào? Nhớ lại lúc mình vừa có được hộp kiếm, mình được đến ba thanh kiếm ngắn giấu trong hộp kiếm và thấy phong thái kiếm tiên thời đại Ngụy được phản chiếu từ ánh kiếm. Diệp Lâm lại nhớ đến vị kiếm tiên lục địa mà Tân Tuyết Dung nhắc tới. Chẳng lẽ là ông ta? Diệp Lâm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ánh kiếm chợt lóe từ trong tay Tẻ Đức Long đã tới sát bên anh. So với uy lực một kiếm trước đó của Thượng Quan Khánh Hồng thì nhanh hơn, mạnh hơn, ác hơn. Giống như là một con ác điểu từ trên trời rơi xuống, tấn công đột ngột, khiến người ta hoảng hốt, không kịp phản ứng. Đối diện với một chiêu kia, Diệp Lâm thay đi mặt. Ngạc nhiên hô lên một tiếng. Bởi vì một kiếm kia sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn so với kiếm pháp của Thượng Quan Khánh Hồng, nghĩa là người xuất kiếm có thực lực vượt xa Thượng Quan Khánh Hồng. Nhất phẩm. Là tông sư nhất phẩm. Cậu thanh niên nhà họ Tế kia đã bước vào cảnh giới nhất phẩm rồi hả? Lúc này, trên khán đài, đạo trưởng Thiên Cực của võ đang hô lên. Nhớ lại lúc nãy đối phương tự xưng là đỉnh nhị phẩm, bây giờ lại đánh ra thực lực nhất phẩm. Một sự chênh lệch lớn khiến người ta phải cảm thán. Tuy rằng nhị phẩm và nhất phẩm chỉ khác nhau một chữ, nhưng mà khi đặt lên trên người để so sánh thì nó thật sự là khác nhau rất nhiều, giống như trời và đất vậy. Nghĩ đến võ đang nhà mình dù cho nhân tài đông đúc thì cũng ít có người có thể chạm tới ngưỡng cửa nhất phẩm. Vậy mà yếu như bảy thị, lại có người kinh tài tuyệt diễm khiến người ta phải chấn động như thế. Căn cơ không ổn, chắc là có tiếng không có miếng, qua vài chiêu rồi thôi. Tầng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn ánh mắt sắc bén, nhìn một cái là nhìn ra vấn đề. Tế Đức Long không phải là tông sư nhất phẩm hàng thật giá thật, mà là dùng lối tắt nào đó để tăng lên nhất phẩm. Lần này, chắc là có thể phân ra thẳng thua rồi. Quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan âm thầm gật đầu. Ông ta không quan tâm Tế Đức Long dùng thủ đoạn tồi tệ gì. Ông ta chỉ biết rằng một kiếm kia thật sự bùng nổ ra uy lực của tông sư nhất phẩm. Để xem lần này thanh niên họ Diệp đỡ chiêu như thế nào. Ông Tề cháu trai của ông đã có thực lực nhất phẩm rồi hả? Sao tôi chưa từng nghe ông nói vậy? Giờ phút này, sáu thị còn lại trong bảy thị đều giật nảy mình, không thể tin nổi. Nhất là nhà thượng quan, bọn họ có chút khó tiếp thu được chuyện này. Trong tộc bọn họ mới vừa mất một vị thiên kiêu, kết quả nhà họ Tế lại nhảy ra một vị tuổi trẻ tuấn kiệt có 102 tuổi tác tương đương. Bên này giảm bên kia tăng.
sự phân chia mạnh yếu trong 7 thì chắc là phải thay đổi rồi. Ha ha, ông Tê vuốt chòm râu, chỉ cười không nói. Ông ta tất nhiên là biết vấn đề bên trong, nhưng cũng cực kỳ thích thú khi thấy ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám người sáu thị. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Lúc mọi người xung quanh đang ngạc nhiên cảm thán, Tê Đức Long đã dùng uy lực tông sư nhất phẩm nghiền áp toàn trường. Họ Diệp kia, anh nói là anh vô địch dưới nhất phẩm đúng không? Ha ha, vậy một kiếm này của tôi, anh đỡ được. Không. Ầm ầm ầm. Thiên kim kiếm giống như xe tăng chạy ầm ầm nghiền áp mọi nơi đi qua. Đối mặt với một chiêu khủng bố lại sắc bén kia, ngay cả đám người bình thường ở dưới võ đài cũng thấy như là bị cả nghìn cân đè ép không thở được, huống chỉ là người ở ngay trên võ đài. Dù vậy, Diệp Lâm vẫn không chút hoảng hốt, vung. Kim cương kiếm lên, dùng thế tấn công phòng thủ hợp nhất đỡ thẳng một chiêu kia. Ha ha, bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Anh cho rằng anh có thể đỡ được một kiếm kia của tôi hả? Thấy Diệp Lâm dám dùng kiếm đỡ một kiếm của mình, trong mắt Tê Đức Long hiện lên vẻ khinh thường. Anh ta thừa thế xông lên, dốc sức nghiền áp. Trong khoảnh khắc tia lửa lóe lên. Hai thanh kiếm va chạm với nhau như sao hỏa đâm vào trái đất. Sau đó đột nhiên phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Bùm! Cả trong và ngoài hội trường đều rung chuyển. Nó giống như một trận động đất, khiến người tôi sợ hãi và bất an. Đây là uy lực đáng sợ của một trận đấu tông sư cấp 1. Bên trong hội trường bụi bay ngập trời, như thể đó là một khung cảnh của một vụ bom nổ vậy. Bóng dáng hai người trên sân lập tức bị nhấn chìm. Đồn này, đáng sợ quá. Đây chính là sức mạnh của tông sư cấp 1 sao. Bây giờ, tên nhóc họ Diệp kia có lẽ đã chết mất xác rồi. Mọi người dưới khán đài đều bị sốc, thi nhau bàn tán. Ha ha, lần này chắc là xong rồi. Mọi người trong thất tộc không khỏi cảm thấy hài lòng với sức mạnh đường kiếm của Tê Đức Long. Đặc biệt là mọi người trong nhà họ Tề, ai cũng cảm thấy mặt mình sáng lên, thể hiện thái độ của kẻ thắng cuộc. Cậu ba, cậu tư, lát nữa chuẩn bị cùng tôi lên cướp xác nhé. Phía bên kia, Hứa Đại Mã bỗng nắm chặt vũ khí, như hổ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào. Ông ơi! Chẳng lẽ chúng ta sắp thua rồi sao? Cháu trai của thiên tử cơ tỏ ra cay đắng, số tiền vừa thẳng còn chưa lấy được đã thua hết rồi ư. Những con bạc khác ở bên cạnh đều đấm ngực thùm thụp, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết. Tính toán như thần cái gì chứ? Thiên tử cơ cái gì? Hoàn tiền, tôi không chơi nữa. Khi khói bụi tan đi, bóng dáng hai người trên sân khấu dần dần lộ ra. Một cảnh tượng càng khó tin hơn xuất hiện trước mắt mọi người. Họ nhìn thấy thiên kim kiếm của Tề Đức Long không hiểu sao lại rơi dưới chân anh ta. Còn chính anh ta lại bị kiếm của đối phương đâm xuyên tim. Làm sao có thể? Khuôn mặt của Tề Đức Long đầy vẻ kinh hãi, không thể tin được. Anh ta đã thăng cấp lên tông sư cấp 1 nhưng vẫn bị đối thủ áp chế chỉ bằng một đòn. Anh, chẳng phải anh nói từ cấp 1 trở xuống mình không có đối thủ sao? Bây giờ tôi đã là tông sư cấp 1 rồi. Tề Đức Long nghiến răng. Anh ta không tin rằng mình thậm chí không thể đỡ được một chiêu của đối thủ. Vừa rồi Thượng quan Khánh Hồng bị đánh bại thì thôi đi, Tê Đức Long đã dùng thuốc cấm nhưng cũng bị đánh bại là sao? Số thuốc bị cấm mà anh ta liều lĩnh sử dụng không phải là vô ích rồi ư? Đối mặt với sự nghi ngờ và bối rối của Tê Đức Long, Diệp Lâm bình tĩnh mỉm cười. Tôi đã nói rồi, từ cấp 1 trở xuống, tôi không có đối thủ. Nhưng điều này không có nghĩa là một khi anh đạt đến cấp 1. Anh sẽ là đối thủ của tôi. Nếu anh ở trên cấp 1, tôi cũng sẽ hạ gục anh mà thôi. Lời nói của Diệp Lâm rất vang dội và mạnh mẽ. Những lời nhận xét ngạo mạn như vậy chắc chắn sẽ bị coi là điên rồ nếu ở thời điểm bình thường. Nhưng hiện tại, ngay cả Tế Đức Long, một tông sư cấp 1 cũng không bắt kịp được chiêu thức của Diệp Lâm, bị anh đánh bại thảm hại. Điều này đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất. Không đời nào tôi sẽ thua anh. Ngay lập tức. Tế Đức Long đưa tay ra nắm lấy lưỡi kiếm, cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, thanh kiếm sắc bén kết hợp tấn công và phòng thủ vững chắc như một tảng đá, không thể lay chuyển được. Vẫn chưa bỏ cuộc. Diệp Lâm vung cổ tay, kiếm khí dao động. Ngay lập tức, trái tim trong cơ thể Tế Đức Long hoàn toàn vỡ vụn. Bùm! Tế Đức Long ngã xuống trong căm phẫn, không cam lòng và nhục nhã. Khi Tế Đức Long ngã xuống đất, hiện trường lập tức trở nên náo động. Nếu như vừa rồi Diệp Lâm giết Thượng quan Khánh Hồng với hai chiêu có thể là may mắn. Nhưng bây giờ,
Diệp Lâm lại dùng một chiêu để hạ gục Tê Đức Long, tất cả mọi người có mặt đều không thể bình tĩnh được nữa. Dù sao đây cũng là tông sư cấp một đấy. Anh ta bị giết như giết một con gà vậy sao? Chuyện gì đây? Võ cổ giả, lại bị đánh bại. Mà người thua còn là tông sư cấp một. Cảm giác như thế giới quan của tôi đã bị đảo lộn rồi. Người thanh niên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những khán giả đang xem vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ánh mắt họ nhìn Diệp Lâm đã không còn sự khinh thường và mỉa mai lúc trước, thay vào đó tràn ngập sự kính sợ. Mọi người trong bảy gia tộc võ cổ đều cảm thấy như phát điên. Thua rồi. Lại thua nữa. Hai trận thua liên tiếp. Họ thậm chí còn chưa thoát khỏi cái bóng và cú sốc của lần thất bại trước. Càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao bảy gia tộc võ cổ chúng ta có thể bị đánh bại thảm hại như vậy? Vốn dĩ họ muốn giết Diệp Lâm ở nơi trước mặt mọi người, nhưng không ngờ, Diệp Lâm lại lần lượt giết chết hai thiên tài trẻ tuổi của họ. Tổn thất quá nặng nề. Đức Long, tộc trưởng nhà họ Tế vô cùng đau khổ, vội vàng kêu người đến đem Tê Đức Long xuống. Một kiếm xuyên tim, trái tim hoàn toàn tan vỡ, không thể phục hồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho đến nay, nhà thượng quan và nhà họ Tề đã mất đi hai thiếu niên tài năng vào tay Diệp Lâm. Mối hận này có thể nói là không chết không thôi. Diệp Lâm, người đứng đầu nhà họ Tề nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận thù. Hôm nay, nhà họ Tề chúng tôi và cậu, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Tiếp theo họ nên ứng chiến thế nào đây? Ngay lập tức, mọi người trong thất tộc dần dần lấy lại tinh thần và có một cuộc trao đổi đơn giản. Hay là, những người còn lại lên hết đi. Dù sao thì, trong thế hệ trẻ của thất tộc, còn ai có thể mạnh hơn Tê Đức Long nữa cơ chứ? Tất cả đều đang ở đỉnh phong cấp 2. Nếu từng người một lên thì sẽ chẳng khác gì hai người trước. Để tôi cũng sẽ lên. Lúc này, thiên tài của nhà họ Hàn, nhà họ Ngụy lần lượt nhảy lên võ đài, chuẩn bị quyết chiến với Diệp Lâm. Hàn Khắc Tinh, Ngụy Dương, xin ra trận. Người nhà họ Yến do dự một chút, xấu hổ không dám tiếp tục lên sân khấu. Anh ta không muốn mất thể diện trước mặt mọi người. Nhà họ Tân vẫn luôn muốn đứng ngoài chuyện này nên đã phớt lờ không quan tâm. Ông nội, cho cháu tham gia đi. Một thanh niên nhà họ Ninh cũng muốn tham gia. Nhưng đã bị ông Ninh chặn lại, trầm giọng nói. Mọi người đừng kích động. Nếu như chúng ta lại thua, tôi sẽ đích thân ra tay. Long Vương vạn tuế. Nhóm người Long Môn hò reo chúc mừng Diệp Long lập cú đúp và thắng hai trận liên tiếp. Thế nhưng, thấy vòng đấu mới thất tộc lại phái hai người lên đài, chuẩn bị hợp lực. Đám người Hắc Long lập tức hét lên, đúng là vô liêm sỉ. Đấu lần lượt không lại, giờ lại chơi trò hội đồng sao? Võ cổ giả cái gì chứ? Chỉ là một lũ hèn nhát thôi mà thôi. Bảy gia tộc võ cổ phái hai người liên tiếp, điều này thực sự thu về rất nhiều chỉ trích. Có vẻ như lần này, thất tộc bị đồn vào ngõ cụt rồi. Hết cách nên mới phải phái hai người liên tiếp. Khán giả đều nghĩ rằng lần này sẽ quyết định được thắng bại. Diệp Lâm dù mạnh đến đâu thì cũng đã đánh liên tục hai trận. Cộng thêm sự phối hợp tấn công của hai võ cổ giả, cơ hội chiến thắng có thể là bao nhiêu? Ông nội, lần này ông sẽ đặt cược bên nào? Hai mắt cháu trai Thiên Cơ Tử sáng lên, sắp chìm vào sự hưng phấn cuồng nhiệt của tiền và cờ bạc. Cháu nói xem. Thiên Cơ Tử chỉ mỉm cười, không nói gì. Cược Diệp Lâm, nhìn thấy cảnh này, những con bạc xung quanh lại điên cuồng đặt cược. Vào lúc này, tình hình của sòng bài đang lặng lẽ trải qua những thay đổi lớn. Số người ít ỏi đặt cược vào Diệp Lâm lúc đầu đã tăng lên như thủy triều. Khi đến trận thứ ba, một nửa số người đã quyết định liều một phen. Đặt cược vào Diệp Lâm. Không biết lần này, có thể phân thắng bại không? Lúc này, trên khán đài, quan chủ của Bạch Vân Quan, Lữ Đạo. Thiên không thể ngồi yên, trong lòng ông ta còn lo lắng hơn người trong thất tộc. Suy cho cùng, ông ta đang nhận được lợi ích từ người ta nên phải tìm cách để họ chiến thắng. Nhưng nếu lại thua thì sao? Ông ta vừa là chủ nhà vừa là trọng tài, không thể tự mình ra trận được, phải không? Chiến thắng liên tiếp, khí thế tăng cao, không thể ngăn cản. Tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn nói, trong số đệ tử của thất tộc đã không còn ai là đối thủ của cậu ta nữa, có lên thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Đúng vậy, Thiên Cực đạo trưởng của Võ Đang cũng gật đầu, trừ khi là đỉnh phong cấp 1, nếu không chỉ dựa vào số lượng sẽ không có hiệu quả. Chẳng trách ngay từ đầu tên nhóc này đã dám bảo thất tộc cùng lên rồi.
bây giờ, xem ra cậu ta thật sự có khả năng nói ra những lời này. Thế nhưng, lúc này lại xuất hiện một vấn đề. Cả Lữ Đạo Hiên, Tàng Kiếm Thượng Nhân và Thiên Cực Đạo Trưởng đều có một câu hỏi rất lớn trong đầu. Chàng trai trẻ có thể sánh ngang với võ cổ giả này đã học hỏi từ ai và cậu ta là thần thánh phương nào? Tại sao không có tin tức gì về người này, dù là ở trong môn phái thế tục hay là các môn phái võ cổ đang ẩn náu trên thế giới? Cứ như thể bỗng dưng xuất hiện một kỳ tài thiên hạ vậy. Trong một ngày, anh đã đánh bại những đối thủ mạnh mẽ nhất, khiến đại hạ chấn động. Lúc này, Diệp Lâm nhặt thiên kim kiếm của Tề Đức Long lên rồi cho vào hộp kiếm. Bởi vì sức mạnh vừa rồi nên thiên kim kiếm này bị Diệp Lâm khống chế mà không có bất kỳ cản trở nào. Cùng lúc đó, các tài năng trẻ của nhà họ Hàn, nhà họ Ngụy cũng lần lượt lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu vòng thi thứ ba. Chỉ có hai người thôi sao? Diệp Lâm liếc nhìn hai người họ, thầm nghĩ thất tộc cuối cùng cũng ngộ ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn được khai sáng. Tôi khuyên các người nên lên cả đi, tránh lãng phí thời gian. Chưa kể thực lực của hai người này cũng không bằng Tề Đức Long vừa rồi, thậm chí còn thua cả Thượng Quan Khánh Hồng. Cho dù là hai đấu một, bọn họ cũng chỉ đông hơn chứ không có bất kỳ ưu thế nào. Đừng coi thường người khác nữa. Hàn Khắc Tỉnh rút thanh kiếm gia truyền của nhà mình ra. Tôi sẽ dùng thanh Thừa Thăng Vạn Lý Phục này để lấy đầu của anh. Thanh kiếm này được Vương Mãng sử dụng khi soán ngôi nhà. Hán, có thể bay hàng ngàn dặm với tốc độ cực nhanh. Ngụy Dương ở bên cạnh cũng rút kiếm ra, Bạch Hồng Kiếm. Thanh kiếm này là một trong 6 thanh kiếm thuộc sở hữu của Ngô Đại Đế thời cổ đại. Anh đã đánh liên tiếp 2 trận, giờ còn bao nhiêu sức lực nữa? Dù anh có mạnh đến đâu, anh em chúng tôi vẫn có thể cùng nhau giải quyết. Ngụy Dương vô cùng phấn chấn, tràn đầy tự tin, muốn nắm bắt cơ hội này để tạo dựng danh tiếng cho mình. Thượng Quan Khánh Hồng và Tề Đức Long đều đã chết, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, tiêu diệt kẻ địch và thay thế hai người kia trong thất tộc, tương lai phát triển của họ sẽ vô cùng rộng mở. Chịu chết đi. Hai người không hề do dự, muốn lợi dụng lúc Diệp Lâm mệt mỏi sau trận chiến đánh nhanh thắng nhanh. Đột nhiên, Hàn Khắc Tinh vung Thừa Thắng Vạn Lý Phục lên, giống như hàng ngàn quân lính đang lao đến, cực kỳ nhanh và mạnh. Ở bên kia, Ngụy Dương cũng sử dụng Bạch Hồng Kiếm tấn công từ bên cạnh với uy lực như sấm sét. Hai người hợp lực tấn công, giống như hai con rồng nổi lên từ mặt nước, lao đến từ hai phía, khiến việc đề phòng trở nên khó khăn. Bùm! Khói bụi do hai thanh kiếm tạo ra nổi lên mù mịt. Để có thể nhìn rõ tình hình hiện trường, lần này Lữ Đạo Hiên, với tư cách là người chủ trì và trọng tài đã đứng lên ra tay. Diệt! Lữ Đạo Hiên dùng một tay ấn xuống, lập tức trấn áp khói bụi tại hiện trường. Điều này cho phép tất cả khán giả có thể nhìn rõ trận đấu, sẽ không giống như trận chiến trước, không ai có thể nhìn rõ đòn chủ chốt nữa. Tôi chỉ dùng công lực để trấn áp bụi ở sàn đấu thôi. Lữ Đạo Hiên lớn tiếng giải thích, không ảnh hưởng tới hai người họ. Thế nhưng, thân thể Diệp Lâm lại đột nhiên chìm xuống. Giống như một ngọn núi khổng lồ nặng hàng vạn cân đang đè nặng trên vai anh vậy. Hửm! Thấy vậy, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu nhìn Lữ Đạo Hiên trên đài cao. Nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia danh mãnh. Anh đột nhiên hiểu ra. Sự kỳ lạ trên cơ thể anh chắc hẳn là do người này đang lén lút gây ra. Diệp Lâm ơi! Diệp Lâm à, đừng trách tôi. Tôi đã cầm tiền của người ta rồi thì phải giúp người ta thôi, lần này xem cậu đối phó thế nào. Thì ra Lữ Đạo Hiên đã nhân cơ hội làm dịu khói bụi tại hiện trường để tạo ra một áp lực cực lớn lên người Diệp Lâm. Cứ như vậy, Diệp Lâm vừa phải chịu gánh nặng như núi, vừa phải đối mặt với hai đối thủ tấn công từ hai bên, thế suy sức yếu, tình cảnh hiểm nguy. Hừ! Diệp Lâm thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một trò vặt thôi. Đừng hòng nghĩ đến việc làm gì được tôi. Ngay sau đó, Diệp Lâm đột nhiên tiến lên một bước. Dù đang mang gánh nặng ngàn cân nhưng anh vẫn đứng vững và ngẩng cao đầu. Diệp Lâm càng đấu càng hăng, làm sao có thể bị gánh nặng đơn thuần này đè bẹp được. Ngay lập tức, Diệp Lâm ấn vào hộp kiếm, ba thanh kiếm nhỏ bắn ra. Nếu đối phương sử dụng Ngô Lục kiếm của Ngô Đại Đế, vậy thì Diệp Lâm sẽ sử dụng Ngụy Tam kiếm để chống lại. Trong khoảnh khắc, đối mặt với đòn tấn công của hai người từ hai bên, ba thanh kiếm nhỏ xé nát không trung, gầm lên rồi lao đi. Nếu nói thế tiến công của hai người kia giống như một đội quân khổng lồ đang lao về phía trước. Vậy ba thanh kiếm này của Diệp Lâm sẽ chém đầu tướng địch giữa ngàn quân. Hự,
Hự chỉ nghe thấy hai âm thanh trầm thấp. Hai người vừa đến gần đã không thể chịu nổi sự ăn mòn của hai thanh kiếm nhỏ là Phi Tinh và Lưu Thải. Vẻ mặt của Hàn Khắc Tinh và Ngụy Dương chợt thay, họ vội vàng thu kiếm lại để che chắn cho mình. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều dường như vô ích và dư thừa. Tuy hai người kia đã kịp thời thu kiếm về phòng thủ. Nhưng khi cả hai va chạm, Phi Tinh đã phá nát Thừa Thắng Vạn Lý Phục, Lưu Thải đã đánh bay Bạch Hồng Kiếm. Sau đó là hai tiếng hét tuyệt vọng vang lên, Phi Tinh xuyên thẳng qua cổ họng, Lưu Thải đâm trúng giữa trán. Hàn Khắc Tinh và Ngụy Dương, những người được thất tộc đặt nhiều hy vọng đã bị giết ngay tại chỗ, lần lượt ngã xuống. Cùng lúc đó, Diệp Lâm vung Thanh Hoa đỉnh còn lại lên, quay quanh mình một vòng. Giống như cắt đứt xiềng xích, sức nặng hàng vạn cân đang đè nén trên cơ thể lập tức tan thành hư vô. Hả, thấy vậy, Lữ Đạo Hiên vô cùng kinh hãi, không khỏi lùi lại hai bước. Tuy rằng ông ta âm thầm giúp đỡ, nhưng không ngờ lại không trói chân được tên nhóc kia. Chỉ trong chốc lát, hai người nhà họ Hàn và họ Ngụy đã bị đánh bại, thậm chí sự khắc chế của ông ta cũng dễ dàng bị đối phương phá vỡ. Có thể nói, ba thanh kiếm của Diệp Lâm cùng nhau ra trận, không chỉ giết chết đối thủ mà còn vô hình chung đánh thẳng vào mặt Lữ Đạo Hiên. Chẳng lẽ, không ai có thể trị nổi tên nhóc này sao? Lữ Đạo Hiên kinh hãi kêu lên. Đồng thời, ông ta cũng chú ý tới lúc Diệp Lâm thu kiếm, vô tình liếc về phía ông ta. Ánh mắt đó rõ ràng đã biết hết mọi chuyện, dường như đang tự nhủ, mình sẽ ghi nhớ mối hận này. Lữ Đạo Hiên âm thầm ra tay. Chẳng những không giúp đỡ được mà còn vô tình thu hút một kẻ địch hùng mạnh cho mình và Bạch Vân Quan. Thằng nhóc này, không thể sống sót được. Lúc này, Lữ Đạo Hiên đột nhiên dâng trào sát khí, quyết định chờ thời cơ ra tay để tránh hậu họa sau này. Cùng lúc đó, Diệp Lâm lại một lần nữa giành chiến thắng, tính cả trận tỉ thí thứ ba này, anh đã liên tiếp đánh bại bốn võ cổ giả. Lúc này, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Ôi mẹ ơi, cái này, cái này, cái này. Rốt cuộc bên nào mới là võ cổ giả đây, tôi không phân biệt được nữa rồi. Tên nhóc kia, đừng nói là đệ tử của môn phái nào đó đấy chứ. Nếu không sao có thể mạnh như vậy được, có cảm giác như bất khả chiến bại vậy. Khó trách bảy gia tộc võ cổ lại muốn liên thủ khiêu chiến người này. Mấu chốt là bọn họ cho dù liên thủ cũng không thể đánh bại được cậu ta, đúng là mất mặt. Ban đầu mọi người đều cho rằng đây là cuộc chiến áp đảo, nhưng đánh liền mấy trận. Cuối cùng họ lại bị Diệp Lâm buộc phải kéo vào một trận chiến dài hơi. Nhưng lần này, không chỉ bảy gia tộc võ cổ, mà cả Tam Sơn và một trong ngũ môn phái đến xem trận chiến đều phải sửng sốt. Dáng vẻ của Diệp Lâm giống như một chiếc gai nhọn, mắc kẹt trong cổ họng giới võ cổ vậy. Những thất bại thảm hại liên tiếp của phía võ cổ là một kết cục đã được định trước, cũng là một nỗi xấu hổ và ô nhục. Nó thậm chí còn trở thành một thử thách cực lớn hàng trăm năm nay chưa từng thấy trong thế giới võ cổ. Tên nhóc khốn nạn đó, không ngờ cậu ta mạnh như vậy. Hứa Đại Mã Bổng cũng bị sốc trước sức mạnh đáng kinh ngạc của Diệp Lâm. Đáng tiếc đây là trận chiến của thất tộc, mà thế hệ trẻ của thất tộc lại quá vô dụng. Nếu cho hổ con nhà họ Hứa chúng ta ra tay, có lẽ vẫn còn có cơ hội chiến thắng. Nghe vậy, người con trai cả là Hứa Phúc, có biệt danh là Khai Sơn Hổ bắt đầu cảm thấy dạo dực. Các nhà còn lại cũng không tìm được ứng viên nào xứng đáng. Hay là núi Trường Bạch chúng ta nhận trận chiến tiếp theo? Hứa Đại Mã Bổng cũng lớn tiếng nói, sao nào, các bạn bè thất tộc? Vừa hay chúng tôi cũng có mối thù với tên nhóc họ Diệp này. Hãy để nhà họ Hứa chúng tôi tiếp quản phần còn lại của trận chiến. Nghe vậy, mọi người trong thất tộc đều cảm thấy xấu hổ, nhưng họ cũng không thể làm gì được. Họ đã thua ba trận liên tiếp, mọi lời biện hộ đều vô dụng. Nếu vào thời điểm mấu chốt này mà nhượng bộ, để cho võ cổ giả núi Trường Bạch tiếp quản thì thất tộc sẽ mất hết mặt mũi, sau này sao còn dám xuất hiện trong giới võ cổ đây? Lúc này, nhất định phải có người đứng ra lật ngược tình thế. Thế nhưng, nhìn vào những người còn lại của ba gia tộc còn chưa ra tay là nhà họ Ninh, nhà họ Tần và nhà họ Yến. Ba gia tộc này khó có thể cử ra được nhân tài có thể sánh ngang với tông sư cấp 1 như Tê Đức Long. 2. Thật đáng tiếc, đáng lẽ vừa rồi chúng ta phải lên cùng nhau mới phải. Một đệ tử nhà họ Ninh tràn đầy tiếc nuối. Vừa rồi, dựa vào số lượng người đông đảo, anh ta vô cùng tự tin, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình, anh ta cũng không dám lại lên đài tìm chết. Cảm ơn lòng tốt của Hứa đại đương gia. Lúc này, tộc trưởng nhà họ Ninh đột nhiên đứng dậy nói. Đây là mối thù giữa nhà họ Ninh chúng tôi và tên nhóc này.
Vì vậy, trận chiến cuối cùng này, hãy để tôi tự mình ra tay xử lý cậu ta. Nhà họ Ninh dẫn đầu phá lệ, để tộc trưởng đích thân lên sàn đấu. Tộc trưởng nhà họ Ninh, Ninh Tranh Vanh. Dứt lời, thân hình của ông Ninh giống như một cái lò xo, lập tức nhảy vào sàn đấu. Đột nhiên, hiện trường lại trở nên xáo động. Xong rồi, xong rồi. Võ cổ giả nóng máu thật rồi. Trời ạ, tộc trưởng nhà họ Ninh đích thân ra trận. Họ đang muốn kết thúc rồi siêu. Cũng không có gì lạ, thanh niên họ Diệp đó đã liên tiếp giết chết 4 võ cổ giả trẻ tuổi của họ. Nếu cứ tiếp tục giết chóc như vậy, thế hệ trẻ của thất tộc có lẽ sẽ bị giết hết. Tình hình tại hiện trường đã thay đổi đáng kể. Trước khi cuộc thi bắt đầu, không ai có thể ngờ rằng Diệp Lâm có thể thắng liên tiếp 3 trận, chứ đừng nói đến việc anh ép được tộc trưởng của một gia tộc. Võ cổ phải đích thân chiến đấu. Lúc này, mọi người trong 7 gia tộc võ cổ đều sửng sốt, họ không ngờ người đứng đầu nhà họ Ninh lại quyết đoán như vậy. Ông Ninh, ông nên chú ý thân phận của mình. Mọi người trong thất tộc ngập ngừng lên tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Tục ngữ có câu, đầu có thể rơi nhưng danh tiếng không thể mất. Dù sao ông ta cũng là một trong những tộc trưởng của thất tộc, sao có thể mất kiểm soát như vậy, tự mình quyết định chuyện này mà không bàn bạc với mọi người. Vốn dĩ, việc thất tộc hợp sức đánh với một người đã là điều rất vô lý rồi. Tuy nhiên, dù là thay phiên nhau hay chiến đấu theo nhóm, họ vẫn không thể đánh bại được đối thủ, điều đó càng nhục nhã hơn. Hiện tại, ngay cả tộc trưởng của thất tộc cũng đích thân xuất hiện, cho dù cuối cùng ông ta có thắng cũng chỉ là một thắng lợi thảm hại, hoàn toàn mất mặt. Thân phận cái gì? Ninh Tranh Vanh không thèm quan tâm. Tôi chỉ biết để tên nhóc kia giết người của mình, như vậy mới là xấu hổ. Võ cổ chúng ta bị thế tục chèn ép từ khi nào vậy? Võ cổ không thể bị xúc phạm, nhưng tên nhóc này đang chà đạp tôn nghiêm của võ cổ chúng ta, leo lên đầu lên cổ chúng ta. Sự thật thì mất lòng. Lời nói của Ninh Tranh Vanh khiến mọi người trong thất tộc đều không thốt nên lời. Và sự việc quả thực đúng như lời ông ta nói. Cho dù người của thất tộc có cố gắng giải thích thế nào thì trước mặt mọi người, trận chiến ngày hôm nay có thể nói là một sự sỉ nhục. Ninh Tranh Vanh thà từ bỏ bộ mặt già nua của mình cũng phải tự tay giết chết tên nhóc họ Diệp kia. Đây không chỉ là để trả thù mối hận thù của một tộc mà còn là để khôi phục một phần tôn nghiêm của thất tộc. Thất tộc vẫn chưa thối nát đến mức để một tên nhóc người thường tàn sát đâu. Ninh Tranh Vanh vung tay, hô lên, đưa kiếm của tôi tới đây. Các tộc nhân phía dưới nhanh chóng đem thanh bảo kiếm trấn thủ của nhà họ Ninh lên. Chạm lô kiếm. Ninh Tranh Vanh rút kiếm trong tay ra, kiếm quang lưu chuyển, khí huyết tràn rét. Thoạt nhìn đã biết là một thanh bảo kiếm vô song. Thanh kiếm này được chế tạo bởi thợ rèn cổ xưa Âu Giã Tử. Người đã tập hợp tinh hoa của đất trời để rèn ra 5 thanh thần kiếm, đó là, Trạm Lô, Thuần Quân, Thắng Tà, Ngư Tràng và Cự Khuyết. 5 thanh kiếm này đã được nhà họ Ninh thu thập thành công và trở thành bảo vật trấn thủ gia truyền của họ. Trong số đó, Cự Khuyết kiếm đã bị Diệp Lâm cướp đi khỏi tay Ninh Tùng Sơn của nhà họ Ninh. Tên nhóc khốn khiếp, cậu đã giết em họ của tôi là Ninh Tùng Sơn, sau đó cướp đi bảo vật gia truyền của nhà họ Ninh, thanh Cự Khuyết kiếm. Mối thù này không thể bỏ qua được. Hôm nay giữa nhà họ Ninh và cậu, chỉ một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Ông ta vừa dứt lời, bên dưới đã có người lên tiếng phụ họa. Ông Ninh nói hay lắm, thăng làm vua, thua làm giặc, việc gì phải quan tâm quy tắc, thân phận gì. Hôm nay thất tộc chúng ta đã bị ép đến mức này rồi, không thể chịu thua được. Tôi cũng giúp ông một tay. Dứt lời, một ông già khác cũng nhảy lên võ đài. Người này không ai khác chính là Yến Dịch Thủy, tộc trưởng nhà họ Yến thuộc thất tộc. Ồ, với tư cách là tộc trưởng của nhà họ Yến, Yến Dịch Thủy cũng bước lên sân khấu để chiến đấu. Lúc này, hiện trường đã hoàn toàn sôi sục. Đầu tiên là họ Ninh, sau đó là nhà họ Yến. Hai tộc trưởng đích thân lên sân khấu. Bây giờ thì lớn chuyện thật rồi, không còn giải pháp nào nữa. Tôi e là sắp có cảnh một sống một còn rồi đây. Mọi người đều có linh cảm rằng một trận chiến sinh tử đẫm máu sắp bắt đầu. Không chỉ những người bình thường theo dõi ở bên dưới, mà cả những vị khách đến từ Thiên Sơn và Côn Luân cũng không khỏi nín thở và trở nên nghiêm túc. Bởi vì hai tộc trưởng này đích thân ra tay tức là đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất trong giới võ cổ, tuyệt đối sẽ không có chỗ cho sự thất bại. Nếu lại bị đánh bại, không chỉ thất tộc mất mặt mà Tam Sơn và Ngũ Môn cũng bị liên lụy. Những người không biết sẽ cho rằng thế giới võ cổ đã mục nát đến mức ngay cả một người bình thường cũng không thể đánh bại được.
Từ giờ trở đi, còn ai sẽ kính sợ các võ cổ giả nữa đây? Quy tắc võ cổ không thể bị xúc phạm cũng sẽ bị đập bỏ hoàn toàn. Mai trưởng lão, lần này chắc thất tộc đã có thể kết thúc trận chiến rồi chứ? Đúng vậy, hai tộc trưởng đã hạ tự mình ra tay, nếu không thể đấu lại tên nhóc kia thì thật quá đáng. Các đệ tử của Thiên Sơn lần lượt lên tiếng, một vị tôn giả lớn tuổi trầm ngâm nói, sau khi thua trận đầu tiên họ đã nên vứt bỏ mặt mũi, đánh nhanh thắng nhanh rồi. Kéo dài cho đến bây giờ, để mất đi. Rất nhiều tinh anh trẻ tuổi một cách vô ích, đúng là ngu xuẩn. Các trò nhất định phải nhớ kỹ, cho dù là lúc nào, ở đâu, sinh tồn là quan trọng nhất, những thứ khác đều chỉ là mây mù mà thôi. Hơn nữa, thế giới sẽ chỉ nhớ đến người chiến thắng, chứ không ai quan tâm đến quá trình. Dù là chiến đấu một mình hay chiến đấu theo nhóm, quan trọng là kết quả. Nghe vậy, các đệ tử Thiên Sơn đều đồng thanh nói, đệ tử xin ghi nhớ. Ở bên kia, các trưởng lão của núi Côn Luân, một trong ba ngọn núi võ cổ cũng đang chú ý đến trận chiến này. Đặc biệt khi nhìn thấy Ninh Tranh Vanh và Yến Nhất Thủy trên sân khấu, ông A không khỏi quan sát kỹ thực lực của họ. Hai người này đều đã đạt đến cấp một đỉnh phong, có lẽ đã thừa sức để đối phó tên nhóc kia rồi. Có điều, ta không thể nhìn ra được sức mạnh của tên nhóc đó, đúng là kỳ lạ. Chà, có lẽ trong trận chiến này, chúng ta có thể biết được sức mạnh thực sự của tên nhóc đó. Các trưởng lão của núi Côn Luân chưa bao giờ nhìn thấu được sức mạnh thực sự của Diệp Lâm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng cuối cùng anh lại có thể giết chết những thiên tài cấp 1 và cấp 2 đồng trang lứa. Nhưng nếu nói anh có thực lực vượt qua một tông sư cấp 1 thì không thể vì tuổi tác của anh còn quá nhỏ. Nhưng lần này đối mặt với hai cao thủ cấp 1, các trưởng lão tin rằng cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy giới hạn sức mạnh Diệp Lâm. Ở phía bên kia là nhà họ Hứa của núi Trường Bạch. Nhìn thấy hai tộc trưởng trên võ đài, Hứa Đại Mã bỗng chỉ cười nhạo, không nói gì. Hồ Điệp Mê đứng ở bên cạnh, khoanh tay xem kịch, nói, như vậy chắc đã đủ để xử lý tên nhóc kia rồi. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, đợi lát nữa, khi trận chiến kết thúc, các con hãy theo mẹ xông lên đoạt lấy con dao găm của tên nhóc kia. Nghe vậy, tứ hổ của nhà họ Hứa tỏ ra vô cùng háo hức. Ở phía bên kia, ngày càng có nhiều con bạc tụ tập xung quanh thiên cơ tử của ngũ môn. Tất cả những người đã đặt cược theo thiên cơ tử lúc trước đều đã kiếm được những món lợi khổng lồ. Thiên cơ tử, lần này chắc là không đặt cược tên nhóc kia nữa, đúng chứ? Đúng vậy, đối thủ lần này là tộc trưởng của thất tộc, lại còn đến hai người. Tên nhóc kia chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, thiên cơ tử lại khế lắc đầu, đôi mắt lấp lánh. Người khác sợ tôi tham lam, nhưng họ còn tham hơn tôi gấp trăm lần. Nhạc Nhi, thiên cơ tử nói với cháu trai của mình, mau dùng điện thoại vay thêm tiền, tăng đòn bẩy, tiếp tục đặt cược lớn vào Diệp Lâm. Nhìn thấy hai tộc trưởng quyền lực của thất tộc võ cổ trên sân khấu. Mọi người ở Long Môn bỗng nhiên trở nên phẫn nộ. Mẹ kiếp, võ cổ các người có biết xấu hổ không hả? Một mình không đánh được thì đánh theo nhóm, đám nhóc không đánh được lại cho mấy ông già lên đánh. Đúng là ỷ đông hiếp yếu, già rồi mà còn mất nết. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống vừa lo lắng vừa tức giận, vội vàng cầu cứu cha mình. Hoa Quân Dương, thống đốc Phủ Thuận Thiên cũng không khỏi cau mày, lớn tiếng hỏi, Lữ quan chủ, trận đấu này chẳng phải là không công bằng, không hợp. Lý sao? Hai người này đều là tộc trưởng của một gia tộc, như vậy chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Lữ Đạo Hiên, quan chủ của Bạch Vân Quan khế ho một tiếng, Hoa Đại Nhân, chuyện này không liên quan gì đến ngài. Ngài chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, cuộc đấu của giới võ cổ, không đến lượt ngài can thiệp. Nhìn thấy chủ nhà rõ ràng đang thiên vị, Hoa Quân Dương cũng không khách khí nữa, lập tức phản bác, mặc dù tôi không phải võ cổ giả. Nhưng người đang chiến đấu với võ cổ giả là người phàm chúng tôi. Người này là người Yến Kinh, là công dân đại hạ. Cổ võ không thể xúc phạm, vậy chẳng lẽ người bình thường chúng tôi dễ bắt nạt sao? Với tư cách là thống đốc của Phủ Thuận Thiên ở Yến Kinh, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ người dân dưới quyền của mình. Cái này, Lữ Đạo Hiên không nói nên lời. Hơn nữa, Hoa Quân Dương đổi giọng, bảy gia tộc lần lượt lên võ đài, liên tiếp thua 4 trận. Cho dù ba gia tộc còn lại đều thắng, kết quả cuối cùng chẳng phải cũng là 4-3 sao. Có cần thiết phải tiếp tục cuộc thi đấu này không? Theo tôi thấy, Diệp Lâm đã thắng rồi. Nếu tiếp tục trận đấu không công bằng này, tôi cũng có quyền đình chỉ những trận đấu còn lại. Cái này, đối mặt với sự can thiệp mạnh mẽ của Hoa Quân Dương, ngay cả người chủ trì Lữ Đạo Hiên cũng cảm thấy rất khó khăn.
Dù sao ông ta cũng là quan viên triều đình, được đặc biệt phái tới duy trì trật tự. Nếu Hoa Quân Dương thực sự muốn dừng cuộc chiến thì đám dân đen bọn họ cũng không thể làm gì được. Khụ khụ, Hoa đại nhân, lúc này, ở trên võ đài, Ninh Tranh vanh bỗng lên tiếng. Đây là ân oán cá nhân của chúng tôi, đây được coi là trận chiến sinh tử, không có quy củ gì cả, cũng không phải cạnh tranh công bằng. Đối với những người tham chiến, không hề có quy tắc bắt buộc hay cụ thể nào cả. Lúc trước là do bọn tôi khinh địch, phái những người trẻ tuổi trong tộc lên đài, nhưng lại bị tổn thất nặng nề. Bây giờ, chúng tôi đã coi trọng trận chiến này, đích thân ra mặt cũng không có gì xêu. Yến Dịch Thủy cũng nói, chúng tôi ra trận, anh chàng này còn chưa nói gì, người ngoài như Hoa đại nhân đã kêu cái gì. Thật đúng là lo chuyện bao đồng. Nghe vậy, Hoa Quân Dương tức giận đến nỗi thở phì phò, hai mắt trợn trừng. Hỗn xược, thị vệ ở bên cạnh lập tức tiến lên, tức. Giận hét lên, sao các người dám nói những lời đó với đại nhân của chúng ta, tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng lại đi. Đúng lúc Hoa Quân Dương đang do dự không biết có nên cưỡng ép dừng cuộc chiến hay không. Hoa đại nhân. Lúc này, Diệp Lâm rốt cuộc cũng lên tiếng, cảm ơn lòng tốt của ngài. Nhưng ngài đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi. Trận quyết đấu này là để giải quyết ân oán cá nhân giữa chúng tôi. Thất tộc muốn chiến đấu, vậy tôi sẽ đồng hành cùng bọn họ đến cùng. Có gì phải sợ chứ? Nói xong, Diệp Lâm nhìn khán đài xung quanh, cuối cùng nói. Chẳng phải thất tộc vẫn còn một nhà nữa sao? Còn chờ gì nữa? Cùng nhau lên chịu chết đi. Nghe vậy, những thành viên còn lại của nhà họ Tân đều hướng mắt về phía tộc trưởng, chờ đợi mệnh lệnh. Tân Tuyết Dung thấy vậy, bực bội dậm chân, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Lâm ơi, Diệp Lâm à, nhà họ Tân chúng tôi cố ý tránh giao tranh để giúp anh, sao anh lại chủ động yêu cầu chúng tôi tham chiến cơ chứ? Ninh Tranh Vanh ở trên võ đài cũng nói, ông Tần, chẳng phải nhà họ Tân các ông cũng có người bị tên nhóc này giết chết ư? Sao vậy, ông có thể nuốt trôi cục tức này à? Mau lên báo thù rửa hận với chúng tôi nào. Khụ khụ, Hoa đại nhân đã phản đối và cho rằng chúng ta bắt số ít, tôi đây cũng kháng lên võ đài nữa. Một trận chiến cuối cùng này chỉ cần có hai người ông Ninh và ông Yến là đủ rồi. Tôi ở đây mong đợi tin tốt từ hai người. Tốc trưởng Tần Thị vẫn không muốn tăng võ đài. Không phải là ông ta sợ hãi, mà là sau khi nhìn thấy Diệp Lâm, trong lòng ông ta có một loại dự cảm xấu, lo lắng đến cuối cùng sẽ ích ảy ra chuyện. Ừ, thật ra thì Ninh Tranh Vanh tin rằng chỉ cần một mình là đủ rồi, cần gì phải thêm người khác nữa. Ông Yến, ông đừng kéo chân sau tôi đấy nhé. Ha hai, hôm nay chúng ta chung một kẻ thù, hợp tác làm thịt thằng nhãi kia. Ninh Tranh Vanh nói. Tôi cũng đang có ý này. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay ông ta, đột ngột như là từ trên trời rơi xuống. Hàm quang kiếm. Đây là một trong ba thanh kiếm được Thương Thương chứa thời cổ, Hàm Quang, Thừa Ảnh, Tiêu Luyện. Hiện nay nhà họ Yến thuộc bảy thị giới cổ võ đang sở hữu cả ba thanh thần khí. Hàm quang tìm lại không tìm thấy, động lại không động, cảm xúc mờ nhạt vô hạn, lướt qua cũng không biết. Nó cực kỳ huyền diệu. Sau khi khoe ra thần khí của mình, hai người dốc hết sức mạnh vung kiếm lên. Am châm. Chỉ trong khoảnh khắc giải quyết, khí thế của người đột nhiên nổ trên khắp toàn trường. Bắt đầu từ phòng hai người, năng lượng khủng bố càn quét ra ngoài, tranh nhau tỏa sáng, không ai thân thiện. G Ninh Tranh Vanh và Yến Dịch Thủy cùng ngạc nhiên hô lên và nhìn về phía đối phương, chắc chắn như không ngờ thực lực mà đối phương bù nổ lại tương đương với thực lực của mình. Ông cũng hóa cảnh hả? Tông sư hóa cảnh. Thực lực đột phá cảnh giới nhất sản phẩm sẽ bước vào hóa cảnh, trở thành thành sư hóa cảnh. So với tông sư loại cửu phẩm, tông sư hóa cảnh báo có thể nói là thay da đổi thịt, hơn là người chắc chắn, cũng là một sự tồn tại gần bằng thần thánh trong phàm nhân nhân. Bởi vì bước lên một lần nữa sẽ là thần cảnh. Lúc tức lên võ đài, Ninh Tranh Vanh đã hấp uống thuốc cấm, vốn định đoạt một mình nổi bật ngay trước mặt mọi người, ai ngờ Y Yến Dịch Thủy cũng có suy nghĩ giống như ông ta và cũng làm như vậy. Hai người đọc nhau, cảnh tượng trở nên cực kỳ xấu hổ. Vốn định hướng dẫn đầu, kết quả là đối phương giành được nửa vinh quang. Ông Yến, hay nha, ông cũng bước vào hóa cảnh hả? Ninh Tranh Vanh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ha ha, cùng vui, Yến Dịch Thủy cười sảng. Hai người đều hiểu rằng không nói ra, trong lòng hãy biết đối phương chắc chắn là uống thuốc tăng cấp. Giờ phút này, trên võ đài là hai vị sư hóa cảnh, thật sự khiến mọi người ở đây rất chấn động. Hóa cảnh, tông sư hóa cảnh là gì vậy?
Sao tôi chưa từng nghe nói? Bớt hỏi thăm chuyện xưa đi. Anh chỉ cần biết rất trâu bò là được rồi. Lần này Diệp Lâm chết chắc rồi. Dù sao thì anh ta cũng đã giết liên tục 4 gã cổ võ giả, coi như là đáng giá đi. Mọi người dưới võ đài bàn sôi nổi. Nhóm 7 người được nhìn thấy đều vừa phải vừa đáng sợ. Hải đại tông sư hóa cảnh báo xuất chiến gây chấn động toàn trường, câu chuyện xoay chuyển địa phương bất lợi với 7 thị, xóa đi xu hướng suy tàn. Đám cổ võ giả của ba núi cũng rất chấn động. Không thể ngờ rằng 7 lần tăng tốc lại nhanh như vậy, ngay cả các chuyên gia hóa cảnh cũng có. Phải biết rằng 7 sản phẩm đỉnh cao nhất. Lúc này, đám cờ bạc bên rìa thiên cơ tử môn bạc thấy tình hình trước mắt đều hơn thở như chết cha chết mẹ. Cược hết cả gia tài lên Diệp Lâm, kết quả thủ thuật của Diệp Lâm là 2 đại tông sư hóa cảnh. Sao bạn có thể một tay ở đây? Sốt lô cái gì? Muốn giàu phải tiền mạng thôi. Thiên cơ tử ngoài miệng nói thì nói như vậy, chứ trong lòng cũng đang lương thiên phải làm sao đây? Ông ta nhỏ giọng nói dò cháu trai, ném điện thoại đi, chuẩn bị chạy trốn. Hóa cảnh hả? Không ngờ họ cũng là tông sư hóa cảnh giống như ông. Lúc này, ông chủ chợ đen Hoàng Kim Biêu đang chen chúc trong đám đông, chợt quay sang cười nói với người đàn ông đầu chọc đi bên cạnh em Mờ Đình, Thạch Tiên Sinh, xem ra lần này không cần ông phải ra tay rồi. Hóa cảnh báo. Lần này Hoàng Kim Biêu đi Yến Kinh chủ yếu là chuyện phán với Kim Lũ Y lấy lại phần danh sách kia, có điều nhân tiện giải quyết Diệp L Âm cũng là một trong những mục tiêu của anh ta. Vốn định chờ Diệp Lâm kiệt sức rồi lại nhờ Thạch Tiên Sinh ra tay, bây giờ xem ra là không cần phải làm vậy rồi. Tông sư hóa cảnh. Ông Ninh và ông Yến đều là tông sư hóa cảnh. Quan chủ Lữ Đạo Hiên thấy vậy thì bật cười gió. Nhìn là biết trước thắng thua rồi. Ông ta thầm nghĩ, thảo nào nhà họ Ninh muốn lộ mình, xem ra là hôm nay nắm chắc phần thắng, phải giết chết cậu ta cho được. Còn nếu mình ra tay, đừng nói là à hai hóa cảnh, cho dù thứ 7 thị của bộ ra 7 tông sư hóa cảnh thì cũng không làm gì nên trò chơi trống rỗng. Vì sao Lữ quan chủ lại phấn khích khi thấy thứ 7 thị giác chiến thắng vậy? Đạo trưởng thiên cực của võ đang cố ý cười hỏi, đệ ường như là mong đợi được điều gì đó. Ha ha, đâu có. Ân ai thua có liên quan gì tôi đâu. Uống thuốc tăng cấp, chẳng có gì lại. Lâm, ông ta có thể ăn nói với nhà họ Ninh được. Chưa xong đâu. Thấy tình hình trước mắt, Hoa Quốc đổ mồ hôi hôi cả người. Anh ta hấp vàng cầm cha mình, đối thủ của sư phụ là 2 tông sư hóa cảnh. Phải chiến đấu kiểu gì bây giờ hả cha? Cha, mau ngăn chặn trận đấu. Không công bằng dù chỉ một chút. Hoa Quân Dương cũng rất chấn động, định đi lên nói chuyện. Kim Lũ Y đang ở bên ngoài là một vấn đề. Nếu không kịp nhúng tay thì rất có thể Diệp Lâm sẽ chết trên võ đài. Kim Đại Nhân từng nói Diệp Lâm dù có chết cũng phải chết trong tay cô ấy. Có điều, không mong đợi mọi người xung quanh phản ứng hoặc ngăn chặn, Ninh Tranh Vanh và Yến Dịch Thủy đã cùng vung kiếm lao về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm, đi chết đi. Trả mạng đây. Đối mặt với một chiêu hợp tác đến từ 2 người, Diệp Lâm nhìn thoáng qua Ninh Tranh Vanh, rồi nhìn thoáng qua Yến Dịch Thủy, không nhịn được nhếch môi cười. Cuối cùng cũng có 2 tên xem như là đối thủ lên võ đài. Diệp Lâm bắt đầu có chút phấn khích. So với cái loại chiến đấu nhàm chán một kiếm là kết thúc trước đó, 2 đại tông sư hóa cảnh hợp lực đánh ra một chiêu mới có tính khiêu chiến. Lúc đến đây, Diệp Lâm hy vọng có thể có một trận chiến nảy lửa để kiểm tra thực lực của mình. Đối thủ đương nhiên là càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng thú vị. Lên đi! Diệp Lâm không hề sợ hãi, xông lên đỡ thế tấn công của 2 người họ. Anh vận chuyển chân khí trong cơ thể mình. Ánh vàng chợt lóe. Ngay sau đó, quanh thân Diệp Lâm nở rộ ánh vàng, va chạm ầm ầm với 2 luồng kiếm khí ập đến trên võ đài nhỏ hẹp. Tuy rằng 3 bên cách xa nhau hàng trăm mét, nhưng mà cuộc đối đầu cách không lại vô hình đã bắt đầu rồi. Hả? Hay lắm nhãi danh! Ninh Tranh Vanh và Yến Dịch Thủy thấy Diệp Lâm đối mặt với một chiêu hợp. Lực từ 2 người họ, không chỉ có không tránh không lùi, ngược lại còn lao lên đỡ chiêu. Nhãi danh không biết sống chết. Xem ra là mày còn chưa thấy rõ thế cục nhỉ. Hoặc là nói, mày không biết hóa cảnh là gì. Lúc nói chuyện, Ninh Tranh Vanh cầm kiếm bằng 2 tay, một luồng lực lượng vô hình bùng nổ từ trong cơ thể, đi qua đôi tay, rót vào trong kiếm. Hóa cảnh vượt xa tông sư là vì lực lượng của bản thân có thể tăng gấp mấy lần, hoặc là tụ lại đôi chân đôi tay, hoặc là rót vào trong thần khí. Nói cách khác, Ninh Tranh Vanh của giờ phút này bước lên hóa cảnh, thực lực đã tăng gấp đôi. Đương nhiên, vì ông ta uống thuốc cấm để thăng cấp tại chỗ nên mức tăng không được rõ ràng hoặc là không quá nhiều lần.
Nếu là người có thiên phú trời cho bước lên hóa cảnh thì thực lực của bản thân có thể tăng mạnh gấp 10 lần, thậm chí là 100 lần. Dù vậy, chỉ cần mức tăng là vài lần ít ỏi thôi cũng đủ để càn quét toàn trường, nổi tiếng khắp nơi rồi. Mọi người dưới võ đài cảm nhận được khí thế khủng bố phát ra từ trên người Ninh Tranh Vanh thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là thực lực tông sư hóa cảnh đấy hả? Đáng sợ quá đi. Cùng lúc đó, Yến Dịch Thủy ở bên cạnh không chịu yếu thế, cũng dốc hết lực lượng toàn thân, qua vài lần tăng lên, rót hết vào trong hàm quang kiếm. Hàm quang kiếm, rạng rỡ tứ phương, lúc ẩn lúc hiện. Giống như là tia chớp lướt qua toàn trường. Ở trong mắt mọi người, một chiêu đến từ hai đại tông sư hóa cảnh tạo ra một sự uy hiếp cực kỳ đáng sợ, giống như là hai con quái vật khiến người ta phải tuyệt vọng. Vậy mà Diệp Lâm lại lội ngược dòng, đi thẳng về phía thế công khủng bố kia. Thân thể anh bay vút nhanh như đạn pháo, như thiêu thân lao đầu vào lửa, như lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Ha ha, tự biết mình đánh không lại nên chủ động đi tìm chết luôn hả? Vậy được, để tao thành toàn cho mày chết toàn thây. Ninh Tranh Vanh cười càn rỡ, chém mạnh một kiếm về phía Diệp Lâm. Yến Dịch Thủy cũng ra một kiếm cùng lúc từ một bên. Hai luồng kiếm khí khủng bố lập tức càn quét toàn trường, dọn sạch mọi chướng ngại. Cát bay đá chạy, đất trời sụp đổ. Sau một chiêu, hiện trường trở nên lộn xộn, bụi đất trôi nổi xung quanh. Giống như là hiện trường bị bom nổ, không một người sống, khung cảnh hoang toàn lặng lẽ. Có tiếng cảm thán vang lên liên tục từ dưới võ đài. Ngay cả ba vị ngồi trên ghế trọng tài cũng không nhịn được đi xuống xem thử. Riêng Lữ Đạo Hiên thì chắc chắn với suy nghĩ, lần này kết thúc thật rồi. Bụi đất tan hết. Một màn tại hiện trường lại gây chấn động cho mọi người ở đây. Hình ảnh Diệp Lâm bị kiếm chém trong dự đoán của mọi người không hề xuất hiện, ngược lại trở thành cục diện thế ba chân vạc. Diệp Lâm dùng thân thể máu thịt, một tay một kiếm, lòng bàn tay nắm lấy kiếm đang chém về phía mình. Dường như đôi tay của anh có một luồng lực lượng vô hình quấn quanh, dù có đao tước dìu chém thì cũng không gây ra một chút vết thương nào. Ơ kìa, sao lại vậy chứ? Ninh Tranh Vanh và Yến Dịch Thủy thấy vậy đều thay đổi sắc mặt, ngay cả tay cầm kiếm cũng run run, suýt nữa nắm không chắc. Uy lực của một kiếm vừa rồi cực kỳ khủng bố, có loại uy thế chém trời mở. Đất! Kết quả vô cùng bất ngờ là nó lại bị Diệp Lâm dùng đôi tay nhẹ nhàng chặn lại. Hơn nữa, điều khiến hai người họ chấn động hơn nữa là kiếm của bọn họ còn cách lòng bàn tay Diệp Lâm một lóng tay. Cái khoảng cách một lóng tay ngắn ngủn ấy lại giống như rãnh trời bước mãi không qua. Dù hai người có cố sức thế nào thì kiếm trong tay bọn họ cũng không thể chém xuống thêm một chút nào nữa. Hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Trời ạ, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Cậu trai trẻ họ Diệp còn sống nữa kìa. Tay không, cậu ta thế mà lại dùng tay không đỡ được một kiếm của hai đại tông sư hóa cảnh. Chắc chắn là tôi đang nằm mơ rồi. Người ta là tông sư hóa cảnh cơ đấy. Chẳng lẽ cậu ta cũng là hóa cảnh? Không thể nào đâu. Mọi người đều cho rằng Diệp Lâm chết chắc rồi. Kết quả dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng Diệp Lâm lại có thể êm đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Thậm chí còn có thể đánh một với hai, đã vậy còn không rơi vào thế yếu. Không chỉ có người xem dưới võ đài chấn động, ba vị đại năng trên ghế trọng tài cũng lộ ra vẻ mặt giống như là gặp quỷ vậy. Vậy mà cũng không thể giết chết thằng nhãi kia. Quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan trợn mắt há hốc mồm, giật mình không khép miệng được. Hai đại hóa cảnh không thể một chiêu chém chết cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta cũng là tông sư hóa cảnh? Đạo trưởng thiên cực của võ đang cũng khó có thể tin mà trợn mắt ra nhìn. Quanh thân thằng nhãi kia mơ hồ có ánh vàng, đó chính là chú pháp kim quang của đạo gia. Tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, tiếp tục suy đoán lai lịch của Diệp Lâm. Chẳng lẽ cậu ta xuất thân từ toàn chân đạo hoặc là một đạo môn nào đó? Trong nhất thời, đám cổ võ giả ba núi bảy thị đều rất bất ngờ. Bọn họ không dám tưởng tượng người mà bọn họ khiêu chiến ngày hôm nay rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào. Ngay cả tông sư hóa cảnh cũng không thể chém chết cậu ta trong một kiếm. Đám người bảy thị đắm chìm trong sợ hãi, có loại cảm giác tai họa tới nơi. Bên kia, đám người Hoa Quốc Đống vừa mừng vừa sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Lâm sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ mất mạng. Nào ngờ Diệp Lâm lại có thể chuyển nguy hiểm thành bình an. Thực lực của Long Vương đại nhân đúng là không thể lường được. Đám người Long Môn đều rất khâm phục Long Vương. Sao mà, anh ta mạnh quá vậy?
Ân Hồng Trang thấy Diệp Lâm có thể ngăn cản sự tấn công cùng lúc của hai đại tông sư hóa cảnh thì rất là chấn động. Nếu mình không nhận sai người thì Kim Đại Nhân cũng không phải là đối thủ của anh ta. Ha ha! Giờ phút này, Diệp Lâm dùng tay không đỡ thế kiếm của hai người họ, mặt mày vẫn là vẻ thản nhiên bình tĩnh. Xem ra thực lực tông sư hóa cảnh của hai ông chưa tới đâu cải dứt lời, Diệp Lâm đẩy nhẹ ra một cái, thế mà lại đẩy ra hai người họ. Sau đó, Diệp Lâm tự nhiên mà quay người lại chỗ cũ, vỗ một cái lên hộp kiếm. Lần này, đến lượt tôi ra kiếm. Kiếm lên. Ngay sau đó, hộp kiếm lập tức mở ra như là khổng tước xòe đuôi. Danh kiếm được cất giữ bên trong bắn ra liên tục như là pháo hoa nở rộ. Kinh Hồng kiếm, Cự Khuyết kiếm, Kim Cương kiếm, Thiên Kim kiếm, Thừa Thắng Vạn Lý Phục kiếm, Bạch Hồng kiếm. Ba thanh kiếm ngắn Phi Tinh kiếm, Lưu Thải kiếm, Hoa Đĩnh kiếm lởn vởn quanh người. Một lượt ra 9 kiếm, Diệp Lâm khống chế 9 thanh kiếm nghiền áp toàn trường. Nhìn thấy một màn này, con người Ninh Tranh Vanh chợt run rẩy dữ dội, dường như là nhớ đến cái cảnh nào đó khiến ông ta sợ hãi. Không, không thể nào. Thằng nhãi này có tài đức gì mà có thể so với vị đại năng kia? Ninh Tranh Vanh lắc mạnh đầu, xua tan suy nghĩ điên cuồng mới vừa này. Lên, yên tâm thoải mái mà tự an ủi mình, lại nói người kia đã mất lâu rồi. Giờ phút này, không chỉ có Ninh Tranh Vanh nhớ đến một vài chuyện cũ, Yến Dịch Thủy cũng nhớ đến rồi sửng sốt. Ông Ninh, ông xem thằng nhãi kia, có phải là hơi giống với? Đừng nói hưu nói vượn, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ninh Tranh Vanh lập tức cắt ngang suy nghĩ của Yến Dịch Thủy, tuyệt đối không thể nào. Trên đời này có rất nhiều người dùng kiếm ngự kiếm, còn vị kia thì chỉ có một thôi, hơn nữa đã qua đời rồi, còn sợ cái gì chứ? Thằng nhãi này và vị kia tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ nào. Yến Dịch Thủy gật đầu, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều rồi tự mình dọa sợ mình. Có điều, một chiêu vừa rồi có chứa thực lực hóa cảnh của hai người họ, vậy mà vẫn không thể chém chết thằng nhãi kia, khiến ông ta cảm thấy rất bất an. Thằng nhãi kia rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Yến Dịch Thủy khó hiểu, vì sao một kiếm vừa rồi? Đừng nghĩ nhiều, Ninh Tranh Vanh cầm kiếm lên chuẩn bị tấn công. Không biết lúc nấy cậu ta dùng yêu pháp gì mới may mắn đỡ được một đòn hợp lực của chúng ta. Lần này chúng ta hợp tác đánh chặn trước sau, làm cho cậu ta phải lo trước lo sau, để xem cậu ta đỡ kiểu gì nữa. Yến Dịch Thủy nhảy vút ra xa Ninh Tranh Vanh một khoảng cách, định dùng cách dương đông kích tây tấn công Diệp Lâm. Đối mặt với thế bao vây của hai người, Diệp Lâm không sợ một chút nào. 9 thanh kiếm giống như là vệ tinh quay quanh thân, lại giống như là hội tụ thành một dòng kiếm cứng rắn. Phòng thủ chắc chắn, không thể nào xâm nhập từ bên ngoài. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, Ninh Tranh Vanh và Yến Dịch Thủy, một trước một sau, chia ra hai đường, lao nhanh lên trước. Thân hình hai người giống như quỷ quái, thay đổi vị trí liên tục. Thế tấn công giống như thủy triều, khiến Diệp Lâm khó có thể lo trước liệu sau, đừng mong dùng lại một chiêu lúc nấy để đỡ mũi kiếm của hai người họ. Diệp Lâm, đi chết đi, để xem lần này mày ngăn cản kiểu gì nữa. Ninh Tranh Vanh cắn răng cười lạnh, ông ta không tin đối phương có thể liên tục đỡ chiêu đến từ hóa cảnh. Có điều, lần này Diệp Lâm không định đỡ chiêu, mà định dùng tấn công để phòng thủ. Bắt đầu từ ông đi. Diệp Lâm nhìn Ninh Tranh Vanh, nheo mắt nhìn chằm chằm, giống như là khóa chặt mục tiêu. Sau đó, anh giơ tay lên phía trước. 9 thanh kiếm lập tức bùng nổ kiếm ý, giống như là thác nước trút xuống, lại giống như là nước vỡ bờ đê. Giờ phút này, 9 thanh kiếm hóa thành một thanh kiếm, đâm thẳng về phía Ninh Tranh Vanh. Còn về Yến Dịch Thủy đồng thời tấn công từ phía sau lưng, Diệp Lâm không hề quan tâm. Chém, Diệp Lâm quát lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, một kiếm hội tụ kiếm ý vô tận phá tan thế tấn công của Ninh Tranh Vanh rồi tiếp tục vọt lên gần mặt ông ta. Đối mặt với một chiêu khủng bố như thế, Ninh Tranh Vanh giống như là người bị chết đuối, ngơ ngác bị bao phủ dưới kiếm ý cuồn cuộn. Mau tránh ra! Lữ Đạo Hiên là người đứng xem, cũng bị uy lực từ một kiếm kia dọa sợ, vội vàng hét lớn lên, nhắc nhở Ninh Tranh Vanh tránh đi. Dù có Lữ Đạo Hiên lớn tiếng nhắc nhở thì Ninh Tranh Vanh cũng bị chậm một nhịp khi đối mặt với một chiêu khủng bố đang lao nhanh đến. Khoảnh khắc cuối cùng, Ninh Tranh Vanh phải dùng hết thủ đoạn của mình, mạo hiểm mà tránh đi được một chút, mới không bị kiếm khí khủng bố căn nuốt. Giờ phút này, kiếm khí nghiền áp, toàn bộ võ đài bị chém ra làm hai. Và một cánh tay của Ninh Tranh Vanh bị rơi ở bên kia võ đài. Tay của tôi đâu rồi? Ninh Tranh Vanh đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn lại vai trái trống rỗng của mình,
trợn to mắt đến mức sắp lòi ra. Ông ta không dám tưởng tượng đến cảnh một chiêu dồn hết sức lực của mình, không chỉ có thể bị đối phương nhẹ nhàng nghiền áp, mà mình còn suýt nữa bỏ mạng dưới một kiếm của đối phương. Thằng nhãi kia, rốt cuộc có thực lực gì vậy? Sao mà mình đã uống thuốc cấm tăng lên hóa cảnh rồi mà vẫn không thể đánh thắng cậu ta? Sao lại vậy chứ? Giờ phút này, một màn Ninh Tranh Vanh bị Diệp Lâm dùng một kiếm chặt đứt một cánh tay khiến mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt giống như là gặp quỷ. Đây chính là tông sư hóa cảnh đấy. Sao có thể không đánh lại cậu trai trẻ kia, còn bị người ta chém như chém dưa sắt rau vậy? Mọi người ở hiện trường đều nảy sinh một suy đoán khủng bố, cậu ta rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào vậy? Mọi người thật sự không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Còn chưa kết thúc đâu. Lúc này, đám người bảy thị vẫn đang chú ý tới hướng đi của Yến Dịch Thủy trên lôi đài. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Lúc Diệp Lâm chém cánh tay Ninh Tranh Vanh, Yến Dịch Thủy tấn công từ phía sau đã giống như quỷ quái mà đến gần Diệp Lâm, lưỡi kiếm chỉ cách giữa lưng Diệp Lâm một lóng tay. Diệp Lâm, đi chết đi. Yến Dịch Thủy dốc hết lực lượng toàn thân, giống như là dùng ra lực lượng hồng hoang, đâm mạnh kiếm trong tay lên phía trước. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lữ Đạo Hiên ngồi trên ghế trọng tài, bất chấp tất cả mà ra tay giúp đỡ lần nữa. Lâm, Lữ Đạo Hiên dùng đạo pháp, giơ ra một ngón tay, khiến Diệp Lâm không thể nhúc nhích, giống như là bị trúng thuật đứng yên tại chỗ. Vậy là Diệp Lâm không thể đỡ kịp một đòn chí mạng từ phía sau, lại không thể nhúc nhích để tránh né, hiển nhiên là trở thành bia ngắm sống, chờ đợi một đòn chí mạng đến từ Yến Dịch Thủy. Đối mặt với sự tấn công một ngoài sáng một trong tối, Diệp Lâm không hề hoảng loạn. Ánh vàng chợt lóe. Ánh vàng quanh người bùng nổ giống như là một cái lồng bao phủ kín mít toàn thân. Hàm quang kiếm chợt va chạm vào ánh vàng, giống như một kiếm đâm trúng vách núi, không chỉ có tóe ra rất nhiều tia lửa, mà còn chấn ngược lại Yến Dịch Thủy, hổ khẩu tê dại, kiếm trong tay suýt nữa rơi ra. Yến Dịch Thủy sắc mặt hoảng hốt, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Dưới cơn chấn động, kiếm trong tay ông ta giống như là hình ảnh bị dừng, không thể đâm sâu thêm một chút nào nữa. Sao lại như vậy hả? Yến Dịch Thủy không thể tin nổi. Lúc nãy Diệp Lâm dùng tay không đỡ kiếm của ông ta, ít nhiều gì thì cũng thấy được Diệp Lâm ra tay. Còn bây giờ, Diệp Lâm đứng đưa lưng về phía ông ta, thế mà kiếm trong tay ông ta vẫn không thể nào đâm trúng đối phương được. Thật sự là quỷ dị giống như là gặp ma vậy. Diệp Lâm giật mình một cái, tránh thoát khỏi áp chế mà Lữ Đạo Hiên gây ra trên người mình, sau đó lạnh lùng nhìn về phía trọng tài, nói, Lữ quan chủ, đây đã là lần thứ hêu. Thấy vậy, Lữ Đạo Hiên chột dạ mà quay sang chỗ khác, giống như đối phương chính là mãnh hổ thoát khỏi gông xiềng, hoàn toàn vượt qua sự khống chế của ông ta. Tiếp theo, Diệp Lâm quay người lại, chỉ một ngón tay về phía Yến Dịch Thủy. Đến lượt ông. Anh vừa dứt lời, một luồng kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn lao đến giống như nước lũ dâng trào, lập tức bao phủ cắn nuốt Yến Dịch Thủy, lại giống như vạn kiếm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Theo một tiếng hét thảm thiết vang lên, Yến Dịch Thủy nặng nề ngã xuống, chết không nhắm mắt. Yên tĩnh, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh giống như chết. Chắc là không ai ngờ rằng chỉ đối mặt một cái và với một chiêu thôi, kết quả của sự hợp tác giữa hai đại tông sư hóa cảnh là một chết một bị thương nặng. Kìa, khủng bố quá đi. Cậu ta, có phải là con người nữa không vậy? Mọi người dưới võ đài đều nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt kính sợ giống như nhìn quỷ thần. Bọn họ vẫn còn có chút không thể tin nổi những gì đã và đang xảy ra trước mắt. Ngay cả tông sư hóa cảnh cũng bị Diệp Lâm nhẹ nhàng khống chế và chém giết. Thực lực mạnh mẽ khủng bố của Diệp Lâm đã vượt xa dự đoán của mọi người. Giờ phút này, đừng nói là người thường kính sợ Diệp Lâm, ngay cả ba vị đại năng trên ghế trọng tài có được thực lực mạnh mẽ vô song, cũng bị hai kiếm vừa rồi của Diệp Lâm làm cho giật nảy mình. Bọn họ thầm nói, nếu đổi lại là mình, khi mình đối mặt với một kiếm kia, mình có thể đỡ được không? Thằng nhãi kia, yêu nghiệt quá đi, đạo trưởng thiên cực không nhịn được bắt đầu suy đoán lung tung, giật mình hỏi, có khi nào là vị đại năng từ già hóa trẻ nào đó hay không? Nếu không thì với tuổi tác của cậu ta, sao có thể ghê gớm đến như vậy được? Lúc nãy cậu ta đã dùng kim quang chú cực kỳ nổi tiếng để đỡ chiêu khi đưa lưng về phía Yến Dịch Thủy. Tàng kiếm thượng nhân ngạc nhiên cảm thán liên tục, chẳng lẽ cậu ta là thiên sư thiếu niên hả? Kim quang và lôi pháp và tuyệt học của toàn chân và chính nhất. Trong nhất thời, tàng kiếm thượng nhân không nhìn ra được đối phương xuất từ một mạch nào,
cũng không nghĩ ra được đạo môn nào có một vị thiên tài yêu nghiệt như thế. Trong lễ hội La Thiên trước đây không thấy cậu ta, quan chủ Lữ Đạo Hiên cũng cực kỳ chấn động, theo lý mà nói, nếu cậu ta là người của đạo môn thì cậu A đã nổi tiếng lâu lắm rồi, sao có thể chưa từng thấy cậu ta, ngay cả lễ hội La Thiên trước đây cũng không thấy cậu ta tham gia nữa. Giây phút mọi người ở đây còn chưa kịp hồi hồn từ trong trận chiến mới vừa rồi, Diệp Lâm đã tiếp tục đi về phía Ninh Tranh Vanh bị thương nặng cụt tay. Đừng, đừng tới đây. Ninh Tranh Vanh sợ tới mức lùi liên tục ra sau, giống như là gặp quỷ vậy, dáng vẻ hoàn toàn bị Diệp Lâm dọa sợ. Tôi nhận thua. Ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong. So tài kết thúc. Tuy rằng Ninh Tranh Vanh đau khổ cầu xin kết thúc trận đấu, nhưng mà Diệp Lâm vẫn gọi chín kiếm ra. Cười lạnh lùng nói, kết thúc hay không kết thúc, không phải ông nói là được. Ngay sau đó, chín kiếm bao phủ khắp võ đài giống như là cơn mưa lông vũ. Ninh Tranh Vanh đang ở trong phạm vi tấn công của kiếm. Trên mặt ông ta hiện lên vẻ sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Diệp Lâm, dừng tay. Đừng giết tôi, nhà họ Ninh chúng tôi đồng ý giải hòa với cậu. Dù cậu có ra điều kiện gì thì chúng tôi đều sẽ đồng ý. Tôi đồng ý nhận thua. Thanh kiếm này của tôi, cũng cho cậu hết. Ninh Tranh Vanh cảm nhận được sát ý đến từ Diệp Lâm, tha rằng trả giá mọi thứ cũng muốn có đường sống. Có điều, Diệp Lâm sẽ không nương tay. Tôi giết chết ông xong, tôi cũng sẽ có được những gì ông vừa nói. Vừa dứt lời, Diệp Lâm chỉ một ngón tay về phía Ninh Tranh Vanh. Chém. Trong khoảnh khắc, chín thanh kiếm giống như chín ngôi sao băng lao thẳng về phía Ninh Tranh Vanh. Ninh Tranh Vanh ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Ông ta đã mất một tay, hiệu quả thăng cấp mà thuốc cấm mang đến cũng trôi nhanh theo miệng vết thương. Nói cách khác, ông ta đã rơi xuống thực lực tông sư nhất phẩm, không thể ngăn cản được một chiêu khủng bố kia. Một khi chúng chiêu thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. To gan, mau dừng tay. Mày dám giết tộc trưởng bọn tao hả? Nhà họ Ninh bọn tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Lúc này, đám người bảy thị dưới võ đài tuy rằng sợ hãi trước thực lực của Diệp Lâm. Nhưng thấy tộc trưởng nhà mình sắp bị giết, người nhà họ Ninh vẫn không nhịn được quá to ngăn cản. Chỉ là bảy thì thua chắc rồi, vậy nên sự uy hiếp của bọn họ giống như là mưa bụi, không có một chút tác dụng gì. Ngay khoảnh khắc sống chết, Ninh Tranh Vanh lớn tiếng cầu cứu Lữ Đạo Hiên trên ghế trọng tài. Lữ quan chủ, mau cứu tôi đi. Ninh Tranh Vanh có nằm mơ cũng không ngờ mình hối lộ Lữ quan chủ là vì nhờ ông ta đừng ngăn cản mình đánh chết Diệp Lâm, nào ngờ nó lại thành lợi thế cầu cứu của mình. Lấy tiền của người thì phải thay người làm việc. Quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan đã nhận chỗ tốt từ Ninh Tranh Vanh rồi, tất nhiên là không thể thấy chết mà không cứu. Dừng tay. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lữ Đạo Hiên đứng dậy, dùng thân phận chủ nhà và trọng tài hô ngừng trận đấu. Diệp Lâm, cậu đã giết 5 tên cổ võ giả liên tiếp rồi, 6 thị trong 7 thị đều đã thua trong tay cậu. Nhà họ Ninh đã chủ động đầu hàng nhận thua rồi, cậu hãy rộng lượng dừng tay đi. Đừng tạo sát nghiệt nữa. Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được cười lạnh. Từ lần đầu tiên Lữ Đạo Hiên ra tay giúp đỡ bảy thị đối phó mình, anh đã biết là bọn họ cùng một đám. Dừng tay, sát nghiệt. Diệp Lâm lạnh lùng nói, Lữ quan chủ, ông đừng có kiểu đứng nói chuyện không đau eo. Nếu tôi là kẻ thua trong bất cứ một trận đấu nào, thì tôi đã là đầu mình hai nơi rồi, có ai sẽ bỏ qua cho tôi. Huống chỉ, ông đã âm thầm ra tay 2 lần. Tôi đâu có thấy ông nhân tử với tôi. Lữ Đạo Hiên bị Diệp Lâm nói móc đến mức nghẹn họng. Diệp Lâm không hề dừng tay, tiếp tục điều khiển chín thanh kiếm đâm thẳng ra. To gan! Thấy Diệp Lâm dám công khai cãi lời mình, hoàn toàn không coi chủ nhà là mình ra gì, Lữ Đạo Hiên cảm thấy bị xúc phạm, vẻ mặt dần trở nên âm trầm, một luồng khí thế khủng bố xen lẫn cơn tức giận nghiền áp toàn trường. Lữ quan chủ, cứu tôi đi! Mũi kiếm gần trong gang tấc. Dừng trên đỉnh đầu. Ninh Tranh Vanh tuyệt vọng kêu cứu một lần cuối cùng. Yên tâm. Lữ Đạo Hiên vung tay lên, một cây phất trần bay ra từ trong ống tay áo. Tôi đã nói là giữ mạng cho ông rồi thì tuyệt đối sẽ không cho phép thằng nhãi kia làm ông bị thương. Ầm, một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên. Kiếm khí hội tụ từ chín thanh kiếm dẫn đầu đánh trúng cây phất trần đang lao tới. Hai thanh thần khí va chạm vào nhau gây chấn động tứ phương giống như là sao hỏa đâm trái đất. Toàn bộ võ đài, ngay cả góc võ đài cũng bị sụp đổ, đá vụn bay tán loạn. Đám người dưới võ đài loạn hết cả lên, ngã trái ngã phải, sôi nổi bỏ chạy. Không chỉ là người thường,
mà đám cổ võ giả bảy thì cũng sợ hãi hoa mắt chóng mặt với một chiêu mạnh mẽ vừa rồi. Không hổ là quan chủ Bạch Vân Quan, là cao nhân đắc đạo, vừa ra tay là thấy hơn người rồi. Tốt quá, được cứu rồi, có Lữ quan chủ ra tay, tộc trưởng nhà ta được cứu. Đám người nhà họ Ninh lập tức yên tâm. Trên ghế trọng tài, đạo trưởng thiên cực của võ đăng và tàng kiếm thượng nhân thấy Lữ Đạo Hiên đột nhiên ra tay thì hơi giật mình, sau đó cảm thán. Lữ quan chủ hay lắm, một chiêu ném càn khôn từ trong tay áo thật sự là rất thần kỳ. Nếu cái thứ bắn ra là kiếm thì lực sát thương sẽ mạnh hơn nữa, có lẽ ngay cả tôi cũng không ngăn cản được. Hai người tôi một câu ông một câu cùng khen ngợi, Lữ Đạo Hiên vuốt chòm râu, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Nếu không phải đang ở trước mặt đám đông thì ông ta đã ném kiếm ra giết chết thằng nhãi kia rồi. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang trời giữa sân khiến cho đội cận vệ Yến Kinh đang canh giữ bên ngoài giật nảy mình. Không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì mà gây ra tiếng động lớn như vậy. Các người ở lại đây trông coi, để tôi vào trong xem thử. Kim Lũ Y thấy bên ngoài không có chuyện gì, ngược lại là bên trong tiếng động càng lúc càng lớn. Kể cả phó thủ Ân Hồng Trang sau khi đi vào cũng chưa thấy truyền ra bất cứ tin tức nào. Vậy nên Kim Lũ Y quyết định tự mình đi vào bên trong xem thử. Kim Lũ Y mở cửa đi vào, rất nhanh là tới hiện trường. N. Hồng Trang, bên này đã xảy ra chuyện gì mà có tiếng động lớn quá vậy? Nghe vậy, Ân Hồng Trang mới hồi hồn lại từ trong cơn chấn động. Đại nhân đến đúng lúc lắm, tôi vừa định gọi đại nhân đi vào xem thử. Kể từ khi đi vào trong, Ân Hồng Trang liên tục bị chấn động, trong nhất thời không biết phải nói từ đâu. Xem cái gì, Kim Lũ Y không hiểu. Cô mau xem người trên võ đài là ai. Ân Hồng Trang vội vàng chỉ về phía võ đài. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía võ đài. Bụi đất tán loạn dần dần lắng xuống để lộ ra một góc của võ đài. Có một người chắp tay, ngạo nghễ mà đứng. Còn một người khác thì nằm hình chữ X. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi, cả người cứng đờ, phất trần gãy thành hai đoạn. Chín thanh kiếm bay lần lượt vào trong hộp kiếm. Sao lại là anh ta? Thấy Diệp Lâm, Kim Lũ Y chợt run lên, mở to hai mắt ra nhìn. Sao anh ta lại bước lên võ đài? Trong nhất thời, Kim Lũ Y ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao Diệp Lâm lại ở trên võ đài. Ân Hồng Trang vội vàng nói, đại nhân, cô thấy rồi đó, đối thủ mà cổ võ giả khiêu chiến lần này chính là anh ta. Diệp Lâm, sao có thể chứ? Kim Lũ Y lại toát ra vẻ không thể tin nổi. Những tiếng động vừa rồi đều là do anh ta tạo ra. Sao anh ta lại có được thực lực đánh nhau với cổ võ giả chứ? Điều khiến Kim Lũ Y khó có thể tin hơn nữa là dường như trên võ đài có một ông cụ cổ võ đã chết dưới kiếm của anh ta. Không chỉ có Kim Lũ Y. Giờ phút này, mọi người ở hiện trường đều thấy rõ cảnh tượng trên võ đài. Nhất là dáng vẻ chết không nhắm mắt của Ninh Tranh Vanh, ai nấy thấy đều phải hô lên thành tiếng. Tộc trưởng. Mọi người trong nhà họ Ninh đều tuyệt vọng khóc lóc. Vốn tưởng rằng tộc trưởng của bọn họ đã được cứu, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn phải chết. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến nhà họ Ninh vừa sốc, vừa tức giận. Tộc trưởng nhà họ Ninh vẫn bị giết. Làm sao có thể, rõ ràng Lữ quan chủ đã ra tay, nhưng vẫn không cứu được sao? Thằng nhóc đó rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ngay cả Lữ quan chủ cũng không ngăn cản được. Mọi người trong bảy gia tộc võ cổ đều kinh hoàng, không thể tưởng tượng được lần này họ phải đối mặt với một đối thủ mạnh đến mức nào. Đặc biệt là gia chủ nhà họ Tân, ông ta toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không theo nhà họ Ninh và nhà họ Yến lên võ đài, nếu không bây giờ ông ta đã trở thành một cái xác rồi. Cái chết của Ninh Tranh Vanh không chỉ gây chấn động và phẫn nộ cho tộc bảy gia tộc võ cổ mà còn khiến các võ cổ giả từ Tam Sơn và Ngũ Môn đến đây cũng phải choáng váng. Tên nhóc khốn kiếp này, có thế vượt qua Lữ quan chủ, giết chết Ninh Tranh Vanh. Đúng là không thể tin được, Hứa Đại Mã Bổng cũng vô cùng ngạc nhiên. Mạnh thật, các võ cổ giả của núi Thiên Sơn đồng loạt cảm thán. Đúng là tài không đợi tuổi, võ cổ giả núi Côn Lôn cũng không thể không thừa nhận. Ông nội! Chúng ta phát tài rồi, cháu trai của Thiên Cơ Tử cùng với đám người đánh bạc phía sau cũng cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng, không hề phát ra những tiếng hoan hô vui mừng. Ha ha, đã khi nào ông tính sai chưa? Thiên Cơ Tử mỉm cười thần bí, nhưng thật ra vừa rồi ông ta cũng không chắc chắn cho lắm. Lúc này, trên ghế trọng tài, Lữ Đạo Hiên, quan chú Bạch Vân Quan đang nắm chặt hai tay, khuôn mặt đầy tức giận.
vừa rồi rõ ràng ông ta đã nói rằng sẽ bảo vệ Ninh Tranh Vanh. Cuối cùng Ninh Vanh Tranh vẫn bị Diệp Lâm giết chết. Nhìn cây phất trần bị gãy làm đôi, vẻ mặt Lữ Đạo Hiên càng tức giận hơn. Điều này không chỉ phá hủy một trong những vũ khí của ông ta mà còn như một cái tát vào mặt ông ta ngay trước mặt mọi người. Trên địa bàn của mình mà ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, nếu chuyện này lan ra, danh tiếng của Bạch Vân Quan và của chính ông ta sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Vô lý! Lữ Đạo Hiên tức giận gầm lên. Cậu không nghe lời khuyên can, tự tiện tàn sát người vô tội trong Bạch Vân Quan, phá hủy phất trần của tôi. Có phải cậu không coi tôi ra gì không? Đối mặt với sự tra hỏi giận dữ của Lữ Đạo Hiên, Diệp Lâm bình tĩnh nói, hôm nay là trận đấu giữa tôi và bảy gia tộc võ cổ, có cả thư khiêu chiến hẳn hoi, có liên quan gì đến ông? Hơn nữa, trước khi trận chiến bắt đầu, chính ông đã nói, tay chân không có mắt, đao kiếm tàn nhẫn, sinh tử tự chịu ư. Sao nào, bây giờ ông lại chối bỏ sao? Đối mặt với sự đáp trả liên tục của Diệp Lâm, Lữ Đạo Hiên ngày càng tức giận. Đúng là một tên nhóc miệng lưỡi sắc bén, không biết sống chết. Đừng tưởng rằng chỉ vì cậu có một vài chiêu vố mèo cào mà có thể làm loạn trong Bạch Vân Quan chúng tôi. Để tôi nói cho, biết, trên lãnh thổ của tôi, lời nói của tôi chính là thánh chỉ. Người tôi cho phép giết mới được giết, những người tôi không cho phép giết thì ai cũng không được đụng vào. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, tôi vừa mới giết rồi đấy, ông làm gì được nào? Vậy tức là cậu muốn chết. Nói rồi, áo bào của Lữ Đạo Hiên đột nhiên phồng lên, toàn thân tràn ngập sát khí. Thấy Lữ Đạo Hiên tranh cãi và quay lưng lại với Diệp Lâm vì cái chết của Ninh Tranh Vanh. Mọi người trong bảy gia tộc võ cổ đột nhiên trở nên hãng hái, nắm lấy cơ hội này để trả thù. Tất cả đều rút vũ khí ra, lớn tiếng phụ họa, võ cổ cổ không thể sỉ nhục. Diệp Lâm, sáu cái mạng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bắt cậu phải trả bằng máu. Ngay lập tức, hàng trăm người của bảy gia tộc võ cổ đã vây quanh đấu trường, đòi Diệp Lâm phải đền mạng. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Lâm bật cười khinh thường. Vừa rồi tôi kêu các người cùng nhau lên thì các người không lên, bây giờ đánh thua rồi các người muốn hợp lực tấn công tôi sao? Một đám người ngang ngược không chịu nhận thua, nếu các người muốn chiến đấu, tôi sẽ đấu với các người tới cùng. Dù có hàng ngàn người đi chăng nữa. Nói rồi, Diệp Lâm ấn tay vào hộp kiếm, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thấy vậy, mọi người trong thất tộc vây quanh Diệp Lâm đều không dám tấn công vì e sợ sức mạnh đáng sợ của Diệp Lâm, họ hò hét ở phía dưới khán đài. Hy vọng có người đi đầu để cho mình đi theo. Lữ quan chú, ông phải lấy lại công đạo cho thất tộc chúng tôi. Người khác thì không tính, nhưng tộc trưởng nhà họ Ninh và nhà họ Yến không thể chết như vậy được. Tên nhóc này phải cho chúng tôi một lời giải thích. Lữ Đạo Hiên gật đầu đáp, mọi người yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, chắc chắn sẽ bắt tên nhóc ngông cuồng này cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, nếu không thì họ Lữ tôi cũng sẽ không để yên đâu. Có chủ nhà chống lưng. Bảy gia tộc võ cổ càng trở nên tự tin hơn. Sau đó, họ tiếp tục mời các võ cổ giả của Tam Sơn, hỡi những người bạn núi Thiên Sơn, Côn Lôn, Bạch Vân. Tam Sơn, Ngũ Môn và thất tộc quyết chí đồng lòng. Hôm nay thất tộc chúng tôi bị sỉ nhục, sao mọi người có thể khoanh tay đứng nhìn được? Ai không biết còn tưởng rằng cổ võ chúng ta không còn ai nữa nên mới bị một tên nhóc bình thường tùy ý dẫm đạp. Lời còn chưa dứt. Hứa Đại Mã Bổng đã cầm vũ khí khổng lồ của mình lên và bước về phía trước. Nhà họ Hứa của đỉnh Ưng Trủy, núi Bạch Vân, sẵn sàng sát cánh chiến đấu với thất tộc, giết tên khốn này. Mọi người trong nhà họ Hứa cũng đồng loạt xông lên. Thiên Sơn chúng tôi cũng nguyện ý chiến đấu. Ngay sau đó, một số trưởng lão từ Thiên Sơn cũng bước tới. Côn Lôn cũng sẵn sàng. Cuối cùng, người của núi Côn Lôn cũng đưa ra lựa chọn của mình. Dù sao trận chiến ngày hôm nay giữa thất tộc và Diệp Lâm đã trở thành thâm thù đại hận. Nếu họ không tận dụng cơ hội này để loại bỏ tên nhóc họ Diệp kia, thì với độ tuổi đó, nếu để mặc cậu ta phát triển thì sớm muộn cũng sẽ trở thành một vấn đề nan giải cho giới võ cổ. Võ cổ quyết chí đồng lòng, đối đầu với thế giới bên ngoài. Trong phút chốc, các võ cổ giả tại hiện trường đã đạt được sự đồng thuận, chia sẻ cùng một mối hận thù. Giờ chỉ còn lại ông cháu Môn Bạc trong Ngũ Môn. Ông nội, chúng ta có lên không? Thiên Cơ Tử nhắm mắt lại tập trung, đúng bên cạnh quan sát, lên cái quái gì chứ? Ở đây nhiều cao thủ như vậy, còn cần ông cháu ta nhúng tay vào sao? Vậy lần này chúng ta sẽ đặt cho bên nào đây? Cháu trai hào hứng hỏi. Thấy sắp có thêm một trận cược nữa,
Nhóm con bạc phía sau cũng tỏ ra phấn khích, chuẩn bị đặt cược. Đặt cái rắm, Thiên Cơ Tử trừng mắt, cháu nghiện cờ bạc rồi sao? Phải xem tình huống đi chứ, đều là người của mình cả, đặt cược không phải rất khó xử sao? Nếu đặt Diệp Lâm thắng, vậy nên giải thích với các đồng lưu võ cổ như thế nào đây? Xem thường họ ư? Còn nếu đặt Võ Cố thắng, lỡ như Diệp Lâm lại thẳng thì sao? Ồ, đứa cháu trai ồ một tiếng, lại lấy điện thoại di động ra, vậy cháu sẽ trả hết số tiền vừa mượn, lần này kiếm được bộn tiền rồi. Không ngờ, Thiên Cơ Tử lại đập điện thoại di động của cháu trai mình xuống và mắng, trả cái gì mà trả? Tính nốt tiền hả? Tiền chúng ta mượn về được thì sao phải trả lại, cứ để nợ đi. Có cho những công ty cho vay đó 10 lá gan thì bọn họ sẽ không dám đến giới cổ võ để đòi nợ. Người cháu trai nghe vậy thì vừa ngạc nhiên, vừa kính phục, đúng là ông nội có khác. Đúng lúc võ cổ đoàn kết, chuẩn bị hợp lực đối phó Diệp Lâm. Tính cả chúng tôi nữa. Hoàng Kim Bưu đến từ Đông Hải cũng tách khỏi đám đông và bước ra ngoài. Vừa hay chúng tôi cũng có một số vấn đề với tên nhóc họ Diệp này. Ông Thạch, lần này cuối cùng ông cũng có cơ hội ra tay rồi. Ông hãy hỗ trợ những người bạn võ cổ này, cùng nhau tham chiến đi. Quang Thạch đầu bước tới. Thân là tông sư hóa cảnh, nếu một mình chiến đấu thì sẽ không phải đối thủ của Diệp Lâm, nhưng nếu phối hợp với nhiều võ cổ giả như vậy, ông ta cho rằng mình có thể kéo đối thủ vào chỗ chết. Vừa rồi, nhìn thấy Diệp Lâm mạnh mẽ như thế nào, Hoàng Kim Bưu đã rất sợ hãi. Nếu ông ta không tận dụng cơ hội này để loại bỏ đối thủ tiềm năng kia thì sẽ gây ra rắc rối vô tận cho thị trường chợ đen của họ và khi quay trở lại Đông Hải, ông ta cũng sẽ không thể sống yên ổn được. Tính cả chúng tôi nữa. Ha ha, vừa may đến kịp lúc. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vào lúc này, phạch, phạch, phạch. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng đột nhiên bay tới. Ngay sau đó, một vài người đàn ông trung niên cường tráng đã nhảy ra khỏi máy bay cách mặt đất hàng trăm mét. Thanh Môn Hải Ngoại. Hôm nay cũng muốn tới gặp tên nhóc họ Diệp này. Kể từ khi Diệp Lâm giết chết một đường chủ của Thanh Môn vài ngày trước, anh cũng đã bị thế lực hải ngoại này nhắm đến. Sau khi biết hôm nay 7 gia tộc võ cổ sẽ chiến đấu với Diệp Lâm ở Bạch Vân Quan, Thanh Môn cũng phái mấy cao thủ tới chuẩn bị nhân cơ hội giết chết Diệp Lâm. Thật không may, chuyến bay bị hoãn nên đến muộn. Nhưng cũng không đến muộn hoàn toàn, vừa đúng lúc cho trận chiến quan trọng nhất. Trong chốc lát, chợ đen ở Đông Hải và Thanh Môn ở nước ngoài cũng tham chiến. Diệp Lâm như trở thành kẻ thù của cả thế giới, tình hình ngày càng trở nên bất lợi. Trong khoảnh khắc, tình thế tại hiện trường đột nhiên thay đổi. Không ai ngờ rằng Diệp Lâm lại đột nhiên trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Xong rồi. Chàng trai này mặc dù có sức mạnh thần kỳ, liên tục thắng mấy trận. Nhưng cũng vì điều này mà xúc phạm toàn bộ giới võ cổ, chỉ sợ sắp có tai họa sắp ập đến rồi. Quan trọng là cậu ta dám xúc phạm cả lữ quan chủ của Bạch Vân Quan, đúng là ngông cuồng thái quát, bây giờ thì phải tự gánh chịu hậu quả thôi. Mọi người lần lượt lui về phía sau, cho rằng lần này Diệp Lâm rất có thể sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ý của các người là sao? Lúc này, hai cha con họ Hoa của Phủ Thuận Thiên không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng ngăn cản mọi người. Lữ quan chủ. Ông định lấy chuyện công báo thủ riêng sao? Diệp Lâm đã thắng rồi, sao ông còn làm khó cậu ấy? Rốt cuộc ông đang muốn cái gì? Hoa Quân Dương nói, không đợi Lữ Đạo Hiên phản ứng, ông ta đã lớn tiếng quay sang Kim Lũ Y cầu cứu. Kim Đại Nhân, tình hình ở đây đã thay đổi rồi, xin hãy giúp tôi nhanh lên. Thấy vậy, Kim Lũ Y tuy không hiểu ân oán giữa Diệp Lâm và những võ cổ giả đó, nhưng tất nhiên cô cũng không thể để nhóm võ cổ giả trước mặt mình, đông hiếp yếu được. 2. Kim Lũ Y bất lực thở dài, cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô lại giúp đỡ kẻ thù giết mẹ của mình. Đội cận vệ Yến Kinh, tập hợp. Kim Lũ Y rút kiếm và ra lệnh. Đội cận vệ Yến Kinh từ mọi hướng nhanh chóng tập trung lại để kiểm soát tình hình. Tất cả các võ cổ giả có mặt hãy lui sang một bên, không được phép dùng bạo lực, càng không được tự ý hành động. Ai không tuân lệnh, chém không tha. Trong nhất thời, quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan dẫn đầu, hợp tác với cổ võ giả ba núi bảy thị, chợ đen Đông Hải và Thanh Môn nước ngoài tầng tầng lớp lớp vây quanh Diệp Lâm trên võ đài. Đám người tự cho rằng mình đứng ở điểm cao đạo đức, bày ra vẻ thay trời hành đạo. Dừng tay hết cho tôi. Các người hay lắm rồi. Lúc này, thống đốc Hoa Quân Dương Phủ Thuận Thiên không nhịn được nữa, hét lớn tiếng ngăn cản. Đám cổ võ giả các người đừng khinh người quá đáng.
tỷ thí thua liền cùng nhau đuổi tận giết tuyệt người ta. Ai cho phép các người làm càn trong khu vực Yến Kinh? Vừa dứt lời, Hoa Quân Dương không thèm rong dài gì với đám người kia nữa, mà quay sang nhờ chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh giúp đỡ. Kim đại nhân, tình huống thay đổi rồi. Hãy gọi người của cô vào đây để giúp tôi duy trì trật tự. Nghe vậy, Kim Lũ Y mới hồi hồn lại từ trong cơn chấn động, lập tức gọi hết người của đội cận vệ Yến Kinh đang canh giữ bên ngoài vào trong. Ngay sau đó, cục diện biến thành bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau. Đám cổ võ giả bao vây Diệp Lâm, còn thị vệ Phú Thuận Thiên và đội cận vệ Yến Kinh lại bao vây đám cổ võ giả. Hai bên giằng co, bầu không khí căng chặt đến cực điểm. Mẹ ơi, sắp xảy ra một cuộc hỗn chiến lớn hả? Quan binh đại chiến cổ võ giả, chậc, cảnh tượng, trăm năm khó gặp nha. Đừng xem trò hay nữa, mau chạy đi, thần tiên đánh nhau, coi chừng người bị thương là một đám cá tạp chúng ta. Mọi người sôi nổi trốn vào một góc trong sân sau. Tuy rằng Phủ Thuận Thiên đã mở một con đường cho bọn họ xuống núi, nhưng mà trước mắt là một trận chiến nghìn năm có một, bọn họ đâu chịu bỏ đi. Dù có nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ cũng phải xem cho xong. Nếu không là coi như đến không một chuyến rồi. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là Phủ Thuận Thiên và đội cận vệ Yến Kinh thuộc phe bảo vệ lợi hại hay là đám cổ giả hoành hành võ hiện nay lợi hại. Và trận chiến này cũng sẽ quyết định trong tương lai mọi người coi trọng phe nào hơn. Chính là vì có đám đông lầm chuyện đang vây xem nên bầu không khí tại hiện trường càng thêm căng thẳng và nôn nóng, không ai chịu nhường nửa bước. Bởi vì nếu làm vậy, một khi bị truyền ra ngoài là sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín. Nhất là đám cổ võ giả, bọn họ phải chiến đấu để giữ gìn quy củ cổ võ không thể chịu nhục. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất hơi rung lên, giống như là đang xảy ra động đất. Có chuyện gì vậy? Động đất hả? Mọi người đều hoảng hốt. Sau đó, tiếng động ngày càng rõ ràng. Chợt có tiếng vó ngựa đồn dập lao nhanh đến. Thương vàng ngựa sắt, khí thế vạn dặm. Diệp Lâm, tôi tới giúp anh. 3.000 kỵ binh tỉnh nhuệ đạp lên Bạch Vân Quan. Mênh mông cuồn cuộn giống như thủy triều dâng trào lên núi. Người dẫn đầu mũ bạc giáp bạc, ngựa hãn huyết dưới háng cực kỳ uy phong. Anh ta đến gần, nhảy xuống ngựa, gỡ mũ giáp ra, để lộ khuôn mặt mà Diệp Lâm quen biết. Anh ta chính là con trai chiến thần Doanh Châu, Đoạn Tử Du, từng có một lần gặp với Diệp Lâm lúc tiêu diệt Tọa Sơn Điêu ở Phụng Thiên. Diệp Lâm, anh trai nuôi của anh là Hàn chiến thần bận rộn việc quân không thể đến đây, nên nhờ. Cha tôi phái 3.000 kỵ binh Doanh Châu đến đây chỉ viện. Dứt lời, Đoạn Tử Du ngạo nghễ nói, hôm nay nếu có ai dám đánh nữa thì quân Doanh Châu tôi sẽ đánh trả tới cùng. Lộc cộc, 3.000 kỵ binh Doanh Châu xếp hàng ngay ngắn, cực kỳ uy phong, giống như là đại quân hổ sói. Có loại khí thế trăm trận cát vàng mòn áo giáp, không diệt lâu lan không về nhà gây chấn động toàn trường. Khoảnh khắc mọi người đang chấn động. Ong ong ong. Trên không trung có tiếng gầm rú rất lớn. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy đều có vẻ sợ hãi. Hơn 10 máy bay trực thăng bay nhanh đến rồi lượn lờ trên bầu trời Bạch Vân Quan. Ngay sau đó, từng đợt nhân viên được võ trang đầy đủ nhảy xuống giống như tiên nữ giải hoa, dừng ở xung quanh Bạch Vân Quan. Cuối cùng, một người có vóc người vạm vỡ nhảy xuống từ trên máy bay trực thăng, chỉ nhảy không, không dùng dù. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, nện ra một cái hố sâu. Quân U Châu, Hồ Phi tới trợ chiến. Vừa dứt lời, Hồ Phi dẫn đầu 800 quân U Châu tỉnh nhuệ, vác súng trên vai, lên đạn cho nòng, chia nhau ra khống chế toàn trường. Hồ Phi sư huynh, Kim Lũ Y thấy anh ta thì giật mình, không ngờ ngay cả cha nuôi cũng phái một tiểu đội đến tiếp viện. Trong nhất thời, các chiến sĩ của hai đại chiến khu Doanh Châu và U Châu đều tụ tập một chỗ, nhanh chóng ổn định cục diện toàn trường. Cho dù là đám cổ võ giả, khi đối mặt với hai đội quân chính quy, cũng không tránh được mà giảm đi vài phần khí thế. Nếu đấu một chọi một, đám cổ võ giả có thể hoàn toàn nghiền áp. Nhưng nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là một đám ô hợp. Còn nếu nói về tu dưỡng quân sự và năng lực chấp hành, một đội quân chính quy tấn công từ chính diện là có thể nghiền áp cổ võ giả. Anh Hồ, anh cũng tới nữa hả? Đoạn Tử Du thấy Hồ Phi thì ngáp một cái, nói. Nếu biết trước quân U Châu sẽ nhúng tay thì tôi đã không tới rồi. Ở trong mắt anh ta, hai đại chiến khu tụ binh một chỗ để đối phó với một đám giang hồ là quá dư thừa. Yến Kinh cũng thuộc U Châu chúng tôi, Hồ Phi nói, Lý Chiến Thần rất quan tâm trận chiến hôm nay, thấy thế cục bên này có chút mất khống chế liền phái tôi đến đây chỉ viện cho các vị,
Thống đốc Hoa Quân Dương nói cảm ơn liên tục, hai vị tới rất đúng lúc. Chỉ với một số người của tôi và Kim Đại Nhân, suýt chút nữa là không chấn được bọn họ rồi. Hiện giờ, có sự tham gia của hai đại chiến khu, thế cục đã xảy ra thay đổi, phe bọn họ có thế lực tương đương đám cổ võ giả, thậm chí là mạnh hơn đám cổ võ giả. Hoa Quốc Đống và đám người Long Môn thấy cục diện bất lợi đã giảm bớt thì thở phào nhẹ nhõm. Đám người vây xem ở hiện trường lần đầu thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, ai nấy đều cảm thấy liên tục. Trời ạ, ngay cả quân đội chính quy Doanh Châu và U Châu cũng xen vào, chuyện càng lúc càng lớn rồi. Cảm thấy đang bước vào giai đoạn gọi người, đám cổ võ giả vốn đang chiếm ưu thế, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh xấu rồi. Thằng nhãi họ Diệp kia may mắn thật đấy. Bây giờ được cứu rồi kia. Giờ phút này, toàn bộ Bạch Vân Quan, từ trên xuống dưới đều bị quân U Châu và quân Doanh Châu tiếp quản hoàn toàn. Đám cổ võ giả giống như ba ba trong giỏ, bị nhốt hết tại chỗ. Mẹ nó, đám người kia đúng là bắt chó đi cầy. Hứa Đại Mã Bổng thấy vậy thì mắng thầm một câu. Tình huống thay đổi rồi, xem ra là không dễ dàng ra tay nữa. Tôi không muốn nảy sinh xung đột với quân chính quy. Đám cổ võ giả núi Thiên và núi Côn Luân đều có ý định rút lui. Đám cố võ bảy thì chết lặng cả người, chỉ kém giơ tay đầu hàng. Lúc này, Hoa Quốc Đống nói thêm lần nữa với Lữ Đạo Hiên, Lữ Quan Chủ, còn không mau giải tán đám cổ võ giả. Hay là ông định khai chiến với chúng tôi? Giờ phút này, sắc mặt Lữ Đạo Hiên cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ rằng thế cục lại thay đổi trong chớp mắt, có rất nhiều người đến giúp đỡ Diệp Lâm. Khai chiến với quân chính quy. Đây là chuyện mà ông ta chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không mạo hiểm đi làm. Có điều, lúc nãy đã thốt ra lời đe dọa xong rồi, bây giờ lại bảo ông ta nuốt hết trở lại, thật sự là không cam lòng. Lần này bỏ lỡ cơ hội đánh chết Diệp Lâm, không biết phải chờ đến khi nào mới có lăn sau. Ha ha! Lúc này, đạo trưởng thiên cực của võ đang cười ha ha đứng dậy hòa giải. Thật ra thì cuộc tỉ thí hôm nay đã kết thúc rồi. Còn lại đều chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ hai bên đều nhường một bước đi. Lữ Quan Chủ, ông thu tay lại đi. Mọi người đều nhìn về phía Lữ Đạo Hiên, chờ ông ta nói ra sự lựa chọn của mình. Lữ Đạo Hiên nghĩ nghĩ một lúc lâu vẫn không thể, hết tức giận được, đây vốn là ân oán cá nhân giữa chúng tôi và thằng nhãi họ Diệp, người ngoài không có tư cách xen vào. Có điều, nếu U Châu và Doanh Châu đã xen vào thì tôi sẽ nể mặt hai đại chiến thân mà coi như xong. Nhưng, nói tới đây, Lữ Đạo Hiên đổi giọng, trầm giọng nói, cậu ta rất nặng sát nghiệt, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể tha, cần phải trả giá đất để dễ ăn nói với mọi người. Nghe vậy, Hoa Quân Dương thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cố nén không vui hỏi, ông còn muốn sao nữa? Lữ Đạo Hiên nói, hôm nay có tổng cộng 6 vị cổ võ giả chết trong tay cậu ta. Tuy rằng tỉ thí trên võ đài, đao kiếm không có mắt, nhưng mà kết cục thật sự rất thảm thiết. Tôi là quan chủ Bạch Vân Quan, cần phải đòi một cách nói thay người chết. Dứt lời, Lữ Đạo Hiên từ trên cao nhìn xuống dưới Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Diệp Lâm, nếu hôm nay để cậu an toàn đi về, nghĩa là Bạch Vân Quan chúng tôi không làm tròn chức trách. Nể mặt hai đại chiến thần, tôi có thể tha cho cậu một đường sống. Có điều, cậu cần phải tự chém một tay, sau đó, để cho tộc nhân của mỗi một người chết đâm cậu một kiếm. Vậy thì mới có thể hóa giải ân oán. Cái gì? Tự chém một tay. Còn phải để cho tộc nhân của mỗi một người chết đâm một kiếm. Nghe điều kiện khắc nghiệt như thế, mọi người ở hiện trường đều giật nảy mình, cảm giác có chút khó. Tiếp thu. Không khí ở hiện trường đột nhiên trở nên căng thẳng. Có điều, thấy Lữ Đạo Hiên đang cố gắng giữ mặt mũi cho cổ võ, đám cổ võ giả đều phấn chấn hẳn lên. Nhất là đám người bị hại bảy thị, bọn họ bắt đầu. Có tự tin gào to lên. Đúng vậy, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể tha. Thằng nhãi kia nếu muốn sống sót ra khỏi đây thì phải để một vài thứ lại mới được. Chỉ mới chém một tay và đâm 6 kiếm thôi, Lữ Quan Chủ đã nhân từ lầm rồi, nếu không đã làm cho cậu ta chết không có chỗ chôn rồi. Bên ngoài, đám người Hoa Quân Dương nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Lữ Quan Chủ, ông làm vậy là có chút làm khó người khác rồi. Hoa Quân Dương nói. Tỉ thí võ đài vốn dĩ là nơi phân ra thẳng thua, định ra sống chết. Bây giờ ông lại đi đòi công bằng cho người chết, ông nói đùa đấy hả? Đúng vậy, Hoa Quốc Đống không nhịn được lớn tiếng hỏi lại, nếu lúc nãy người chết trên võ đài là sư phụ tôi,
thì lúc này ông đã bày ra vẻ mặt khác và cách nói khác rồi, đúng không? Đối mặt với sự nghi ngờ đến từ hai cha con nhà họ Hoa, Lữ Đạo Hiên vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình. Bạch Vân Quan không phải là nơi thằng nhãi kia ra oai. Ở Bạch Vân Quan, lời nói của tôi chính là thánh chỉ. Lữ Đạo Hiên lạnh lùng nhìn về phía Diệp Lâm, nói, nhãi danh, mày tự chém một tay hay là để tao chém hộ? Đối mặt với sự uy hiếp của Lữ Đạo Hiên, Diệp Lâm không hề quan tâm, cười khẽ hỏi lại, muốn chém à? Chắc là ông không có bản lĩnh đó đâu. Cái gì? Nghe vậy, Lữ Đạo Hiên nổi giận tím cả mặt. Dám công khai khiêu khích uy nghiêm của mình hả? Nhãi danh, tao thấy mày muốn chết thật rồi. Tao đã nhường một bước để mày sống sót. Mày đừng không biết tốt xấu. Mày đừng tưởng rằng có người của hai đại chiến khu là có thể tự tin lên mặt với tao. Tao lặp lại lần nữa, ở trong Bạch Vân Quan, tao mới là lão đại, tất cả bọn mày đều phải nghe lời tao. Lúc nói chuyện, đạo bào của Lữ Đạo Hiên bay phất phới theo gió, khí thế cả người đột nhiên thay đổi, uy áp tựa như mãnh hổ xuống núi, có thể lao về phía võ đài bất cứ lúc nào. Lữ quan chủ. Thấy vậy, Hoa Quân Dương lớn tiếng ngăn cản, nếu ông dám ra tay thì cũng đừng trách chúng tôi xen vào. Ông cần phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Dầm. Quân U Châu và quân Doanh Châu đều tập trung tinh thần, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tôi không muốn đánh nhau với các người. Các người cũng đừng có mơ dùng thế áp chế tôi. Lữ Đạo Hiên vừa dứt lời liền xòe hai tay ra, một dòng khí vô hình lập tức lan tràn khắp xung quanh. Ngay sau đó, gió to gào thét, gió nổi mây phun. Giờ phút này, 800 chiến sĩ U Châu và 3.000 kỵ binh Doanh Châu đều bị một lực lượng vô hình đẩy lùi vài bước. Tới khi bọn họ dốc sức quay lại chỗ cũ thì chợt phát hiện trước mắt dường như xuất hiện một bức tường khí vô hình ngăn cản đường đi của bọn họ. Dù bọn họ có cố gắng thế nào thì cũng không bước thêm được một bước nào nữa. Có chuyện gì vậy? Hai đại quân lập tức loạn lên. Bọn họ không thể bước lên trước, dường như là bọn họ bị chia cắt ra bên ngoài chiến trường, dù có đánh được thì cũng không thể đánh. Hoa Quân Dương rất ngạc nhiên, bước đi lên chạm thử. Ông ta rất sốc khi phát hiện rằng phía trước xuất hiện một vật cản trở vô hình, rõ ràng là không thấy nhưng lại chạm vào được. Buồn cười. Hồ Phi rút đao chém liên tục, chỉ nghe thấy tiếng chém leng keng, còn bức tường khí kia thì vẫn cứ nằm yên ở đó. Tại sao lại như vậy? Đoạn Tử Du thử đi lên đánh vào bức tường khí, thậm chí còn gọi tiểu đội 10 người đi đánh vào bức tường khí, kết quả tất cả đều thất bại, không thể đi lên được dù chỉ là nửa bước. Keng. Kim Lũ Y cũng dùng đao chém liên tục, vẫn không thể chém ra được một chút nào. Đại nhân, chuyện này là sao vậy? Phó quan Ân Hồng Trang giật mình hỏi. Có người dùng thực lực của mình dựng lên một kết giới cực mạnh. Kim Lũ Y vừa nói vừa nhìn về phía Lữ Đạo Hiên trên ghế trọng tài đang kiêu ngạo nhìn mọi người, thực lực của ông ta mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vậy nên chúng ta tạm thời không phá được kết giới của ông ta. Thấy đám quân lính ở phía dưới đổ xô lên phía trước giống như ruồi nhặng không đầu, Lữ Đạo Hiên bật cười thành tiếng, tôi khuyên các người đừng lãng phí sức lực nữa. Chỉ cần tôi còn đứng ở đây, các người mơ tưởng đi lên phía trước nửa bước. Lực lượng của tôi không phải là thứ mà các người có thể dễ dàng phá vỡ. Giải quyết xong đám người gây rối, Lữ Đạo Hiên cuối cùng cũng có thể rời hết tầm mắt lên người Diệp Lâm. Nhãi danh, những người mà mày có thể dựa vào, đều không thể giúp đỡ mày nữa. Để tao xem mày còn có thể ăn nói ngang ngạnh được bao lâu nữa. Trong nhất thời, chiến trường hoàn toàn bị ngăn cách làm hai. Diệp Lâm hiện giờ giống như bị mắc kẹt trên đảo, không có một ai giúp đỡ. Dù bên ngoài có vài nghìn chiến sĩ thì bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, chứ không thể nào đi lên nổi nửa bước. Trên võ đài, đám cổ võ giá như sói như hổ bao vây Diệp Lâm thêm lần nữa. Ha hai bây giờ không còn ai giúp mày nữa rồi, còn mày thì có muốn trốn cũng không trốn được. Hứa, Đại Mã Bổng cười to tiếng. Diệp Lâm, ngày chết của mày đến rồi. Hoàng Kim Bưu Chợ Đen thấy vậy thì cũng lạnh lùng dọa dẫm. Nhìn thái độ của cậu ta kìa, vẫn còn rất kiên cường. Đám người Thanh Môn bước lên võ đài, vậy chúng ta tiếp tục ra tay đi. Ngay sau đó, người nào cũng tràn đầy sát khí. Những kẻ có mối thù sâu đậm với Diệp Lâm đều lên võ đài chuẩn bị tấn công. Lúc này, Hoa Quân Dương bị cản ở bên ngoài lớn tiếng quát, để tôi xem ai dám ra tay. Lát nữa đừng hồng đi ra khỏi đây. Chỉ là hiện giờ đám người Hoa Quân Dương đã bị ngăn cản ở bên ngoài, dù có nói gì thì cũng không còn lực uy hiếp nữa. Bọn họ bỏ đám quân chính quy qua một bên,
Đợi giết người xong rồi, với thực lực của bọn họ cũng đủ để an toàn rút lui. Hơn nữa, bọn họ có thân phận cổ võ giả. Một khi bọn họ trở lại địa bàn của giới cổ võ, đợi cho qua chuyện rồi thì sẽ coi như xong. Ai sẽ vì một thằng nhãi thế giới bình thường khai chiến với giới cổ võ chứ? Các vị cứ yên tâm lúc này, Lữ Đạo Hiên nói, lát nữa tôi sẽ hộ tống các vị xuống núi. Nghe lời nói của Lữ Đạo Hiên, đám cổ võ giả càng thêm không sợ hãi. Hay lắm rồi. Đám cổ võ giả các người hay lắm rồi. Hoa Quân Dương là thống đốc phủ Thuận Thiên. Ông ta không ngờ rằng đám cổ võ giả kia không coi lời nói của mình ra gì. Nếu các người cứ cứng đầu như vậy thì đừng trách quân U Châu chúng tôi không khách sáo. Hồ Phi thấy thế cục lại tiếp tục thăng cấp, thậm chí đã vượt qua sự khống chế của mình, bèn lấy đạn tín hiệu ra định gọi thêm đại quân U Châu. Chỉ cần tôi tiếp tục xin tổng bộ giúp đỡ thì ngay sau đó thôi, 300.000 quân U Châu sẽ đến đây chỉ viện. Đến lúc ấy, chủ soái của quân tôi là chiến thần U Châu cũng sẽ tự mình đến đây. Bạch Vân Quan các người dám công khai cãi lời quân lệnh, các người có gánh nổi trách nhiệm hay không? Đối mặt với sự uy hiếp của quân U Châu, đám cổ võ giả có hơi do dự. Nếu chiến thần U Châu thật sự tới đây thì tình huống sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát. Có điều, Lữ Đạo Hiên dường như đã quyết tâm rồi, hừ lạnh nói, chờ tới lúc quân U Châu các cậu chạy tới đây, dù có 10 thẳng Diệp Lâm thì cũng đã bị tôi giết chết hết rồi. Cho dù chiến thần U Châu đi tới trước mặt tôi, thì cũng không dám làm gì tôi. Bởi vì, Lữ Đạo Hiên còn chưa nói xong, đột nhiên bước một bước lên không trung, cả người treo lơ lửng. Ông ta dường như đang đi trên bậc thang, bước từng bước một về phía trời cao. Khi ông ta đi một bước, dòng khí quanh thân ông ta đều sẽ mạnh thêm một phần. Lúc ông ta đứng ở phía trên cao quan sát mọi người phía dưới, người nào ở trong mắt ông ta cũng giống như con kiến. Khí thế của ông ta đã hoàn toàn nghiền áp toàn trường khiến cho mọi người phải chấn động. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, từng tia chớp trong không trung bị ông ta nắm hết vào trong tay. Giống như thần tiên hạ phàm, gây chấn động cho toàn trường. Đây là... Giờ phút này, đạo trưởng Thiên Cực và Tàng Kiếm Thượng Nhân trên ghế trọng tài đều cực kỳ giật mình, ngửa đầu lên nhìn Lữ Đạo Hiên đang đứng trên trời, dòng mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thần cảnh. Là tông sư thần cảnh. Lữ quan chủ đã bước vào thần cảnh rồi. Thần cảnh. Quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan là một vị tông sư thần cảnh. Mọi người ở hiện trường thấy Lữ Đạo Hiên đứng cao trên trời, khống chế sấm sét, giống như là thần tiên hạ phàm, đều cực kỳ ngạc nhiên và chấn động. Giờ phút này, dù mọi người có biết thần cảnh là một cảnh giới thế nào hay không, thì cũng đều cảm thấy chấn động từ tận đáy lòng. Thậm chí đa số người thường đều không nhịn được mà muốn quỳ xuống dập đầu. Thần cảnh, Lữ quan chủ là tông sư thần cảnh hả? Đợi đã, tông sư thần cảnh là tông sư gì? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà so với hóa cảnh, thần cảnh có một chữ thân, chắc chắn là phải mạnh hơn rồi, có lẽ là một sự tồn tại dùng thân thể phàm nhân để sánh vai với thần minh đi. Hứ, ngay cả tông sư thần cảnh mà cũng không biết, đúng là kiến thức hạn hẹp. Nghe tôi nói đây, tông sư thần cảnh là tông sư lợi hại hơn cả tông sư hóa cảnh, hiểu chưa? So với người khác cái biết cái không, đám cổ võ giả ở đây đều biết rõ sức nặng của tông sư thần cảnh. Tông sư thần cảnh và tông sư bình thường là hai khái niệm khác nhau như trời với đất. Nếu nói tông sư hóa cảnh vẫn còn thuộc về loại người thường, thì tông sư thần cảnh chính là một sự tồn tại gần bằng thần. Thật sự không ngờ, quan chủ Bạch Vân Quan đã bước vào thân cảnh rồi. Tôi còn tưởng rằng thực lực một nửa thần cảnh của tôi đã đủ để ngao du thiên hạ, không ngờ hôm nay lại may mắn thấy được thần cảnh thật sự. Đúng là núi cao có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Bạch Vân Quan không hổ là tổ đình của đạo gia, đúng là ngọa hổ tàng long. Đám người Hoa Quân Dương thấy Lữ Đạo Hiên một bước lên trời, dùng phong thái tông sư thần cảnh quan sát mọi người bên dưới thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần cảnh, ông ta là thần cảnh trong truyền thuyết đây mà. Cuối cùng Hoa Quân Dương cũng hiểu vì sao quan chủ Bạch Vân Quan dám kiên quyết làm theo ý mình. Thảo nào chúng ta không phá vỡ được bức tường vô hình kia, hóa ra là vì kiệt tác của tông sư thần cảnh. Hai người Hồ Phi và Đoạn Tử Du đều cực kỳ chấn động. Ở trước mặt tông sư thần cảnh, đám chiến sĩ tình nhuệ mà bọn họ dẫn đến không là gì cả. Rốt cuộc thì thần cảnh không chỉ là một sự tồn tại vô địch thiên hạ, mà còn có thể qua lại tự nhiên giữa vạn quân, búng tay là diệt vạn quân. Ai ra, Diệp Lâm, anh tự cầu nhiều phúc đi.
Đoạn Tử Du bất đắc dĩ lắc đầu, lần này dẫn người đi cứu lại chẳng cứu được gì cả. Thần cảnh, Kim Lũ Y ngửa đầu nhìn ông cụ phía trên cao kia, chợt cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt. Đây mới là một sự tồn tại khiến người đời phải ngước lên nhìn. Kể cả mình là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh trẻ tuổi nhất thì cũng không phải là ngoại lệ. Xong rồi, Long Vương đại nhân, có lẽ là chết chắc rồi. Đám người Long Môn đều tuyệt vọng nghĩ thầm. Cho dù Long Vương có lợi hại hơn nữa, và cho dù tông sư hóa cảnh cũng chết trong tay Long Vương, thì lúc phải đối mặt với một vị tông sư thần cảnh, trừ khi Diệp Lâm là thần tiên hạ phàm hàng thật giá thật, chứ nếu không thì làm gì còn đường sống nào khác nữa. Giờ phút này, đối mặt với tông sư thần cảnh, mọi người ở hiện trường đều có vẻ mặt khác nhau, nhưng đa số đều là kính sợ từ đáy lòng, không dám coi khinh một chút nào. Diệp Lâm, mày dám làm càn trước mặt tao hả? Bây giờ, mày hối hận rồi đúng không? Dù mày có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay chính là ngày chết của mày. Dứt lời, Lữ Đạo Hiên giơ tay ra, trong tay mơ hồ hiện lên sấm sét. Lật tay thành mây, lật tay thành sấm. Lữ Đạo Hiên dùng một chiêu với thế sấm vang chớp giật đánh thẳng về phía đỉnh đầu Diệp Lâm. Lữ quan chủ, đợi đã, hãy nương tay. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, đạo trưởng thiên cực của Võ Đang và tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn trên ghế trọng tài sôi nổi lên tiếng. Hả? Lữ Đạo Hiên khựng lại, hỏi, hai vị định nói gì? Đạo trưởng thiên cực nói, tuy cậu ta có hơi kiêu ngạo, nhưng tội không đáng chết. Dù sao thì cậu ta vẫn còn rất trẻ, là nhân tài đáng bồi dưỡng, nếu giết thì tiếc lắm. Tôi định dẫn cậu ta về Võ Đang để dốc lòng bồi dưỡng dẫn vào chính đạo. Không biết Lữ quan chủ có thể nương tay nhường cậu ta cho tôi không? Tàng kiếm thượng nhân cũng nói, hưm, trên người cậu ta có rất nhiều bí mật. Lúc nãy tôi thấy kiếm pháp mà cậu ta dùng có bóng dáng của Hoa Sơn tôi. Tôi cũng muốn dẫn cậu ta đi, ông để lại người sống là được. Hóa ra là lúc xem trận đấu, hai người họ đã có ý định nhận Diệp Lâm vào môn phái của mình. Bọn họ vốn định đợi sau khi tỉ thí kết thúc sẽ ra mặt đi mời. Kết quả không ngờ rằng tình thế trước mắt thay đổi bất ngờ, nếu còn không lên tiếng thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nghe vậy, Lữ Đạo Hiên sửng sốt, không ngờ hai người họ lại có ý định như vậy. Hứ, cậu ta đã cãi lời tôi vài lần, còn giết nhiều cổ võ giả nữa, tôi không thể tha cho cậu ta được. Tôi đã cho cậu ta cơ hội sống sót rồi là cậu ta không biết hối hận. Đạo trưởng thiên cực nói, vậy làm giống như vừa rồi nói, chém cậu ta một tay, tha cho cậu ta một mạng. Không được, Lữ Đạo Hiên trầm giọng nói, đó là điều kiện lúc nãy. Bây giờ phải thêm một điều kiện nữa. Đạo trưởng thiên cực có thể dẫn cậu ta đi, nhưng cần phải hủy bỏ toàn bộ tu vi của cậu ta. Để cậu ta trở thành người thường, mới có thể giữ mạng cậu ta được. Cái gì? Chém một tay còn chưa đủ, phải hủy bỏ tu vi nữa mới đủ. Vậy giữ mạng cậu ta lại có còn tác dụng gì nữa đâu? Hoa Sơn chúng tôi không cần nữa. Ông muốn chém muốn giết gì thì cứ tự nhiên đi. Tàng kiếm thượng nhân nghe lời nói của Lữ Đạo Hiên thì lập tức lắc đầu từ chối. Nếu mất một tay thì miễn cưỡng có thể tiếp thu được. Rốt cuộc thì cậu ta có thực lực hơn người. Thiên phú trời cho. Nhưng nếu mất một tay rồi mất hết tu vi thì sẽ hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế, còn dẫn cậu ta về làm gì nữa? Hoa Sơn không nuôi dưỡng đồ vô dụng. Còn đạo trưởng thiên cực thì hơi do dự, suy xét đi suy xét lại, cuối cùng cần răng quyết định liều một lần. Được rồi. Vậy làm theo ý của ông, hủy bỏ tu vi của cậu ta, tha cho cậu ta một mạng đi. Nghe vậy, dù là Lữ Đạo Hiên hay là tàng kiếm thượng nhân đều giật mình. Thiên cực, ông đói bụng ăn quảng, đòi luôn cả kẻ tàn phế hả? Tàng kiếm thượng nhân khó hiểu hỏi. Đạo trưởng thiên cực nói, tàn phế thì sao? Chỉ cần có thiên phú hơn người, cộng thêm chăm chỉ trong tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ quay vẽ đỉnh thôi. Ở một mạch chúng tôi, thiên phú quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nghe vậy, tàng kiếm thượng nhân không thể không thừa nhận rằng thiên phú đúng là quan trọng. Đừng thấy đám người bọn họ có thực lực mạnh mẽ mà lầm. Thực tế thì bọn họ đều đã đạt tới hạn mức cao nhất, khó có thể tiến thêm một bước nữa. Còn Diệp Lâm thì có được thiên phú trời cho, cơ bản là không thấy hạn mức cao nhất, cho dù có luyện lại từ đầu thì cũng khó đánh giá kết quả trong tương lai. Lúc này, đạo trưởng thiên cực nói với Diệp Lâm, cậu theo tôi quay vẽ võ đang, tôi bảo đảo chưa tới 10 năm, cậu sẽ mạnh hơn cả hiện giờ. Diệp Lâm xì mũi coi thường loại người không hỏi ý mình đã tự ý quyết định sự sống chết của mình. 10 năm. Coi thường ai vậy? Ông già,
ông biết tôi mất bao lâu để có thực lực ngày hôm nay không? Mọi người ở đây cũng muốn biết vấn đề này. Rốt cuộc thì Diệp Lâm mới tuổi này mà đã có thể dễ dàng chém giết tông sư hóa cảnh rồi. Thực lực tu vi của anh có thể nói là nghịch thiên. Chẳng lẽ là bắt đầu tu luyện từ khi mới sinh ra? Muộn lắm, tôi cảm thấy là tu luyện từ lúc còn trong bụng mẹ cơ. Tôi nghi ngờ anh ta là lão quái vật từ già hóa trẻ nào đó. Mọi người bàn tán xôn xao, đáp án hoa hòe loè loẹt. 5 năm, Diệp Lâm giơ một bàn tay lên, tôi chỉ mất có 5 năm. Cái gì? 5 năm. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên cảm thán, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ và không thể tin nổi. Chỉ mất 5 năm là có thể trở nên lợi hại như vậy hả? Anh ta nói đùa cái gì vậy? Nói khoác cũng phải nói khoác vừa phải thôi, coi chúng ta là đứa nhỏ 3 tuổi hả? Anh thà rằng nói mình là thần tiên chuyển thế còn có vẻ đáng tin hơn. Mọi người đều đang cho rằng Diệp Lâm tự biên tự diễn. 5 năm là nhanh hả? Diệp Lâm mỉm cười. Bọn họ không biết rằng trong 5 năm đó anh còn phải học những thứ khác, thời gian thật sự để luyện võ còn chưa đến 2 năm rưỡi. Diệp Lâm nói ra những lời kia không phải là vì khoác lác, mà là vì chứng tỏ anh không thích thú gì với lời hứa 10 năm. 5 năm cũng được, 50 năm cũng thế. Giờ phút này, Lữ Đạo Hiên nói, người chết như đèn tắt, cho dù mày có thiên phú cao hơn nữa thì chắc gì có thể từ chết mà sống lại. Bây giờ mày chỉ có 2 lựa chọn. Một là tự chém một tay, tự hủy tu vi, 2 là đi chết đi. Ông ta nói là 2 lựa chọn, nhưng ở trong mắt mọi người cơ bản là chỉ có 1 lựa chọn. Dù sao thì trở thành kẻ tàn phế cũng tốt hơn là trở thành người chết. Còn được gia nhập võ đang nổi tiếng nữa, có khi còn nhờ họa được phúc nữa đấy chứ. Ngay cả Hoa Quốc Đống và đám người Long Môn cũng không nhịn được nghĩ thăm, chuyện đã đến nước này rồi, lựa chọn mạng sống trước rồi nói sau. Diệp Lâm, mày tự hủy tu vi hay là để tao hủy giúp mày? Lữ Đạo Hiên đầy vẻ khinh người, tràn ngập uy áp, lạnh lùng uy hiếp. Đạo trưởng thiên cực của võ đang cũng lên tiếng, cậu trai trẻ, gia nhập võ đang của chúng tôi đi. Đối mặt với 2 người kẻ sướng người họa đẩy anh bước lên đường cùng, anh có lựa chọn của riêng mình. Cảm ơn đạo trưởng Diệp Lâm thản nhiên nói đàn ông sinh ra giữa đất trời, sao có thể đứng phía dưới người. Nếu buộc phải sống tạm bợ, tôi thà rằng chết đi. Huống chỉ hiện giờ tôi đang sống yên lành, ai có thể giết được tôi? Cái gì? Nghe vậy, hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh như chết. Ai cũng không ngờ đến cuối cùng Diệp Lâm lại lựa chọn đi chết. Quả nhiên là điên rồi. Anh ta cho rằng mình có thể đánh lại một sư thần cảnh hả? Nghe vậy, Lữ Đạo Hiên tức giận đến mức bật cười, đạo trưởng thiên cực, ông thấy chưa, thằng nhãi này không biết sống chết, cơ bản là không hiểu cho ông. Ai ra? Đạo trưởng thiên cực nghe vậy thì lắc đầu thở dài, có lẽ đây là ý trời. Dứt lời, đạo trưởng thiên cực ngồi xuống ghế, không xen vào nữa. Lúc này, ở trong mắt mọi người, Diệp Lâm trên võ đài đã thành người chết rồi. Họ Diệp kia, mày sắp chết rồi, hãy ăn một cây gậy ngựa của tao. Lúc này, đỉnh chủ Hứa Đại Mã Bổng của Ưng Chủy Phong núi Trường Bạch vung gậy ngựa khổng lồ trong tay lên. Đi theo phía sau ông ta là tứ hổ nhà họ Hứa. Người một nhà hợp tác tấn công Diệp Lâm. Một tiếng vang chấn động đất trời nổ ra. Cây gậy ngựa trong tay Hứa Đại Mã Bổng đánh mạnh lên ánh vàng phòng ngự trên người Diệp Lâm, tạo nên tiếng vang rung chuyển trời đất. Một chiêu vừa rồi cũng khiến ánh vàng quanh người Diệp Lâm xuất hiện vết nứt giống như là thủy tinh vỡ. Một nửa thần cảnh. Giờ phút này, mọi người xung quanh đều cảm nhận được uy lực của một chiêu vừa rồi, ai nấy đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Không ngờ thực lực của Hứa Đại Mã Bổng đã lên tới một nửa tông sư thần cảnh. Mọi người đều chấn động khi thấy Hứa Đại Mã Bổng dùng thực lực một nửa thần cảnh. Có điều khiến mọi người chấn động hơn nữa là đối mặt với một chiêu cực kỳ khủng bố, Diệp Lâm vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Ánh vàng phòng ngự quanh thân chỉ mới bị đánh vỡ, chứ chưa mất hết hiệu quả phòng ngự. Cây gậy ngựa khổng lồ vẫn còn cách Diệp Lâm khoảng cách một quyền. Trên ghế trọng tài, đạo trưởng thiên cực của võ đang vừa hết hy vọng ngồi xuống, lại đột nhiên đứng dậy, mở to hai mắt ra nhìn, cảm thấy không thể tin nổi. Ngay cả một chiêu dốc hết sức lực của một nửa thần cảnh cũng có thể ngăn cản được hả? Có khi nào thằng nhãi kia cũng đã chạm đến ngạch cửa thần cảnh rồi không? Đạo trưởng thiên cực, xem ra vừa rồi ông nói không sai, cậu ta có thiên phú trời cho, dù có bắt đầu lại từ đầu thì tương lai vẫn rất đáng mong chờ.
Tàng kiếm thượng nhân không thể không thừa nhận rằng cách làm giữ mạng Diệp Lâm lúc nãy của Thiên Cực là không sai. Nếu hôm nay cậu ta may mắn không chết thì không đến 10 năm sau, đám già cả chúng ta hợp tác với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta. Cậu ta rất có thể sẽ trở thành thần thoại đương thời tiếp theo. Cậu ta tính tình kiêu ngạo, không chịu làm việc cho chúng ta, vẫn nên chết thì tốt hơn. Đạo trưởng Thiên Cực cắt ngang lời nói của Tàng kiếm thượng nhân. Tàng kiếm thượng nhân sụ mặt, trên mặt hiện lên sát ý, chuẩn bị sẵn sàng để giúp Lữ Đạo Hiên một tay, hợp lực giết chết thẳng nhãi nghịch thiên kia. Sao anh ta lại lợi hại như vậy chứ? Lúc này, Kim Lũ Y đang ở trong sân, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Diệp Lâm ra tay, cảm thấy vô cùng chấn động. Đối mặt với một chiêu dốc hết sức của một nửa thần cảnh, Diệp Lâm cũng có thể đỡ được. Anh ta trở nên mạnh như vậy từ khi nào thế? Trong lúc hoảng hốt, bóng dáng trên võ đài của Diệp Lâm khiến Kim Lũ Y nhớ đến một người. Bóng dáng hai người dường như nhập lại thành một. Diệp Côn Lôn. Chẳng lẽ hai người họ là một người? Ầm ầm ầm. Giờ phút này, trận chiến giữa Hứa Đại Mã Bổng và Diệp Lâm vẫn còn đang tiếp tục, không ai thua kém ai. Hay lắm nhãi danh, thảo nào mày dám kiêu ngạo như thế. Nhiều năm qua, mày là người đầu tiên có thể đỡ được một cây gậy ngựa của tao, không bị tao đập nát như. Hứa Đại Mã Bổng không thể không thừa nhận rằng hôm nay cần phải giết chết đối thủ trước mắt. Đại đương gia, tôi tới giúp ông. Lúc này, Hồ Điệp Mê cũng tham gia chiến đấu. Ngay sau đó, bướm bay đầy trời tạo thành đỉnh vòm khổng lồ bao phủ toàn trường. Diệp Lâm đứng ở trong lồng, ánh vàng quanh thân lập tức mờ nhạt hơn nhiều, bắt đầu sụp đổ dần. Ha ha ha, Hứa Đại Mã Bổng cười to, phu nhân hay lắm. Ông ta thừa thế xông lên, hoàn toàn phá hủy phòng ngự quanh thân Diệp Lâm, đánh mạnh một gậy, đẩy Diệp Lâm ra xa vài thước. Cổ võ giả bảy thị, bảy kiếm trận. Nhà họ Hứa núi Trường Bạch dẫn đầu tấn công, bảy thị cũng lên ngay sau đó. Mấy trăm tộc nhân của bảy thị đồng thời vung kiếm trong tay lên trời, tạo thành một kiếm trận không chút khe hở, giống như bầu trời đổ cơn mưa kiếm, đổ ập xuống Diệp Lâm. Thấy vậy, Diệp Lâm không dám lơ là, vội vàng lắc mình đi lại gần hộp kiếm, chạm nhẹ một cái, 11 thanh kiếm bay ra, vờn quanh người anh. Ngay sau đó, Diệp Lâm giống như có ba đầu sáu tay đỡ đánh tứ phương. Tiếp theo, cao thủ Thiên Sơn, Côn Luân, Thanh Môn nước ngoài và Chợ Đen cùng nhau ra tay. Cả đám người hợp sức đánh ra một chiêu đánh thẳng về phía Diệp Lâm. Cuối cùng, Lữ Đạo Hiên đứng trên không trung khống chế sấm sét búng tay vẽ phía võ đài. Sấm sét hiện lên, nổ vang ầm ầm. Võ đài lập tức bị nổ tan tác. Giờ phút này, trong ngục giam số 0, tiếng chửi bậy vang lên liên tục. Mẹ nó, đám già chết tiệt kia, già mà không đứng đản, ỷ thế hiếp người, một đám người đi đánh một mình Tiểu Diệp, ngay cả tông sư thần cảnh cũng ra tay, có cần mặt mũi nữa không vậy? Quản ngục đâu rồi, chúng tôi xin một ngày du lịch bên ngoài, đi giúp Tiểu Diệp trợ trận, để cho đám mắt chó xem người bên ngoài kia nhìn xem người đi ra, từ ngục giam số 0 có dễ bị ức hiếp hay không? Gọi người đúng không, 108 tên tù nhân bọn tao xin xuất chiến, đi ra ngoài gây chuyện long trời lở đất. Giờ phút này, một đám tù nhân tụ tập trước một vũng nước, thích thú mà nhìn. Đó là một vũng rượu do ông Sở đổ xuống đất, bên trên đang chiếu trận chiến tại Bạch Vân Quan, giống như là phát sóng trực tiếp vậy. Ông Sở, dẫn các anh em đi một lần đi. Lần này Tiểu Diệp phải đối mặt với tông sư thần cảnh, chắc là đánh không lại đâu. Ông cụ ngồi trong một góc, ngửa đầu uống một ngụm rượu, hùng hùng hổ hổ mà trả lời, đi cái rắm. Tôi đây tự lo cho mình còn chưa xong. Sao có thể lo tới thằng nhãi kia ở bên ngoài? Là do cậu ta học hành không giỏi, dù có chết cũng chỉ có thể trách cậu ta thôi. Mọi người đều biết ông Sở mạnh miệng mềm lòng. Trước đây ông ta là người đề nghị mọi người coi Diệp Lâm là truyền nhân, vậy nên mới có Diệp Lâm của ngày hôm nay. Chẳng lẽ ông Sở sẽ trơ mắt ra nhìn Diệp Lâm ở bên ngoài bị một đám cao thủ thần cảnh và một nửa thần cảnh đánh chết hay sao? Ông Sở, Tiểu Diệp là truyền nhân của chúng ta. Thay 108 tên tù nhân chúng ta sống ở bên ngoài, nếu không có cậu ta thì chúng ta phải sống thế nào đây? Đúng vậy, trong lúc vô tình, cậu đã trở thành nơi gửi gầm tâm tư của tôi. Nếu để cậu ta chết thì tôi sẽ khó chịu hơn cả giết tôi nữa. Ông Sở ném hồ lô trong tay ra, đánh tan vũng rượu trên mặt đất. Phát sóng trực tiếp cứ thế mà bị cắt đứt. Thấy vậy, mọi người căng thẳng nói, đừng mà, đang nhìn tới khúc mấu chốt. Trận chiến đã bước vào giai đoạn quyết chiến cuối cùng, mọi người đều đang rất hồi hộp. Đừng lại nhảy nữa, không xem thì thôi đi.
Các cậu muốn ra ngoài hả? Sao không đi tìm tên đã từng độ kiếp kia dẫn đầu? Thực lực của ông ta mạnh hơn tôi nhiều, thần cảnh hay không thần cảnh, ông ta ra ngoài là giết sạch hết. Lúc này, một ông cụ không nhìn ra tuổi tác đang nằm thẳng người giữa không trung nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn kỹ là thấy dưới thân ông ta là một sợi dây mỏng manh yếu ớt như sợi tóc. Ông ta nằm hết cả người lên trên một sợi dây. Tôi độ kiếp thất bại, đạo tâm bị hủy, không còn lo chuyện đời nữa, cứ ở đây sống cho tới chết thôi, đừng gọi. Ông Sở cười lạnh, hừ, nói dễ nghe lắm, nếu ông thật sự muốn nằm chờ chết thì ông đã không gieo một sợi khí tiên thiên trong cơ thể Tiểu Diệp rồi. Ông đừng tưởng rằng tôi không biết ông đang suy nghĩ gì. Kẻ độ kiếp thất bại dường như là ngủ rồi, không cho ra bất cứ đáp lại nào. Lúc này, trên bầu trời quảng trường ngục giam có vài con diều hâu bay ngang. Ông Sở chợt ngẩng đầu lên, mắt nhìn mắt với một trong các con diều hâu. Ngay sau đó, ông Sở hét lớn một tiếng, đôi mắt trợn to, cả người không nhúc nhích giống như là pho tượng. Nhìn lại con diều hâu trên bầu trời, nó bay một vòng trên ngục giam, sau đó nhanh như chớp biến mất ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Đám tù nhân ngửa đầu lên nhìn, thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, chắc là ông Sở lại đi dạo xa xôi rồi. Tôi biết ngay là ông ta sẽ không trơ mắt ra nhìn mà. Tiếc là lần này ông ta không dẫn chúng ta ra ngoài chơi một trận. Trước võ đài Bạch Vân Quan, đám cổ võ giả ba núi bảy thị và đám cao thủ Thanh Môn lẫn Chợ Đen đều nhảy hết ra ngoài để né tránh một đòn sấm sét của Lữ Đạo Hiên. Lúc này, võ đài đã hoàn toàn sụp đổ, hiện trường giống như là thiên thạch rơi xuống mặt đất, nện ra một cái hố sâu hơn 100 mét. Thấy vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi. Trời ạ, đáng sợ quá đi, tôi còn tưởng rằng sắp tới tận thế rồi đấy. Không hồ là tông sư thần cảnh, chỉ ra bừa một chiêu thôi là đã khủng bố như thế. Chắc là thằng nhãi họ Diệp kia tan xương nát thịt luôn rồi. Đám người vây xem tuy rằng tránh ở một bên góc sân, nhưng mà bọn họ vẫn bị một chiêu vừa rồi dọa tới mức run bần bật, mặt mày trắng bệch. Cho dù là đám cổ võ giả cùng ra tay, khoảnh khắc nhảy xuống võ đài, cũng bị một chiêu kia lan đến. Chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ chết ngay tại chỗ. Mẹ nó, suýt nữa là bị đánh trúng rồi. Hứa Đại Mã bỗng nhảy ra bên ngoài, hùng hùng hổ hổ mắng. Lữ quan chủ, ông ra tay không coi trước coi sau gì hết vậy. Cả đám bọn tôi còn ở trên võ đài, suýt nữa bị một chiêu của ông giết chết rồi. Đám người bảy thị sôi nổi hỏi tội. Lúc này, Lữ Đạo Hiên đứng trên trời cao, coi vạn vật như con kiến. Ở trong mắt ông ta, giết một Diệp Lâm hay là giết một đám người trước mắt, đều chẳng có gì khác nhau. Rốt cuộc thì mình là tông sư thần cảnh, cho dù có ngộ thương vài người thì cũng không ai dám nói gì. Theo một nghĩa nào đó, tông sư thần cảnh chính là một sự tồn tại vượt trên vạn vật. Đây chính là lý do vì sao ông ta dám ngăn cách quân chính quy, đánh chết người mà bọn họ muốn bảo vệ ngay trước mặt bọn họ. Cho dù sau đó có bị truy cứu trách nhiệm thì phía quan phủ cũng sẽ không làm gì được ông ta. Có ai sẽ vì một thằng nhãi vô danh đi đối đầu với một vị tông sư thần cảnh chứ? Bên kia là đám người bị ngăn cách ở ngoài bức tường khí. Long Vương đại nhân, đám người Hắc Long tuyệt vọng hô lên, có lòng muốn cứu chủ nhân, lại chẳng thể làm được gì. Sư phụ, Hoa Quốc Đống cũng cực kỳ giận dữ đau buồn, không ngờ hai cha con bọn họ vẫn luôn trấn giữ Phú Thuận Thiên cũng không thể bảo vệ sư phụ được. Thật là buồn cười, Hoa Quân Dương vừa chấn động vừa tức giận, Lữ quan chủ. Chuyện này còn chưa xong đâu, dù ông có là tông sư thần cảnh thì Phủ Thuận Thiên chúng tôi cũng phải thay người chết đòi lại công bằng. Công bằng? Lữ Đạo Hiên cười nhạt, rất là khinh thường. Trời đất vô tâm, coi vạn vật là con kiến. Chỉ có kẻ yếu mới hô hào công bằng, và chỉ có kẻ mạnh mới có thể vượt lên trên tất cả. Lữ Đạo Hiên tin chắc rằng cho dù thống đốc Phủ Thuận Thiên làm ầm lên, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ chẳng ra gì. Ai ra, Diệp Lâm? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Anh cứ yên tâm mà đi đi. Tôi sẽ thay anh chăm sóc em Giang Đường. Đoạn Tử Du đến từ phương xa cảm thấy áy náy vì không giúp đỡ được gì. Kim Lũ Y nhìn hiện trường đã thành một đống đổ nát, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Trơ mắt nhìn kẻ thù giết mẹ bị nổ đến mức không còn mảnh vụn vốn dĩ là một chuyện vui vẻ mới đúng. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng Kim Lũ Y lại có loại cảm giác mất mát. Ai ra, thật đáng tiếc. Đạo trưởng Thiên Cực của võ đang lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Không có gì phải đáng tiếc, Tàng Kiếm Thượng Nhân đứng bên cạnh rất bình tĩnh nói, những năm qua có tất nhiều thiên tài chết non. Dù vậy,
đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại người chủ động tìm đường chết như cậu ta. Ông nội, anh ta, chết thật rồi hả? Cháu trai của Thiên Cơ Tử ngạc nhiên mà nhìn cái hố sâu kia. Tuy rằng hai người họ không quen biết nhau, nhưng mà Diệp Lâm thắng trận liên tục khiến cho anh ta thẳng được một số tiền khổng lồ. Anh ta cảm ơn Diệp Lâm, đồng thời cảm thấy tiếc nuối khi thấy Diệp Lâm chết theo một cách thê thảm như thế. Một chiêu đến từ thần cảnh, chắc là không ai có thể ngăn cản được, Thiên Cơ Tử lắc đầu. Có điều, ông ta vẫn vô thức mà tung ba đồng xu, muốn thử nhìn xem xu thế vận mệnh của Diệp Lâm. Đồng xu rơi xuống đất, xoay tròn liên tục, giống như là sống chết chỉ trong nháy mắt, khó phân ra được thắng thua. Ồ, Thiên Cơ Tử cảm thấy ngạc nhiên với cảnh tượng kỳ lạ này. Kết quả bói toán lần này vẫn là khó đoán trước vận mệnh giống như kết quả bói toán lần đầu. Lúc mọi người ở hiện trường cho rằng mọi thứ đều đã kết thúc. Một luồng lực lượng không giống bình thường đột nhiên bản thẳng lên trời từ trong hố sâu trên võ đài. Ánh vàng hiện lên, Diệp Lâm bước ra từ trên đống, đổ nát. Khi thấy Diệp Lâm xuất hiện, mọi người ở hiện trường trợn mắt há mồm, xôn xao hẳn lên. Ôi mẹ ơi, có quỷ. Đừng nói bậy, ban ngày ban mặt ở ngay đạo quan lấy đâu ra quỷ. Tên họ Diệp kia, còn sống kia, không phải là quỷ thì là gì? Đa số người đều giống như gặp quỷ, ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Lâm. Bọn họ thầm nghĩ có khi nào là anh ta hóa thành lệ quỷ đi lên báo thù hay không? Sao có thể chứ? Bên ngoài võ đài, đám cổ võ giả ba núi bảy thị đều không thể tin nổi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một chiêu vừa rồi khủng bố đến mức nào, thậm chí còn tự mình cảm nhận được nữa. Diệp Lâm ở chính giữa đòn tấn công, tạm thời không tính bị tan xương nát thịt, chỉ tính may mắn mà sống sót, thì cũng phải bị thương đầy mình mới đúng. Điều khiến người ta sốc hơn nữa là ngoài quần áo rách dưới trên người ra thì toàn thân Diệp Lâm không có vết thương lớn nào cả. Con mẹ nó gặp quý rồi. Hứa Đại Mã Bổng vừa tức giận vừa ngạc nhiên, chẳng lẽ thằng nhãi kia có thần tiên che chở? Nếu không thì sao cậu ta có thể ngăn cản được một chiêu khủng bố của tông sư thần cảnh? Giờ phút này, người bị sốc và khó tin nhất chính là quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan. Ông ta thậm chí có trong khoảnh khắc này sinh nghĩ ngờ về thực lực của Minh, dẫn tới đạo tâm suýt nữa bị dao động. Tuyệt đối không thể nào. Lữ Đạo Hiên không thể tiếp thu mọi chuyện trước mắt được. Mình rõ ràng là tông sư thần cảnh, chỉ có một số ít người đếm trên đầu ngón tay mới có thể đỡ được một chiêu dốc hết sức lực của mình. Vậy mà thằng nhãi trẻ tuổi trước mắt lại không hề hấn gì. Chẳng lẽ vừa rồi mình đánh không trúng? Phù! Giờ phút này, Diệp Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết, thở phào ra một hơi. Một chiêu vừa rồi đương nhiên là đánh trúng mình. Dưới sự bao vây tấn công của đám người, Diệp Lâm không kịp né tránh, đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị thương. Một chiêu đến từ thần cảnh, cho dù là mở rộng hết phòng ngự ánh vàng, thì cũng sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Có điều, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, cái lúc mà lực lượng khủng bố đổ xuống. Không hiểu vì sao nó lại chảy hết vào trong một vật trước lòng ngực của anh. Diệp Lâm sờ thử, vừa cứng vừa thô giống như là đang sờ cục đá, tới khi móc ra nhìn mới thấy là cây dao găm mà cửu sư phụ cho. Hóa ra lúc nãy cây dao găm đã hút hết toàn bộ luồng lực lượng khủng bố kia. Nhưng cũng chính vì vậy mà cây dao găm đã hóa đá toàn bộ, từ sắc bén biến thành cùn như đá, mất hết ánh sáng. Diệp Lâm nắm chặt cây dao găm, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu không phải cây dao găm của cửu sư phụ thay mình chặn một đòn chí mạng, thì mình của bây giờ dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Tông sư thần cảnh thật sự mang đến cảm giác áp lực nặng nề như núi cho Diệp Lâm. Khi thấy Diệp Lâm còn sống, đám người Hoa Quốc đống vui mừng đến mức khóc lên. Cậu ta, đúng là người được trời chọn, Thiên Cơ Tử bật thốt lên, ba đồng xu mới tung ra lúc nãy vẫn còn đang xoay tròn, vận mệnh thay đổi liên tục. Sao cậu ta có thể tránh một đòn chí mạng kia được vậy? Đạo trưởng thiên cực của võ đang nghĩ mãi không ra. Không biết, Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng trợn to mắt ra, khó có thể tin nổi. Đừng nói là Diệp Lâm đứng giữa võ đài, cho dù là Tàng Kiếm Thượng Nhân tự mình đi lên đỡ một đòn khủng bố lúc nãy của Lữ Đạo Hiên thì cũng khó mà an toàn rút lui được. Rốt cuộc thì thằng nhãi kia đã làm thế nào vậy? Không một ai ở hiện trường biết đáp án. Đám người Hoa Quốc đống chưa vui vẻ bao lâu thì lại nhận ra rằng xung quanh Diệp Lâm vẫn còn nguy hiểm. Rốt cuộc thì trận chiến vẫn chưa kết thúc. Đám cổ võ giả vẫn như hổ rình mồi theo dõi Diệp Lâm, dáng vẻ có thể cản chết bất cứ lúc nào, chỉ có chết mới có thể dừng. Lữ quan chủ.
Lúc này, Hòa Quân Dương thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng hòa giải lăn nữa. Ông là cao nhân, là tiền bối, một chiêu vừa rồi đủ dạy dỗ đối phương rồi. Dù đối phương có sống hay chết thì đều là ý trời. Xin hãy tha cho cậu ta một lần đi. Có điều, lời nói của Hoa Quân Dương không có một chút tác dụng nào cả. Lữ Đạo Hiên đang ở trên cao, cơ bản là không. Thèm để ý mọi người bên dưới đang bàn tán chuyện gì. Ong! Lữ Đạo Hiên vẫy tay một cái. Một cái thứ đuôi lửa màu sắc bay nhanh đến giống như là sao băng, bay thẳng vào trong tay Lữ Đạo Hiên. Đó chính là xích tiêu kiếm mà gia chủ nhà họ Ninh đã tặng ông ta trước trận đấu. Nhãi danh, tao không quan tâm tại sao lúc nãy mày lại may mắn sống sót. Chỉ là lần này, tao sẽ dùng thanh bảo kiếm mà ông Ninh tặng tao để tự tay chém chết mày. Dù ông Ninh đã qua đời, nhưng mà Lữ Đạo Hiên sẽ không lấy không bảo kiếm của nhà họ Ninh. Mọi ân mọi oán, bắt đầu từ kiếm, kết thúc từ kiếm. Đột nhiên, Lữ Đạo Hiên truyền sức mạnh của mình vào thanh xích tiêu kiếm trong tay. Sau đó chỉ trong một cái búng tay, đã tấn công xuống. Uỳnh! Xích tiêu kiếm cắt xuyên bầu trời. Như thể lửa trời rơi xuống, ngọn lửa đỏ rực bốc cháy trên bề mặt thanh kiếm và lao xuống phía dưới với sức mạnh hủy diệt trời đất. So với đòn sấm sét vừa rồi, uy lực của nhát kiếm này chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn. Mọi người xung quanh ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhìn sang một bên, tránh ánh sáng đỏ chói mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Chưa kể những người bình thường ở bên ngoài đều bị sốc vô cùng, cả người sững sờ trong vài giây. Ngay cả nhóm võ giả cổ xung quanh võ đài đều kinh hoàng trước kiếm khí đáng sợ này và lần lượt lùi lại. Vào lúc này, không khí xung quanh võ đài dường như bị đốt cháy. Khiến người ta không kịp tránh đi. Ha ha, nhát kiếm này, để xem tên tiểu tử đó làm sao chống đỡ được. Đám người Hứa Đại Mã Bổng đều lui về phía trong cùng của bức tường khí, lùi đến mức không thể lui nữa rồi. Nhìn lại một đống tàn tích của võ đài, lại một lần nữa bị kiếm khí bao phủ, bọn họ đều tin lần này Diệp Lâm sẽ chết chắc. Sư phụ! Đám người Hoa Quốc Đống đứng ở bên ngoài nhìn thấy Lữ Đạo Hiên, tông sư thần cảnh, lần thứ hai ra tay, thậm chí các cuộc tấn công mỗi lúc một trở nên khốc liệt hơn, trái tim họ hoàn toàn chìm xuống đáy sâu. Lữ quan chủ, ông chờ đấy cho tôi. Hoa Quân Dương cũng tức giận đến run rẩy. Ông ta đường đường là một thống đốc, nhưng đối phương nhiều lần khinh thường ông ta, coi lời ông ta nói như gió thổi bên tai. Ở đại hạ, cho dù là tông sư thần cảnh cũng phải tuân theo vương pháp. Hoa Quân Dương trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, sau này có dùng hết sức mạnh và mối quan hệ cũng phải khiến cho quan chủ của Bạch Vân Quan phải trả giá. Không tin, ở đại hạ không ai có thể trị được. Lúc này, tất cả mọi người trong và ngoài võ đài đều bị uy lực của nhát kiếm của Lữ Đạo Hiên làm cho sợ hãi vô cùng. Giống như một người phàm đối mặt với thiên tai, chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể thay đổi gì. Uinh uinh! Còn Diệp Lâm đang ở trong trung tâm áp lực của kiếm khí, cũng chính là Alessandra Wer. Vừa bước ra khỏi đống đổ nát, lại bị một thế lực vô hình đè bẹp. Một lần nữa, lại bị ép trở lại đống đổ nát trong khoảnh khắc. Xích tiêu kiếm giống như thức tỉnh, đã ép đến cận kề. Diệp Lâm không dám lơ là, nhanh chóng dùng toàn bộ những thanh kiếm sắc bén xung quanh để chống cự. Trong phút chốc, 11 thanh kiếm sắc bén xuất hiện, tạo thành một vòng tròn, đồng thời chặn đứng xích tiêu kiếm. Giống như đầu kim đâm vào dâu lúa mi, chúng va vào nhau, lại gây ra một tiếng gầm và va vụ chạm lớn. Làm chấn động toàn bộ hố sâu, khiến nó càng lún sâu hơn vài phân. Mà Diệp Lâm ở bên trong lại không thể động đậy và đứng dậy được. Sau khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, 11 thanh kiếm trước mặt Diệp Lâm đột nhiên bị đánh bay đi 5-6 thanh. Tất cả đều chìm sâu vào lòng đất và không thể sử dụng được nữa. Những thanh kiếm sắc bén còn lại cũng lần lượt bị thổi bay như phần cuối một chiếc nỏ. Đòn tấn công của xích tiêu kiếm là không thể ngăn cản. Đây chính xác là uy lực kiếm của tông sư thần cảnh, không ai có thể ngăn cản được. Thanh kinh hồng kiếm cuối cùng cũng bại trận, rơi xuống dưới chân Diệp Lâm. Xích tiêu kiếm lao thẳng vào, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Lâm. Kiếm khí cưỡn cuộn lao đến gần như khiến người ta nghẹt thở. Cũng chính là Diệp Lâm, thân thể đã sớm được NS, và trong cơ thể còn có một tia khí bẩm sinh, miễn cưỡng tránh khỏi bị đè chết. Nếu đổi là người khác, cho dù là tông sư sắp bước vào thần cảnh, dưới áp lực cực lớn này, có lẽ sẽ chảy máu toàn thân và chết đột ngột. Nhưng bất chấp điều này, Diệp Lâm vẫn cảm thấy rất khó chịu,
cảm giác ngột ngạt cùng áp lực cực lớn khiến anh không thể thoát thân. Quỳnh, mũi của Xích Tiêu kiếm đã ở gần cổ họng Diệp Lâm. Diệp Lâm nắm lấy lưỡi kiếm bằng cả hai tay và gần như chặn được đòn tấn công đè xuống. Máu tươi từ tay anh rơi xuống và nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ bề mặt thanh kiếm. Sau một hồi bế tắc, Diệp Lâm nghiến răng, cũng đã đạt tới cực hạn rồi. Hừ, châu chấu đá xe. Trên bầu trời cao, Lữ Đạo Hiên nhìn Diệp Lâm vẫn đang vùng vẫy trước khi chết. Thế là một cái vẫy tay, tăng thêm áp lực, giáng cho anh một đòn cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc này, trời đất xoay chuyển, chim ưng tấn công bầu trời. Hừ, Lữ Đạo Hiên bất giác giật mình. Con chim ưng này ở đâu ra thế? Cảnh tượng trước mắt khiến Lữ Đạo Hiên vô cùng khó hiểu. Chỉ nhìn thấy một con chim ưng màu đen đâm xiên xuống, lơ lửng trên không ngay phía trên võ đài một lúc. Làm sao có thể? Lữ Đạo Hiên vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Cần phải biết, ông ta vừa giải phóng một luồng sức mạnh, tạo thành một bức tường khí không thể nhìn thấy nhưng có thể sở thấy, ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, lấy võ đài làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét, từ trên xuống dưới, đã hình thành một không gian độc lập đến gió cũng không lọt vào được. Đừng nói là một con chim ưng khổng lồ, ngay cả một con ruồi hay con muỗi cũng không thể lọt vào được. Nhưng làm thế nào một con chim ưng to lớn như vậy lại xuyên thủng được bức tường khí vô hình mà xuất hiện tại hiện trường chứ? Lữ Đạo Hiên vô cùng bối rối. Lẽ nào là một linh thú? Lữ Đạo Hiên ở trên không, thử đưa tay ra tóm lấy con chim ưng, muốn bắt nó và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, đúng lúc sức mạnh của Lữ Đạo Hiên sắp chạm vào con chim ưng. Đột nhiên, Lữ Đạo Hiên cảm thấy hai tay tê dại, như bị điện giật, toàn thân run lên. Ngay sau đó, chỉ thấy con chim ưng giống như đang nhìn con sói, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn thẳng vào Lữ Đạo Hiên. Chỉ một cái nhìn liền khiến cho Lữ Đạo Hiên liền cảm thấy đau đớn như nhìn thẳng vào mặt trời, lập tức nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một áp lực ập đến từ mọi hướng. Lữ Đạo Hiên đang nhắm mắt, dường như đã mất đi cảm giác, không thể duy trì cơ thể giữa không trung. Lữ Đạo Hiên kêu lên một tiếng kinh hãi, trực tiếp rơi xuống ngồi trở lại ghế trọng tài. Lữ quan chủ, ông sao vậy? Thiên cực đạo trưởng Võ Đang và tàng kiếm thượng nhân Hoa Sơn cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Lữ Đạo Hiên đột nhiên rơi xuống. Giống như ông ta đã gặp phải một cuộc tấn công lén lút nào đó. Mắt của tôi. Lữ Đạo Hiên từ từ mở mắt, trước mắt trở nên mơ hồ. Một lúc sau khi tâm nhìn của ông ta hồi phục. Lại nhìn con chim ưng đó một lần nữa, giống như một ngôi sao bằng rơi xuống, xé rách bầu trời và lao thẳng vẽ phía võ đài. Lữ Đạo Hiên lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi, không biết con nghiệt xúc đó rốt cục từ đâu đến. Sao đến bản thân mình cũng không thể kiểm soát được. Lại trong chớp mắt, con chim ưng biến mất trong không trung không nhìn thấy nữa. Lại giống như đã rơi vào đống đố nát, nhấn chìm hình dáng của nó. Hừ! Lữ Đạo Hiên vừa kinh ngạc vừa nghỉ hoặc, vội vàng hỏi thiên cực đạo trưởng ở bên cạnh. Các người có nhìn thấy con chim ưng đó không? Chim ưng, làm gì có chim ưng nào? Thì ra mọi người ở hiện trường đều đang nhìn thấy rằng co giữa Diệp Lâm và Xích Tiêu kiếm trong đống đổ nát, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay cho Diệp Lâm. Làm sao có thể quan tâm đến, chú ý đến có chim ưng hay không? Nhưng chỉ có Lữ Đạo Hiên mới nhận ra rằng con chim ưng đó không hề đơn giản. Thậm chí còn không phải là sinh vật bình thường. Mà cùng lúc đó, sâu trong đống đổ nát, Diệp Lâm, người đang bế tắc với Xích Tiêu kiếm và sắp đạt đến cực hạn, cũng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một con chim ưng bên tai. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của con chim ưng đang bay xuống, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Lâm đang cảm thấy rất kỳ cục, một con chim ưng từ đâu lao tới, nhưng giây tiếp theo, hai mắt như bị đâm, có cảm giác đau rát. Sau đó, một màu đen hiện ra trước mắt. Cả người như bị mắc kẹt trong hư không, không tự chủ được. Tôi, có chuyện gì với tôi vậy? Tôi đang ở đâu thế này? Ngay lập tức, trong bóng tối, vang lên một giọng nói quen thuộc. Tên nhóc, mở mắt ra nhìn cho kỹ xem, tôi như thế nào, chém giết hết thần cảnh. Diệp Lâm nghe được những lời này, không khỏi kinh ngạc, cho rằng mình nghe nhầm hoặc là ảo giác. Sở, lão sở, huynh huynh, lại là một tiếng động lớn nữa. Trong đống đổ nát, có một sự rung chuyển. Lập tức, hiện trường rơi vào im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đó, muốn xem Diệp Lâm có bị Xích Tiêu kiếm chém không, trên cơ thể có chỗ nào bất thường không.
nhưng một cảnh tượng khó tin lại một lần nữa khiến mọi người chú ý. Chỉ thấy Diệp Lâm cầm xích tiêu kiếm trong tay, nhảy lên và lao lên không trung. Chuyện gì vậy? Đúng là gặp quỷ rồi. Tiểu tử đó sẽ không bất tử, phải không? Dưới đống đổ nát của võ đài, Diệp Lâm lại bay lên trời. Như thể Lữ Đạo Hiên đã bị thay thế, thực sự đứng trên bầu trời cao hàng trăm mét, nhìn xuống mọi người. Mọi người đều nhìn lên và kinh ngạc. Thật khó để tin vào những gì trước mắt. Hơn nữa, điều càng khiến cho các võ giả cổ kinh ngạc là Diệp Lâm đã nhảy lên không trung, lại có thể đứng trên trời cao mà không bị ngã. Đây là điều mà chỉ có tông sư thần cảnh như Lữ Đạo Hiên mới có thể làm được. Mà không giống như Lữ Đạo Hiên, anh củng cố lòng bàn chân bằng năng lượng thực sự của mình, đạp cấp mà lên, từng bước leo lên trời. Diệp Lâm dường như đang bay, so với việc bước lên không của Lữ Đạo Hiên, lại càng lợi hại hơn. Không phải chứ? Thằng nhóc này không phải cũng là thần cảnh đấy chứ? Bằng không, vì sao nhận hai đòn mạnh liên tiếp của Lữ quan chủ mà hoàn toàn không bị tổn hại gì? Sau khi mọi người đi đến kết luận này, lại càng hoảng sợ hơn. Tông sư thần cảnh mới hơn 20 tuổi. Chuyện này cứ như đang nằm mơ vậy, thật phi thực tế quá. Diệp Lâm, lại là thần cảnh. Lúc này, đám người Hoa Quốc Đông, Long Môn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sư phụ của cậu, thật là thâm tàng bất lộ đấy. Hoa Quân Dương cũng kinh ngạc vô cùng. Nếu là thần cảnh đấu với thần cảnh, vậy thì Diệp Lâm ít nhất cũng ở vào thế bất bại. Mọi người lúc này cũng an tâm hơn. Diệp Lâm, cậu lại là thần cảnh. Tôi lại cách xa ngàn dặm, chạy tới cứu tông sư thần cảnh. Đoạn Tử Du vừa đến giải cứu, cảm thấy vô cùng chán nản. Ngọn lửa tình yêu vừa mới trỗi dậy đã tắt ngấm. Xong rồi, đây là em gái Giang Đường, lại càng coi thường tôi hơn. Trên ghế trọng tài, Lữ Đạo Hiên, Thiên Cực Đạo Trưởng và Tàng Kiếm Thượng Nhân ai nấy đều kinh ngạc. Diệp Lâm trước mặt hoàn toàn vượt ra khỏi tâm hiểu biết của họ. Họ thậm chí còn nghi ngờ trong giây lát rằng cậu nhóc trước mặt rốt cục có còn là con người hay không. Hay giống như vừa rồi có người mạnh dạn đoán là một kẻ quyền lực nào đó đã trẻ lại. Lúc này, Lữ Đạo Hiên cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Lâm cầm xích tiêu kiếm đứng giữa không trung, càng cảm thấy hối hận hơn. Vì một thanh kiếm hỏng, mình rốt cục đã chọc vào sự tồn tại như thế nào. Điều này rõ ràng là được không bằng mất. Tuy nhiên, đều đã đánh tới mức này, ngay cả Lữ Đạo Hiên cũng là đã cưỡi lên lưng hổ, khó xuống, không thể nhượng bộ. Hơn nữa, thanh kiếm đó cũng phải được lấy lại trước. Ngay lập tức, Lữ Đạo Hiên xua tay và cố gắng dùng vũ lực giật lại thanh xích tiêu bảo kiếm từ tay Diệp Lâm. Keng! Tiếng kiếm chợt vang lên như tiếng rồng gầm, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Bề mặt thanh kiếm khẽ rung lên, ánh sáng đỏ tràn ra. Tuy nhiên, xích tiêu kiếm cũng chỉ có một chút cảm ứng với Lữ Đạo Hiên. Ngay lập tức, như thể mọi kết nối đều bị cắt đứt và một luồng kiếm khí được giải phóng để đáp lại. Lữ Đạo Hiên không đoạt lại được thanh kiếm mà thay vào đó lại nắm bắt được một kiếm khí mạnh mẽ. Thình thịch thịch, ông ta lập tức giật mình lùi lại mấy bước, cảm thấy kinh hãi không thể giải thích được. Cậu không phải Diệp Lâm. Rốt cục cậu là ai? Lữ Đạo Hiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Kiếm khí mạnh mẽ vừa rồi thật phi thường, đến một tông sư thần cảnh như ông ta cũng không thể tưởng tượng được sự tồn tại đáng sợ. Mặc dù trong đó đã dung nhập rất nhiều khí lực của Diệp Lâm, nhưng càng nhiều hơn là một sức mạnh không xác định. Sức mạnh bí ẩn đó khiến ông ta nhớ đến vừa rồi, về hậu quả của việc nhìn vào mắt con chim ưng đó. Con chim ưng bị mất tích. Tình trạng bất thường của Diệp Lâm. Lữ Đạo Hiên có rất nhiều suy nghĩ, nhất thời không cách nào sắp xếp được, vẻ mặt phức tạp. Nhưng có một điểm, ông ta có thể khẳng định. Diệp Lâm trước mặt đã không còn là Diệp Lâm trước đây nữa. Cậu, rốt cục là thần thánh phương nào? Lữ Đạo Hiên kinh ngạc hỏi. Mọi người xung quanh nhìn thấy Lữ Đạo Hiên như vậy, cũng không khỏi cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ. Rốt cục Lữ quan chủ sao lại nói ra những lời này? Lúc này, Diệp Lâm chắp hai tay, đứng trên bầu trời cao, nhìn xuống hạ giới. Vẻ mặt không buồn cũng không vui. Giống như tượng thần vươn dài giữa trời đất, uy nghiêm và trang nghiêm. Lập tức, khí tức xung quanh Diệp Lâm thay đổi, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, áp đảo vạn vật. Ngay cả bức tường khí do Lữ Đạo Hiên tạo ra cũng vỡ vụn và biến mất. Ngay sau đó, tóc Diệp Lâm bỗng nhiên mọc điên cuồng, 3000 sợi tóc bạc như tuyết, bồng bềnh sau lưng anh ta như thác nước, như tiên nữ.
Dưới ánh nắng, toàn thân dường như tràn ngập một khí thức thần thánh, khiến người ta sùng bái. Lúc này, sự thay đổi lớn của Diệp Lâm cũng khiến tất cả những người có mặt tại đây đều kinh ngạc. Lúc này mọi người mới ý thức được, người trước mặt hình như không còn là Diệp Lâm nữa. Chẳng trách vừa rồi Lữ Đạo Hiên lại mất trạng thái như vậy. Ngay cả Hoa Quốc Đống và những người thân quen với Diệp Lâm cũng cảm thấy rất xa lạ với Diệp Lâm trước mặt. Người trước mặt rốt cục là thần thánh phương nào? Những câu hỏi như vậy không khỏi nảy sinh trong đầu mọi người. Đúng lúc mọi người còn đang sốc và nghi ngờ. Cuối cùng Diệp Lâm chậm rãi nói. Đó cũng không phải hoàn toàn là giọng nói ban đầu của Diệp Lâm, trong đó còn có một giọng nói đơn giản và tang thương xen lẫn. Dường như nó đã vượt qua dòng sông thời gian vô tận, giống như một chiếc chuông lớn, rung động bên tai mọi người. Hay cho một Bạch Vân Quan. Hay cho một Tam Sơn Ngũ Môn. Ngay cả thất tộc nhỏ bé cũng quay lại, dám động thủ với người của tôi. Nghe vậy, sắc mặt của các võ giả cổ đột nhiên thay đổi như thể họ đã nghĩ ra điều gì đó. Cậu là ai? Giọng nói của cậu. Không, điều này tuyệt đối không thể nào. Tên nhóc thối tha, cậu đừng có giả thần giả quỷ như vậy. Các võ giả cổ lắc đầu, sợ hãi, như thể họ đang phải đối mặt với một nỗi sợ to lớn và vô danh. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, tộc trưởng Tần Thị dẫn các thành viên trong tộc mình quỳ xuống, chào đón Ngô chủ. Ông ta đã nghi ngờ điều này từ lâu, và đúng như dự đoán, người này có mối liên hệ rất sâu sắc với chủ nhân trước đây. Tần Thị chúng tôi, chưa từng sử dụng một binh một tốt, tuyệt đối sẽ không dám hài lòng. Chủ nhân, trấn tân kiếm của ngài, chúng tôi vẫn luôn cẩn thận giữ gìn. Vừa nói, lão Tần vừa cầm kiếm bằng cả hai tay và cung kính đưa lên. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh càng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Người của lục tộc võ cổ vội vàng hét lên, lão Tần, giữa thanh thiên bạch nhật, ông lại phát điên cái gì đấy. Mà thiên cực đạo trưởng võ đang nghe được lời này, cũng không khỏi kinh ngạc đến sắc mặt tái nhợt, chủ nhân thất tộc. Lẽ nào là vị võ giả cố đó lục địa kiếm tiên? Không thể nào, tàng kiếm thượng nhân cũng có vẻ kinh hãi, kiếm tiên. Không phải đã không còn trên thế giới từ lâu rồi sao? Ngay cả thanh kiếm của ông ta cũng bị thất tộc phân chia rồi sao? Trong giới võ cổ có một vị tiên, ba ngọn núi và năm giáo phái. Mà thất tộc chẳng qua từng là kiếm hầu của một vị tiên. Về sau, sự sụp đổ của vị tiên này đã dẫn đến sự trỗi dậy của thất tộc. Nhưng bây giờ, đang nhìn thấy một vị tiên, dường như đã tái hiện lại. Tại sao người trong thất tộc lại không hề sợ hãi? Tên nhóc thối tha, cậu đừng có ở đây giả thần giả quỷ. Tôi không phải người dễ dọa nạt, sẽ sợ cậu. Hứa Đại Mã bỗng sợ hãi không nhịn được nữa, vung cây gậy lớn trong tay, nhảy lên tấn công Diệp Lâm. Hứa Đại Mã bỗng không tin vào cái ác. Nghĩ rằng tất cả những điều này đều là một sự lừa dối. Đều là Diệp Lâm giả thần giả quỷ, hù dọa mọi người. Đừng tưởng làm ra được lục địa kiếm tiên trước, đây thì có thể hù dọa được tôi. Tôi sẽ xé bỏ lớp ngụy trang của cậu ngay bây giờ. Hứa Đại Mã bổng không hổ là sắp bước vào thần cảnh, ông ta vung cây gậy lớn, khuấy động mây nhảy lên không trung, bay đến bên cạnh Diệp Lâm như pháo bay lên trời. Nhưng, càng lại gần Diệp Lâm, Hứa Đại Mã bổng càng cảm thấy một áp lực vô hình gần như khiến ông ta nghẹt thở. Trong lúc nhất thời, trong lòng ông ta cảm thấy sợ hãi, đáng tiếc khi mở cung rồi thì không có đường quay lại. Ông ta chỉ có thể cứng đầu, tiếp tục tấn công. Giống như hy vọng có thể đè bẹp hàng phòng ngự của đối thủ chỉ bằng một cây gậy như lần trước và đánh một trận sòng phẳng. Cùng lúc đó, đối mặt với lời cảnh báo của Hứa Đại Mã bổng, Diệp Lâm nhầm mắt làm ngơ, hoàn toàn không để ý đến thế tấn công của đối phương. Cùng lúc đó, Diệp Lâm vẫy tay. Liền cầm lên tay thanh định tân kiếm mà nhà họ Tân dâng lên. Nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt thanh kiếm, nó phát ra ánh sáng xanh nhạt. Lập tức, Diệp Lâm lại vẫy tay. Thanh định tân kiếm trong tay bay ra như tia chớp. Trong chớp mắt, đã đâm đến trước mặt Hứa Đại Mã bổng. Hả? Lúc này Hứa Đại Mã bổng đã bay tới trước mặt Diệp Lâm, vốn tưởng rằng đòn đánh lén sắp thành công rồi. Nhưng giây tiếp theo, không kịp phản ứng. Định tân kiếm giống như một ngọn núi đè lên ngực ông ta. Ép toàn bộ cơ thể của ông ta nặng nề xuống đất. Đột nhiên, trời đất quay cuồng. Toàn thân Hứa Đại Mã bổng cũng bay xuống đất không kiểm soát. Trong khoảnh khắc, Hứa Đại Mã bỗng nặng nề rơi xuống đất, thanh định tân kiếm cũng xuyên qua ngực ông ta. Cơ thể to lớn của ông ta bị ghim xuống đất, không. Thế cử động.
Đại đang gia, cha, những người hâm mộ bướm và bốn con hổ của nhà họ Hứa vội vàng lao đến nơi mà Hứa Đại Mã bỗng rơi xuống. Muốn giúp ông ta đứng dậy và rời khỏi chiến trường. Tuy nhiên, toàn thân Hứa Đại Mã bỗng như bị một ngọn núi đè lên, hoàn toàn không thể cử động được. Phu nhân, Hứa Đại Mã bỗng đang hấp hối, biết rằng lần này mình sẽ gặp khó khăn thực sự. Đối phương không phải cố ý tỏ ra thần bí, có lẽ thật sự là lục địa kiếm tiên chuyển thế. Nếu không thì, làm sao có chuyện đến đối phương ra tay như nào cũng không thể phản ứng lại được. Hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy một nhát kiếm nhanh như vậy. Mau chạy! Mang theo đám người lão tứ, chạy thật xa, không, không được lại. Lời còn chưa nói hết, Diệp Lâm đã thu lại thanh định tân kiếm. Soạt! Cơ thể của Hứa Đại Mã bỗng đột nhiên cứng đờ, như thể bị rỗng trong giây lát. Chết không nhắm mắt, chết ngay tại chỗ. Soạt! Mọi người có mặt tại hiện trường lập tức xôn xao khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong nháy mắt, đã giết chết một thần cảnh. Giống như giẫm chết một con kiến một cách dễ dàng. Mọi người không khỏi kinh hãi, lẽ nào người này thật sự là lục địa kiếm tiên trước đây? Mọi người trong thất tộc võ cổ không khỏi run rẩy toàn thân. Sau khi tùy tiện giết chết một thần cảnh, Diệp Lâm lần nữa vẫy tay, bắt đầu triệu hồi vạn kiếm. Kiếm tới đây. Sau đó Diệp Lâm ra lệnh. Trong khoảnh khắc, tất cả các thanh kiếm tại hiện trường dường như đã nhận được một loại triệu hồi nào đó, và các thanh kiếm đồng loạt kêu lên. Viu viu viu. Trong chớp mắt, bất luận là những thanh kiếm rơi ở hiện trường hay là những thanh kiếm mà mọi người có mặt tại hiện trường đang đeo đều bị một thế lực vô hình không thể kiểm soát cuốn đi. Lúc này, như có một nam châm khổng lồ hút hết các dụng cụ bằng sắt tại chỗ. Trung tâm được bao quanh bởi những thanh kiếm chính là giữa không trung, nơi mà Diệp Lâm đang đứng. Kiếm của tôi, sao có thể, thanh phục kiếm của tàng kiếm thượng nhân cũng bị hút đi view một tiếng. Dù đã cố gắng hết sức nhưng ông ta cũng không thể giữ được. Đừng lãng phí sức lực nữa, thiên cực trưởng lão ở bên cạnh nhàn nhã thở dài, nếu thực sự là lục địa kiếm tiên, nếu anh ta thu kiếm thì ai có thể ngăn cản anh ta chứ? Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ đường Bạch Vân Quan với hàng chục nghìn thanh kiếm, tất cả đều bay lên không trung, như thể tạo thành một rừng kiếm giữa không trung. Dày đặc và trải rộng khắp bầu trời, khiến mọi người run rẩy khi nhìn thấy. Vạn kiếm. Diệp Lâm lại vẫy tay. Những thanh kiếm trên không xếp thành đội hình như thể chúng đã nhận được chỉ dẫn một lần nữa. Quy 1. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số thanh kiếm sắc bén bắt đầu tập trung lại về cùng một hướng. Trong chớp mắt, sự phức tạp biến thành đơn giản, có vô số thanh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thanh kiếm biến hình trải dài trên bầu trời, giống như mặt trời thiêu đốt. Với ánh sáng vàng chói lọi và sức mạnh cường nộ. Kiếm tiên. Thật sự là kiếm tiên đại nhân sao? Lục địa kiếm tiên Sở Vô Đạo đại nhân. Vạn kiếm quy một này là bí kỹ nối tiếng của lục địa kiếm tiên trước đây, đồng thời cũng là sức mạnh của một thanh kiếm khiến thế giới phải khiếp sợ. Trong lòng mọi người võ cổ, mặc dù có đủ loại nghi hoặc, nhưng cũng không dám do dự nữa, nhận định người trước mặt chắc chắn chính là lục địa kiếm tiên. Soạt. Một giây tiếp theo. Mọi người trong Tam Sơn Ngũ Môn thất tộc đều quỳ xuống bái lạy. Chào mừng kiếm tiên trở về. Diệp Lâm sau khi giết chết một vị thần cảnh núi Trường Bạch. Lại dùng chiêu thức vạn kiếm quy một để tịch thu toàn bộ vũ khí sắc bén tại hiện trường. Hoàn toàn gây sốc cho mọi người. Và trở lại vinh quang với tư thái kiếm tiên. Đột nhiên, rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều quỳ xuống. Thậm chí cả những người bình thường đang xem náo nhiệt bên ngoài cũng bất giác quỳ xuống. Này, tại sao tôi phải quỳ xuống? Tôi cũng không phải là võ giả cổ. Có người sau đó mới nhận ra. Quỳ thì cứ quỳ đi, hấp thu chút tiên khí là được. Có người bình tĩnh tiếp nhận. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đám người Hoa Quốc Đống cũng đều ngây ra rồi. Sư phụ, lại là kiếm tiên của giới cổ võ sao? Lẽ nào Long Vương Đại Nhân chính là kiếm tiên chuyển thế sao? Mọi người ở Long Môn cũng không thể hiểu được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Diệp Lâm đã sử dụng sức mạnh của kiếm tiên để thống trị toàn bộ hiện trường và đảo ngược hoàn toàn tình thế bất lợi. Trời ơi, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Sắc mặt Đoạn Tử Du cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đây có còn là Diệp Lâm mà mình đã từng quen biết không? Sao đột nhiên lại biến thành kiếm tiên trong giới cổ võ chứ? Anh ta, làm sao anh ta có thể là kiếm tiên gì đó chứ? Lúc này, Kim Lũ Y cũng vô cùng kinh ngạc. Làm thế nào mà kẻ thù giết mẹ mà mình dày công truy bắt lại trở thành một kiếm tiên cao cao tại thượng,
được cả thế giới ngưỡng mộ và tôn thờ. Hồng Trang, cô đâm tôi một kiếm đi, xem đây có phải là thật không? Nghe vậy, phụ tá Ân Hồng Trang ở một bên cười khổ, đại nhân, đây. Có lẽ là thật. Lúc này, ngay cả thiên cực đạo trưởng Võ Đăng và tàng kiếm thượng nhân Hoa Sơn cũng phải cúi đầu chào. Tham kiến kiếm tiên. Bái kiến lão sở. Đừng nói hai người này, ngay cả những người đứng đầu Võ Đăng và Hoa Sơn khi gặp lục địa kiếm tiên sở vô đạo trước đây cũng phải tự xưng là văn bối. Diệp Lâm phớt lờ mọi người, quay lại nhìn quan chủ Bạch Vân quan Lữ Đạo Hiên ở bên dưới. Từ rồi chính là tên nhóc này, đối đầu với ta khắp nơi, còn muốn phế ta, giết ta. Nghe vậy, Lữ Đạo Hiên như bị sét đánh, đột nhiên tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi. Đồng thời cũng không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Điều khiến ông ta càng không thể chấp nhận được là mình vẫn chiến đấu với Diệp Lâm dưới chiêu bài báo thù cho nhà họ Ninh và thất tộc cổ võ. Kết quả chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giới cổ võ lại đều quỳ gối. Lữ Đạo Hiên cảm giác như bị đâm sau lưng, bản thân mình ngược lại từ trong ra ngoài đã không còn là con người nữa. Cậu rốt cục là người hay là quỷ? Lữ Đạo Hiên khó khăn hỏi. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ta mặc dù không phải là người, nhưng ông sắp thành quỷ rồi. Những lời này vừa nói ra, toàn thân Lữ Đạo Hiên co rút lại, như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Biết rằng không có cách nào thoát khỏi trận chiến này. Nếu đã như vậy, thì cứ chiến đấu thôi. Bản thân đường đường là tông sư thần cảnh, chẳng lẽ lại sợ chiến đấu? Trong phút chốc, Lữ Đạo Hiên phấn chấn hẳn lên, tập trung tỉnh thần, toàn thân dâng lên 120% ý chí chiến đấu. Sở vô đạo, đừng tưởng rằng ông là kiếm tiên gì đó thì tôi sẽ sợ ông. Thời đại của ông đã qua lâu rồi. Lữ Đạo Hiên tôi cũng đã đạt đến thần cảnh, ông có thể làm gì tôi? Thần cảnh. Diệp Lâm cười lạnh. Chỉ là thần cảnh, cũng dám hỗn xược trước mặt ta. Vừa nói, Diệp Lâm vừa tùy ý xua tay. Thanh kiếm khổng lồ bên cạnh anh, là sự kết hợp của vạn thanh kiếm, bắn ra như tia chớp. Lao thẳng đến Lữ Đạo Hiên trên băng ghế trọng tài bên dưới. Xoẹt. Lúc này, Lữ Đạo Hiên cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ, áp lực cực lớn ập đến. Nhưng khác với vừa rồi tùy tiện giết chết Hứa Đại Mã Bổng. Trước mắt, Lữ Đạo Hiên dù sao cũng là tông sư thần cảnh, thực lực của ông ta đã đạt đến một tầm cao mới. Đối mặt với sức mạnh thanh kiếm này của Diệp Lâm, Lữ Đạo Hiên dùng tay kết ấn và dùng toàn bộ sức lực để miễn cưỡng chống lại đòn tấn công. Ít nhất sẽ không bị giết ngay lập tức. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ ghế trọng tài đổ sụp. Thiên cực đạo trưởng và tàng kiếm thượng nhân vội vàng cúi xuống để tránh. Nhưng Lữ Đạo Hiên lại bị thanh kiếm kia áp chế, ngã xuống. Suy cho cùng, thanh kiếm này không phải là thanh định tân kiếm vừa rồi, mà là thanh thần kiếm được tập hợp từ vạn kiếm quy một. So với giết Hứa Đại Mã Bổng, uy lực của nhát kiếm này mạnh hơn gấp trăm lần. Lữ Đạo Hiên chỉ có thể tiếp được nhát kiếm đầu tiên. Nhát kiếm tiếp theo là quá mạnh để ông ta có thể chống cự được. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên giống như sự khác biệt giữa mây và bùn, hoàn toàn nghiền nát. Lục địa kiếm tiên. Hay cho một lục địa kiếm tiên. Lúc này, Lữ Đạo Hiên cuối cùng cũng hiểu tại sao. Người này, người được thiên hạ ca ngợi là lục kiếm tiên, lại là kiếm sĩ giỏi nhất thế giới. Uy lực kiếm đáng sợ như vậy thật hiếm thấy trong đời ông ta. Cho dù với thực lực thân cảnh của ông ta, cũng không thể tiếp được nhát kiếm này. Người ta có thể tưởng tượng được sức mạnh và sự khủng bố của kiếm tiên. Quỳnh! Một giây tiếp theo, chân của Lữ Đạo Hiên đã chạm đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hai chân ông ta như mắc kẹt trong vũng ly, bất giác rơi xuống. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể ông ta đều bị nghiền nát bởi áp lực nặng nề này. Kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. Lữ Đạo Hiên biết kết ấn của mình đã bị kiếm khổng lồ xuyên thủng. Cuộc đời của tôi, sắp kết thúc rồi. Uinh uinh! Thanh kiếm khổng lồ giống như một cột trụ trời xuyên qua trời đất. Lúc này, khi Lữ Đạo Hiên, quan chủ của Bạch Vân Quan ngã xuống, hiện trường tràn ngập những tiếng kinh hô rồi rơi vào im lặng. Đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Võ đài đã trở thành đống đổ nát từ lâu, giờ đây lại giống như một cái nghĩa trang, người chết nằm ở khắp nơi. Một nhát kiếm, rồi lại một nhát kiếm khác. Tông sư thần cảnh cũng chỉ như rau cỏ, một nhát kiếm đã có thể xử lý xong. Đây chính là thực lực của lục địa kiếm tiên sao? Thần tiên trên trời, lục địa kiếm tiên, quả là danh bất hư truyền. Lữ quan chủ,
Bị giết rồi sao? Đó là tông sư thần cảnh đấy. Vị lục địa kiếm tiên này còn sống hay là đã mượn xác hoàn hồn vậy? Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Ai có thể sánh ngang với đỉnh cao kiếm tiên cơ chứ? Mọi người đều biết rõ rằng, nếu ngay cả một vị tông sư thần cảnh cũng bị giết thì không ai ở hiện trường có thể là đối thủ của người này hết. Sư phụ! Lúc này, tất cả đệ tử của Bạch Vân Quan đều chạy tới hiện trường, nhìn thấy cái chết bi thảm của quan chủ, lòng tràn ngập đau buồn và phẫn nộ nhưng lại bất lực. Ai có thể ngờ rằng chủ nhà chủ trì trận đấu cuối cùng lại chết thảm trên võ đài cơ chứ? Uy lực của kiếm tiên đáng sợ đến mức áp đảo tất cả đệ tử Bạch Vân Quan, khiến họ không thể ngẩng đầu lên chứ đừng nói đến việc trả thù. Thật là một đường kiếm đáng sợ. Vào lúc này, nhìn thấy Lữ Đạo Hiên chết một cách bi thảm giống như Hứa Đại Mã Bổng đã bị giết trước đó, Thiên Cực đạo trưởng của võ đang không khỏi kinh hãi. Đường kiếm vừa rồi, cho dù là ông ta cũng khó có thể chống lại. Hôm nay may mắn gặp được kiếm tiên một thời, đúng là danh bất hư truyền. Tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn chân thành cảm thán, sức mạnh của kiếm tiên đúng khó ai có thể sánh bằng. Hai, thật đáng tiếc, cháu trai của Thiên Cơ Tử vừa ngạc nhiên, vừa tiếc nuối, nếu vừa rồi chúng ta đặt hết vào Diệp Lâm thì đã ấm no cả đời rồi. Suy cho cùng, trong trận chiến cuối cùng vừa rồi, khi đối mặt với một đối thủ là một tông sư thần cảnh, cũng không ai dám đặt cược vào Diệp Lâm. Nhưng không ngờ, ông chủ trận đặt cược lại mỉm cười nói, cậu phải thấy may mắn vì không đặt cược mới phải. Bởi vì cho dù đặt cược vào Diệp Lâm, cậu cũng sẽ thua. Tại sao? Cháu trai của Thiên Cơ Tử bối rối hỏi, chẳng lẽ các người muốn chơi xấu? Ha ha, ông chủ bật cười giải thích, trước hết, cậu phải nhìn cho rõ người đã giết Lữ Đạo Hiên là ai. Lục địa kiếm tiên. Ông chủ tiếp tục cười nói, vậy không phải là kết thúc rồi sao? Người chiến thẳng cuối cùng chính là lục địa kiếm tiên, Sở Vô Đạo, có liên quan gì với Diệp Lâm nào? Nếu đặt cược vào Diệp Lâm, chẳng phải cũng sẽ thua sao? Những con bạc xung quanh nghe thấy lời này thì đều tỏ vẻ bất lực, vậy ván này tính như thế nào? Ông chủ mỉm cười nói, tất nhiên là nhà cái ăn hết rồi. Nghe vậy, các con bạc đấm ngực thùm thụp, số tiền vừa thẳng được nhờ đi theo Thiên Cơ Tử đã thua hết rồi. Quả nhiên dù thẳng nhiều đến đâu, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thua sạch. Thiên Cơ Tử cũng cười nói, không nghe lời ông thì chỉ chịu thiệt thôi. Ông đã biết trò chơi này có gian lận cho nên mới để bảo cháu kịp thời dừng lại đấy. Người cháu vừa khâm phục tài tính toán như thần của ông nội, vừa tức giận trước sự lật lọng của ông chủ sòng bạc, các người đúng là xảo trá. Cùng lúc này, bên ngoài võ đài, nhóm của Hoa Quốc Đống cũng vừa bàng hoàng, vừa nhẹ nhõm. Tông sư thần cảnh duy nhất có mặt cũng đã bị sư phụ hạ gục. Trận chiến này cũng đã coi như đã hoàn toàn kết thúc. Long Vương Vạn Tuế. Hắc Long và những người khác không khỏi gieo hò, nhưng đột nhiên họ cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, nên gọi Diệp Lâm là Long Vương hay là Kiếm Tiên đây? Hoặc có lẽ, Diệp Lâm của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa rồi. Câu hỏi này cũng đã xuất hiện trong lòng những người có mặt. Sư phụ, rốt cuộc anh là Diệp Lâm, hay là Kiếm Tiên? Hoa Quốc Đống bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Nếu cái giá phải trả cho việc giết chết Lữ Đạo Hiên là sư phụ không còn là người như trước nữa thì kết quả này càng không thể chấp nhận được. Điều này và việc hai người đồng quy vu tận có khác gì nhau cơ chứ? Chúc mừng Kiếm Tiên đại nhân đã mượn xác tái sinh thành công. Lúc này, mọi người trong giới võ cổ đồng loạt chúc mừng Sở Vô Đạo đã trở lại. Khi bụi băm của cuộc thi lẳng xuống, mọi người đều kết luận rằng vừa rồi Diệp Lâm đã chết dưới lưỡi kiếm của Lữ Đạo Hiên. Vào lúc này, người xuất hiện trước mặt mọi người và dùng một kiếm giết chết Lữ Đạo Hiên chính là lục địa kiếm tiên, Sở Vô Đạo đã tái sinh. Cùng lúc đó, Diệp Lâm thật sự đang ở trong hư. Không, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Mặc dù có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện diễn ra ở thế giới bên ngoài nhưng anh lại hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Cảm giác như linh hồn đã rời khỏi cơ thể, nói chính xác hơn là linh hồn đã bị phong ấn trong một khoảng không không xác định. Nhất là sau khi nhìn thấy mọi người ở bên ngoài hô lên chúc mừng ông Sở đã đoạt xác sống lại thành công. Diệp Lâm cũng có phần hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Anh đã bị ông Sở đoạt xác rồi sao? Mượn xác sống lại. Ha ha ha. Sở Vô Đạo cười lớn một tiếng, núi sông rung chuyển. Tôi sẽ trở lại với tư cách là kiếm thần, nhưng chưa phải lúc này. Vừa nói, Sở Vô Đạo nhìn đám người phía dưới, nheo mắt lại. Hôm nay tôi bất đắc dĩ phải xuất hiện,
đáng tiếc lại bị mọi người nhận ra. Khi ông ta nói, một luồng sát khí tràn ngập khắp nơi. Mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều thay đổi. Cùng lúc đó, trong đầu họ cũng xuất hiện một tín hiệu nguy hiểm, diệt khẩu. Lục địa kiếm tiên muốn giết tất cả những người ở đây để diệt khẩu sao? Kiếm tiên đại nhân, xin tha mạng. Chúng tôi hứa sẽ giữ bí mật. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Đột nhiên, các võ cổ giả đều sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Ngay cả các quan chức như Hoa Quân Dương cũng thay đổi sắc mặt, không biết kiếm tiên ở trong cơ thể Diệp Lâm này muốn làm gì. Chẳng lẽ ông ta thật sự dám giết hết người ở đây để bịt miệng sao? Ha ha! Sở Vô Đạo lại cười nhạo, nói, tôi chưa bao giờ tin vào người khác, tôi chỉ tin vào chính mình mà thôi. Người sống đều sẽ nói dối, chỉ có người chết mới có thể ngậm chặt miệng. Những lời này như thế một lời tuyên án tử đối với mọi người, khiến hiện trường trở nên náo động. Tất cả đều không ngừng cầu xin sự thương xót. Ngay lập tức, một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trên không trung, treo trên đầu mọi người. Sau đó, kiếm khí giống như một trận mưa như chút nước, tràn xuống khán đài. Lúc này, mọi người đều cảm thấy hô hấp đình trệ, giống như trời sập. Giây tiếp theo, mọi người đều chảy máu miệng, sùi bọt mép, lần lượt ngã xuống như những quân bài domino. Một lúc sau, hiện trường rơi vào sự im lặng hoàn toàn, như không còn ai sống sót. Ông Sở! Đừng! Diệp Lâm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người lần lượt bị kiếm khí làm cho ngã xuống. Có vẻ như đã quá muộn để ngăn chặn ông ta rồi. Bởi vì kiếm tiên đã ra tay áp chế tất cả mọi người trên khán đài gần như chỉ trong tích tắc. Ông Sở! Tại sao ông lại làm như vậy? Những người bình thường đó đều vô tội, họ không biết gì cả. Những võ cổ giả thì không nói, nhưng có rất nhiều người bình thường ở hiện trường và cả người của Diệp Lâm nữa. Làm sao có thể giết hết tất cả như vậy được? Đây là điều Diệp Lâm không ngờ tới và không thể chấp nhận được. Không phải cậu vừa giết vài người sao? Có gì phải la toáng lên như vậy? Chẳng lẽ 5 năm đau đớn trong tù còn chưa xóa sạch thứ vô dụng gọi là lòng tốt trong trái tim cậu sao? Người chúng tôi bồi dưỡng đều là người cực kỳ tà ác, không phải thánh nhân. Sở Vô Đạo đang giảng dạy một cách nghiêm túc. Đương nhiên tôi sẽ không thương xót cho kẻ thù, Diệp Lâm nói, nhưng tôi cũng không điên cuồng đến mức giết chết chính người của mình. Không sao, vậy tôi sẽ giết thay cho cậu, Sở Vô Đạo thản nhiên nói. Diệp Lâm nghe được lời này, hoàn toàn không nói nên lời. Anh không bao giờ ngờ rằng ông Sở, người trước đây tưởng chừng như lương thiện lại trở thành kẻ khát máu nhất trong số 108 sư phụ của mình. Sở Vô Đạo hay ông Sở như Diệp Lâm gọi, chính là sư phụ thứ 108 của Diệp Lâm. Sở dĩ ông ta xếp cuối cùng là vì sau khi Diệp Lâm bị cầm tù, mọi người đều thay nhau truyền dạy những tuyệt kỹ độc đáo cho anh, và ông Sở là người cuối cùng. Kết quả là ông Sở không dạy gì cho Diệp Lâm cả. Nhưng dù vậy, trong lòng Diệp Lâm, ông Sở vẫn là người mà anh kính trọng nhất. Vì lúc vừa mới vào tù, Diệp Lâm suýt nữa thì bị bọn tội phạm trong đó ăn tươi nuốt sống, chính ông Sở đã lên tiếng nhận Diệp Lâm làm người thừa kế của mình trước mặt mọi người. Chính lời nói của ông Sở đã cứu sống Diệp Lâm. Nếu không, Diệp Lâm có thể đã bị giết ngay ngày đầu tiên vào tù và cũng sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay. Ngay khi Diệp Lâm thoáng rơi vào những kỷ niệm với ông Sở. Sở Vô Đạo, người đang chiếm giữ cơ thể của Diệp Lâm, đột nhiên cảm thấy điều gì đó, chợt lên tiếng. Tên nhóc, cậu có biết tại sao ngay từ đầu tôi lại bảo vệ cậu, thậm chí còn để những kẻ cực kỳ độc ác đó dạy cho cậu tất cả những tuyệt kỹ của họ không? Thật ra, Diệp Lâm cũng không biết. Là do lòng nhân từ của ông Sở ư? Hay là do thể chất đặc biệt của anh? Sau chuyện lần đó, đại sư phụ nói rằng anh có thể chất vật chứa hiếm có thể chứa bất cứ thứ gì. Đừng nói là 108 cao thủ, thậm chí là 3000 đại đạo thì anh cũng có thể dung hợp và tiêu hóa được. Theo tôi, cơ thể cậu giống như một cái bồn tiểu vậy, nếu nó rót đầy thì vẫn có thể tận dụng được. Sở Vô Đạo tiếp tục nói. Hơn nữa, thân thể của tôi đã bị tiêu hủy từ lâu rồi, thi thể trong ngục trí là một cái xác tôi mượn mà thôi. Sau khi cậu bị bắt giam, tôi vừa nhìn đã thích thế chất hiếm có của cậu, vậy nên mới thuyết phục những tù nhân khác cùng nhau bồi dưỡng cậu. Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã có thể sử dụng được. Cái gì? Diệp Lâm nghe được Sở Vô Đạo nói như vậy thì vô cùng sửng sốt. Hóa ra ông ta đã nhầm vào anh từ ngày đầu tiên vào tù, chẳng trách lại tốt bụng ra tay cứu anh.
tôi không phải là người duy nhất để ý đến cơ thể của cậu. Sở Vô Đạo tiếp tục nói. Vốn là tôi dự định ngày cậu ra tù sẽ chiếm lấy cơ thể của cậu, sau đó rời khỏi nhà tù, dùng thân phận của cậu, trở về thế giới bình thường. Vậy tại sao lúc đó ông ta không chiếm lấy cơ thể anh? Mà phải đợi đến bây giờ. Bởi vì một tiếng sư phụ của cậu. Sở Vô Đạo thở dài, cho nên tôi mới giục cậu rời đi, kéo tôi lại hối hận. Sống cùng nhau 5 năm, một câu sư phụ đã khiến Sở Vô Đạo do dự, cuối cùng cũng không ra tay. Hóa ra là vậy. Diệp Lâm cũng không ngờ rằng câu nói sư phụ xuất phát từ tận đáy lòng lại có thể giúp anh thoát khỏi một kiếp nạn. Vậy bây giờ, ông vẫn định quyết định ra tay sao? Lâm không nhịn được hỏi. Ông lấy đi thân thế của tôi vì muốn thay thế tôi sao? Chẳng trách vừa rồi ông ta muốn giết tất cả những người có mặt. Sau khi loại bỏ những người nhận ra Sở Vô Đạo ở hiện trường, ông ta có thể trở lại thành phố với thân phận mới là Diệp Lâm mà không ai nghĩ ngờ. Nhưng bây giờ, Diệp Lâm đã hoàn toàn mất đi khống chế thân thể. Giống như một bóng ma ở trong khoảng không, bối rối và bất lực. Thậm chí anh có thể bị Sở Vô Đạo hoàn toàn xóa sổ bất cứ lúc nào. Sở Vô Đạo còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, phù, trong đống đổ nát bỗng nhiên có hai người bò dậy. Đau quá, tôi cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vậy. Họ chính là Thiên Cực Đạo trưởng đến từ Võ Đang và Tàng Kiếm Thượng Nhân của Hoa Sơn. Hai người họ đã sống sót sau vụ thảm sát vừa rồi. Xem ra thực lực của hai vị cũng không hề yếu, có lẽ đều ở trên dưới cấp độ thần cảnh rồi nhỉ. Vậy nên đòn tấn công của tôi mới không thể làm gì được hai vị. Hai người nghe vậy, ngẩng đầu lên, thấy Sở Vô Đạo đang lạnh lùng nhìn bọn họ, trông như có thể hành động bất cứ lúc nào. Hai người hoảng sợ đến mức nhanh chóng cúi đầu cầu xin. Kiếm Tiên đại nhân, xin tha mạng. Chúng tôi thề rằng chúng tôi sẽ không bao giờ lộ bất kỳ thông tin nào ở đây. Hai người họ tình cờ sống sót nhưng lại sợ bị giết lần nữa nên liên tục cầu xin. Chỉ cần Kiếm Tiên đại nhân có thể thả chúng tôi đi, ngài có bắt chúng tôi phải lên núi Đao Biển Lửa chúng tôi cũng sẵn sàng. Sở Vô Đạo suy nghĩ một lát, sau đó nói, thôi vậy. Các người không bị đánh trúng, có lẽ là ý trời, tôi cũng sẽ không làm khó hai người. Cả hai nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn lia lịa như thể vừa được đại xá. Vậy chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Sau đó, cả hai đứng dậy và bắt đầu bỏ chạy. Dừng lại. Sở Vô Đạo ra lệnh, như thể ông ta đã dùng thuật thân lên hai người, họ sợ đến mức đứng im tại chỗ vô cùng sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, Kiếm Tiên đại nhân sẽ không hối hận sớm như vậy chứ. Tôi đã để các ông đi chưa? Hai người vội vàng nói, Kiếm Tiên đại nhân còn có gì dặn dò thì xin cứ nói. Sở Vô Đạo tiếp tục nói, tôi có thể thả ông đi, nhưng ông phải hứa với tôi hai điều. Kiếm Tiên đại nhân, mời nói. Sở Vô Đạo duỗi ra hai ngón tay. Đầu tiên, tôi sẽ sử dụng chú thuật cấm ngôn trên người hai ông. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng như tên của tôi, hai ông không thể tiết lộ nửa lời với thế giới bên ngoài. Chú thuật cấm ngôn. Nghe được lời này, hai người đều không khỏi run rẩy. Đây là một cấm thuật cực kỳ mạnh mẽ, một khi sử dụng, tất cả những gì đã bị cấm đều sẽ phải im lặng, không thể nói ra. Nói cách khác, không những hai người họ sẽ không thể nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Mà đồng thời, những từ khóa như Sở Vô Đạo và Lục Địa Kiếm Tiên cũng sẽ trở thành những từ bị cấm trong lời nói của họ. Nếu đã sử dụng chú thuật cấm ngôn mà vẫn muốn ép mình nói hoặc không vâng lời thì sẽ phải chịu phản phệ dữ dội gấp 10, gấp trăm lần. Nhẹ thì trở thành một kẻ câm hay một kẻ ngốc, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người họ có vẻ sợ hãi, dường như đang do dự. Sở Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, sao vậy, các ông chỉ nói miệng thôi còn sử dụng đặt thuật cấm ngôn lên người thì hai ông có vẻ rất bất đắc dĩ nhỉ. Nếu hai ông không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thuật cấm ngôn này sẽ không có hại gì cho hai ông. Hay là các ông chỉ hứa suông vậy thôi, còn sau khi xuống núi thì sẽ đi truyền tin ra ngoài. Chúng tôi không dám, hai người vội vàng lắc đầu, đối mặt với cái chết và chú thuật, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cái sau, chúng tôi đồng ý. Ngay lập tức, Sở Vô Đạo giơ một ngón tay ra, hai luồng ánh sáng màu vàng chiếu xuống trước mặt hai người. Việc áp dụng chú thuật cấm ngôn cần phải có sự hợp tác tích cực. Hai người cầm ánh sáng vàng đó trong tay, do dự vài giây rồi nuốt chửng xuống. Đại nhân, ngài còn gì dặn dò không ạ? Lúc này, hai người đã không còn có thể phát âm được từ Kiếm Tiên nữa.
Thứ hai, Sở Vô Đạo tiếp tục nói, nhớ kỹ khuôn. Từ giờ trở đi, hai người phải nhận người này là chủ nhân của mình, không được trái lệnh bất kỳ mệnh lệnh nào của cậu ta. Các ông vừa mới nuốt chứng một tia thần niệm của tôi, dung nhập vào máu thịt của các ông. Ngoài tác dụng cấm ngôn, các ông còn phải tuân theo những gì tôi nói. Nếu không tuân theo, các ông sẽ phải chịu phản phệ dữ dội tương tự như cấm ngôn. Cái gì? Nghe vậy, hai người chợt sửng sốt. Vừa rồi bọn họ do dự cũng là vì sợ điều này, sợ rằng sẽ có những điều kiện khác trộn lẫn vào chú thuật. Kết quả là điều họ sợ sẽ đã xảy ra. Sao nào, các ông dám phản đối sao? Sở Vô Đạo nói thêm, vậy tôi cũng không ép buộc nữa, bây giờ tôi sẽ đưa các ông lên đường, có lẽ vẫn có thể đuổi kịp những người khác trên đường xuống suối vàng đấy. Nhìn thấy Sở Vô Đạo lại dấy lên ý nghĩ giết người, hai người liên tục van xin, nói sẽ sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của người này. Bây giờ, mọi chuyện đã đến nước này, họ chỉ có thể thừa nhận dù có không cam tâm đến đâu. Được rồi, Sở Vô Đạo xua tay, các ông có thể đi rồi. Đột nhiên, hai người như đang lơ lửng trên bầu trời, bị Sở Vô Đạo phất tay, đẩy ra xa mấy chục nghìn mét. Bởi vì cuộc trò chuyện sắp tới không phải là điều họ có thể nghe được. Ông Sở, nhìn thấy tình huống này, Diệp Lâm chợt ý thức được, ông Sở dường như không hề có ý định chiếm giữ thân thể của mình. Nếu không, tại sao vừa rồi ông ta lại yêu cầu hai người kia tuân theo lệnh của anh? Tin tức tôi còn sống tuyệt đối không được tiết lộ, Sở Vô Đạo lại giải thích. Ông mạnh như vậy sao? Còn sợ người sao? Diệp Lâm có phần khó hiểu. Một tông sư thần cảnh đã là đỉnh cao của võ đạo rồi. Sở Vô Đạo lại là kiếm tiên thống trị thế giới, có thể giết chết các cao thủ thần cảnh chỉ bằng một cú búng tay. Với sức mạnh như vậy, nếu không nói bất khả chiến bại thì ít nhất cũng sẽ không có đối thủ chứ. Những thứ đó, là những thứ hiện giờ cậu không thể tiếp xúc, không cách nào tưởng tượng được. Sở Vô Đạo lắc đầu, quên đi, không nói những chuyện này nữa. Sức mạnh vừa rồi của hai người đó cũng đã ở trên dưới cấp độ thần cảnh, sẽ giúp ích cho hành động sau này của cậu, vậy nên tôi mới tha mạng họ, để cho cậu sử dụng. Diệp Lâm vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích, ông Sở, ông không định lấy xác của tôi sao? Ha ha, Sở Vô Đạo cười nói, Sở Vô Đạo tôi cả đời không bao giờ quay đầu. Nếu lúc đầu tôi đã thả cậu đi rồi thì tôi sẽ không nhằm vào cậu nữa. Hơn nữa, tôi cũng đã tìm được một pháp thân thích hợp với tôi hơn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.